siêu cấp cường giả, Bùi Đông Lai. Tập 36. Hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na cùng gật đầu cười rồi đi vào xe. Mắt thấy hai người lên xe, Bùi Đông Lai không ngừng lại, trước tiên lên xe, rồi nổ máy. Mặc dù trong lòng vô cùng hâm mộ lẫn ghen tị nhưng mà đám người kia thấy thế thì liền tránh ra để Bùi Đông Lai chở hai vị mỹ nữ rời đi. Đám người Vũ Trạch đâu rồi? Trong xe Bùi Đông Lai không nhịn được. Nghe được câu hỏi của Bùi Đông Lai, Hạ Y Na bởi vì còn trong kích động chưa lấy lại được tinh thần nên đã quên trả lời câu hỏi của Bùi Đông Lai, mà Tần Đông Tuyết cười nói. Vũ Trạch và Thi Vận đang ở cùng một chỗ, Thi Vận có nói, hai người Vũ Trạch và Trang Bích Phàm đang thay đồ. Ách! Nhớ tới cảnh Ngô Vũ Trạch đứng trước gương, chăm lo chải chuốt thì Bùi Đông Lai một trận không nói gì. Bà ma nó, xảy ra chuyện gì mà trước cổng trường lại có nhiều người như thế? Cách cổng Đại học Đông Hải khoảng 100 mét, Ngô Vũ Trạch thấy phía trước đều là người thì dừng xe lại, nhịn không được mà nói thầm một câu. Đúng a, sao mà nhiều người như thế? Cùng Cổ Văn Cảnh ngồi ở phía sau, Dương Tĩnh cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn về phía trước. Không phải là xảy ra tai nạn xe cộ đó chứ? Cổ Văn Cảnh suy đoán nói. Xuống xe nhìn xem đi. Ngồi ở vị trí bên tài xế, Tô Thi Vận đề nghị nói. Vũ Trạch, ở trước xảy ra chuyện gì thế? Không đợi Ngô Vũ Trạch xuống xe, Trang Bích Phàm lái chiếc Land Rover ở phía sau liền thò đầu ra hỏi. Kháo, ca cũng có biết đâu. Ngô Vũ Trạch quay đầu lại đáp một câu, sau đó tiến lên vài bước, vỗ vỗ bả vai một gã nam sinh, cười hỏi. Anh bạn, đã xảy ra chuyện gì mà nơi này lại đông người như vậy? Huynh đệ, nghịch thiên A. Tên nam sinh kia quay đầu lại, vẻ mặt kích động nói. Cậu có biết Trạng Nguyên Lang Bùi Đông Lai không? Chính là người thi đạt số điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp ấy. Đệt ma, lão tử cùng ở chung với hắn một phòng, ngay cả quần cùng mặc chung, lão tử làm sao không biết được. Trong lòng Ngô Vũ Trạch buồn bực, hắn không đem những lời này nói ra mà là hỏi. Anh bạn, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Biết không, vừa lúc này thì Bùi Đông Lai đã lái chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ xuất hiện ở đây. Chờ tân nữ thần Tần Đông Tuyết cùng Bạch Phú Mỹ Hạ Y Na rời đi a. Tên nam sinh kia cũng là một người nhiều chuyện, nói xong còn nhìn không được mà tấm tắc nói. Bà ma nó, Rolls Royce Phantom cấp quân chủ a, ta nhớ được cả Trung Quốc này chỉ có một chiếc. Nữ thần Tần Đông Tuyết cùng Bạch Phú Mỹ Hạ Y Na, bất kỳ người nào làm bạn gái của ta thì ta tình nguyện chết sớm 10 năm, không cho dù 20 năm cũng được. Bên tai vang lên lời nói đầy vẻ kích động của tên nam sinh kia thì Ngô Vũ Trạch trực tiếp cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Này, anh bạn, cậu làm sao thế? Tên kia nam sinh thấy Ngô Vũ Trạch như là bị hóa đá thông thường đứng nguyên tại chỗ thì tỏ ra nghi hoặc mà hỏi. Không, không có việc gì. À, sao cậu lại quen mặt như thế nhỉ? À, tôi nhớ ra rồi, hình như cậu là người ở chung phòng với Bùi Đông Lai à, lúc trận chung kết bóng rổ kết thúc thì tôi đã thấy cậu. Không đợi Ngô Vũ Trạch nói hết lời thì tên nam sinh kia nhớ ra cái gì đó, kinh hô. Anh bạn, cậu không có nhìn lầm, tôi chính là ở chung phòng với tên kia. Nói xong những lời này thì Ngô Vũ Trạch liền xoay người lên xe. Vũ Trạch, đã xảy ra chuyện gì? Phía sau, Trang Bích Phàm đưa cổ ra ngoài, hướng về phía Ngô Vũ Trạch hô lên. Không có gì, Đông Lai từ côn trùng biến thành rồng. Ngô Vũ Trạch khoát tay áo, lao vào chiếc Cayenne. Côn trùng biến thành rồng sao? Nghe được câu này của Ngô Vũ Trạch thì không riêng gì Trang Bích Phàm mà ngay cả Tô Thi Vận, Cổ Văn Cảnh cùng Dương Tĩnh cũng tỏ ra khó hiểu. Vũ Trạch, cậu nói Đông Lai làm sao? Cổ Văn Cảnh nhìn không được mà hỏi. Văn Cảnh, tớ đề nghị bắt đầu từ ngày mai chúng ta hãy đổi phòng, bà ma nó, ở cùng một chỗ với Đông Lai thật là chịu nhiều áp lực. Ngô Vũ Trạch buồn bực nói một câu, theo sau lại nhớ ra cái gì đó, nói. Bất quá, nói đi thì nói lại, tên này cũng chưa chắc đã tiếp tục đến trường A. Anh cằn nhằn cái gì đó? Tô Thi Vận nghe Ngô Vũ Trạch nói nhảm thì liền vặn lỗ tai Ngô Vũ Trạch, hỏi. Tới cùng là Đông Lai bị làm sao? Ây ra, lão bà, em nhẹ chút đi mà. Ngô Vũ Trạch bị đau cầu xin, theo sau thấy Tô Thi Vận không buông tay thì nói. Lão bà, em xác định mà muốn nghe sao? Thật sự làm tổn thương lòng tư tôn mà. Anh nói hay không? Tô Thi Vận nhéo mạnh hơn. Ây ra, lão bà đừng nhéo nữa mà.
Ngô Vũ Trạch liên tục cầu xin tha thứ, sau đó không dám vòng vèo mà kể lại tất cả mọi chuyện nghe từ tên nam sinh kia. Ách! Nghe xong Ngô Vũ Trạch kể thì Tô Thi Vận, Cổ Văn Cảnh cùng Dương Tĩnh đều là cả kinh há to miệng. Đều là người, đều là nam nhân, đều là sinh viên của trường Đại học Đông Hải, đều ở cùng phòng 108, tại sao lại có nhiều khác biệt lớn đến như vậy? Thấy ba người bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thì Ngô Vũ Trạch liền oán trách. Có lẽ là do rung động quá lớn nên ba người Tô Thi Vận, Cổ Văn Cảnh và Dương Tĩnh còn chưa lấy lại tinh thần. Ngô Vũ Trạch thấy thế, không có tiếp tục hay nói giỡn, bởi vì hắn biết Bùi Đông Lai còn có nhiều chuyện khác, chuyện ngày hôm nay chỉ giống như là đứa trẻ gặp cô gái, không đáng giá được nhắc tới. Cùng lúc đó, cửa trường học, sau khi Bùi Đông Lai lái chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ rời đi thì mọi người cũng bắt đầu giải tán. Trong chiếc taxi ở phía ngoài cổng trường, Quý Hồng nhẹ giọng nói. Hani, Bùi Thúc đi rồi, nhưng mà cậu vẫn là rông chứ không phải là côn trùng. Hiện tại, tôi sẽ làm cho bọn họ biết được điểm này, thế giới này sẽ có một con cự long bay cao. Hạ Bàn Tử sớm muốn mua một chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ, đáng tiếc là ngừng sản xuất rồi. Trong chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ, nhìn qua cửa sổ trong xe, thấy được người bên ngoài không ngừng chụp hình xe thì Hạ Y Na lại mở miệng nói. Trở về tớ sẽ đưa xe này cho Hạ Thúc. Bùi Đông Lai quay đầu lại cười nói. Hạ Bàn Tử có lòng tự trọng rất cao, cho dù cậu có đồng ý tặng thì người cũng sẽ không nhận. Hạ Y Na cười khổ, ngoài Tống Hân ra thì không ai hiểu được sự kiêu ngạo của Hạ Hà, phần kiêu ngạo kia hoàn toàn giống với Bùi Đông Lai, đều từ thảo căn phấn đấu lên. So với loại nhà giàu như Diệp Tranh Vanh thì chỉ có hơn chứ không kém. Đúng rồi, các cậu đã gọi cho Tiểu Vũ chưa? Bùi Đông Lai hỏi. Vũ Trạch nói không gọi được cho Tiểu Vũ. Tần Đông Tuyết mở miệng nói. Gọi không được sao? Bùi Đông Lai ngẩn ra, sau đó cầm điện thoại bấm số của Liễu Nguyệt. Đông Lai, chuyện ở Giang Lăng đã xử lý xong chưa? Điện thoại được chuyển, giọng nói của Liễu Nguyệt từ trong điện thoại truyền ra. Giọng nói của nàng lộ ra vẻ mỏi mệt, hơn nữa còn mang theo vài phần quan tâm cùng lo lắng. Mặc dù đã biết được mọi chuyện ở Giang Lăng, nhưng mà nàng vẫn có chút lo lắng đối với Bùi Đông Lai. Nàng không cho rằng Diệp gia cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai liền tiếp vẽ vào mặt. Ừ, tạm thời đã xong, chiều nay tôi mới vừa trở lại Đông Hải. Dường như Bùi Đông Lai cũng biết áp chế được Diệp gia chỉ là tạm thời cho nên hắn dùng hai chữ tạm thời. Đúng rồi Liễu tỷ, hôm nay tôi muốn qua biệt thự ở quận Gopler làm một buổi tụ họp, nếu như Tiểu Vũ và Uyển Nhi không có việc gì thì tỷ hãy đưa bọn nó đến chơi cho vui. Hôm nay không được rồi. Biết được chuyện tình ở Giang Lăng đã kết thúc thì Liễu Nguyệt âm thầm yên lòng, sau đó nói. Tiểu Vũ đang bắt đầu thực hiện thời kỳ đóng chặt ở trường, từ thứ hai đến thứ sáu không được về nhà, hơn nữa cũng không được dùng điện thoại. Còn Uyển Nhi thì nó đang bị bệnh. Uyển Nhi bị bệnh sao? Bùi Đông Lai nghe vậy, hơi kinh hãi. Quan tâm hỏi Han. Bệnh gì, có nghiêm trọng không? Chỉ bị cảm thôi, không có gì đáng ngại. Thấy được vẻ quan tâm của Bùi Đông Lai thì trong lòng Liễu Nguyệt cảm thấy ấm áp, khóe miệng nở ra nụ cười. Mụ mụ, điện thoại của ai, tại sao người lại cười vui vẻ như vậy? Đông Phương Uyển Nhi nằm ở trên giường, thấy được Liễu Nguyệt nở ra nụ cười thì nhìn không được mà hỏi. Là của Đông Lai ca ca, con muốn nói chuyện không? Liễu Nguyệt hỏi. Con bị bệnh thì anh ấy cũng không đến xem con mới không cần nói chuyện đâu. Nghe được bốn chữ Đông Lai ca ca thì trên mặt tiểu ma nữ liền dao động bất quá nàng lắc lắc đầu. Vậy mụ mụ cúp máy đây. Liễu Nguyệt cười nói. Đừng, đừng. Tiểu ma nữ thấy Liễu Nguyệt muốn cúp máy thì liền nóng nảy, liền vọt từ trên giường xuống, cầm lấy điện thoại, nói. Đồ không có lương tâm, anh còn biết gọi điện đến sao? Nghe Liễu tỷ nói em đang bị bệnh, không sao chứ? Bùi Đông Lai quan tâm hỏi. Ai cần anh lo? Tiểu ma nữ khẽ hừ một tiếng, khóe miệng nở ra nụ cười, trong lòng giống như là đang ăn phải mật ngọt. Ngày mai anh sẽ ghé thăm em. Bùi Đông Lai không khỏi bị tiểu ma nữ chọc cười, cười nói. Trong lòng tiểu ma nữ vừa động, có chút kích động nhưng mà liền hừ lạnh nói. Ai mà nói láo thì ăn táo suốt đời. Tốt lắm, ngày mai anh sẽ ghé qua thăm em, anh cúp máy đây. Đợi, đợi chút. Đô đô, đô đô. Lừa gạt, đại lừa gạt, hỗn đản, đại hỗn đản,
chẳng biết cúp điện thoại như vậy đối với một cô gái là không lễ phép sao? Tiểu ma nữ thấy Bùi Đông Lai cúp điện thoại thì có chút không vui. Liễu Nguyệt cũng không để ý đến tính tình của tiểu ma nữ, nghĩ ngày mai Bùi Đông Lai đến đây thì trong lòng Liễu Nguyệt nàng có chút chờ mong. Chấm. Khi xe mang theo Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na trở về biệt thự quận góp thì Vú Lan đã lấy những thứ chuẩn bị cho bữa tiệc như thịt nước, hải sản. Ra ngoài. Bùi Thiếu, Hạ Tiểu Thư, Đông Tuyết, mọi người đã về. Vú Lan thấy ba người về thì liền ra cửa chào đón. Vú Lan. Dì Lan. Ba người Bùi Đông Lai liền chào hỏi Vú Lan, trong đó Tần Đông Tuyết gọi là Vú Lan, còn Bùi Đông Lai và Hạ Y Na thì gọi là dì Lan. Đông Lai, toàn bộ thịt đã được Vú đem ra. Vú Lan đưa dép cho ba người Bùi Đông Lai thay rồi nói. Dì Lan, sau này những chuyện lấy dép, bưng trà, rót nước, dì không cần phải làm, tự chúng tôi làm là được rồi. Bùi Đông Lai thấy thế thì đỡ dì Lan dậy, sau đó cố ý cười trêu ghẹo nói. Những chuyện này để cho hai nàng làm là được rồi, dì chỉ cần xuống bếp nấu cơm cho chúng tôi là được. Có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nói như vậy, Vú Lan ngẩn ra, sau đó gật đầu cười nhưng mà trong lòng âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai có thể làm cho Tần Đông Tuyết khăng khăng một mực đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Mà mặt của Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na lại đỏ lên. Đám người Vũ Trạch chắc có lẽ là lát nữa mới đến, chúng ta đem đồ ăn ra trước đi, chờ bọn hắn đến rồi bắt đầu. Thấy được vẻ biến hóa của hai nàng thì Bùi Đông Lai ý thức được sai lầm của mình, vội vàng nói sang chuyện khác. Hai người giữ im lặng, đỏ mặt, gật đầu đáp ứng. 10 phút sau, bốn người Bùi Đông Lai đem lò nướng, thức ăn, nước ra bên ngoài, mà đám người Ngô Vũ Trạch cũng đã đến. Kháo, Đông Lai, chú có còn để cho ba huynh đệ chúng ta sống nữa không? Khi xe dừng lại thì Ngô Vũ Trạch liền nhảy xuống xe, vẻ mặt tỏ ra khổ sở mà hỏi. Ca đã nói qua, Đông Lai còn trang bức hơn cả ca nữa mà. Trang Bích Phàm cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Ca sẽ cấp cho Đông Lai chút mặt mũi à. Ngay cả Cổ Văn Cảnh luôn ít nói cũng mở miệng nói lời trêu chọc. Ba người vừa thốt lên xong thì Tằng Khả Tâm, Dương Tính cùng Tô Thi Vận liền không nhịn cười được, Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na thì hơi xấu hổ, mà Bùi Đông Lai lại không thèm để ý. Nếu các chú thích thì ca sẽ tặng cho các chú vài chiếc. Có xe mà không có mỹ nữ thì làm sao đây? Ngô Vũ Trạch khinh bỉ. Chú đi đâu tìm cho chúng ta những người bạn gái xinh đẹp như thần tiên, lại một lòng một dạ như Đông Tuyết và Y Na đây? Ngô Vũ Trạch đồng học, ý của anh là em không một lòng một dạ với anh sao? Tô thì vẫn trợn mắt chừng Ngô Vũ Trạch. No, trong lòng anh tuy rằng Đông Tuyết và Y Na đều xinh đẹp nhưng mà không thể sánh với Hani của anh. Ngô Vũ Trạch vội vàng đầu hàng. Cái này gọi là trong mắt, tên gì nhỉ? Trong mắt người tình ra Tây Thi. Trang Bích Phàm tiếp lời, sau đó xem thường mà nhìn Ngô Vũ Trạch một cái. Không văn hóa, thật đáng sợ. Vui đùa đi qua, dưới sự đề nghị của Bùi Đông Lai thì mọi người bắt đầu nướng thức ăn, trong đó Bùi Đông Lai liền xung phong chịu trách nhiệm nướng thức ăn, thấy vậy thì ánh mắt mọi người tỏ ra không tin nhìn về phía hắn. Kết quả không đợi hắn nướng chín thịt thì tất cả mọi người nhìn vào miếng thịt đang nước đều nuốt nước miếng. Thấy được bộ dạng thèm ăn của mọi người thì Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Bởi vì năm đó từng sống trong núi nên Bùi Đông Lai chẳng những quen nấu những món ăn thôn quê, mà hắn cũng đã từng học qua cách nướng thịt, thịt của hắn nướng chẳng thua gì những đầu bếp chuyên nghiệp. Một người hai sâu, phần còn lại để cho dì Lan. Ok, cho ca hai sâu. Ngô Vũ Trạch nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì liền không biết xấu hổ, bộ dạng tỏ ra khẩn trương đi lên khiến cho mọi người cười vang. Có một người không cười. Tần Đông Tuyết. Nàng xuất thân từ hào môn nên biết rõ, một nam nhân muốn thượng vị, thăng chức rất nhanh cũng không khó, nhưng mà cái khó chính là sau khi bước lên đỉnh quyền lực thì hắn có thể đảm bảo được bản chất không thay đổi hay không. Nàng cảm thấy Bùi Đông Lai không phải là loại người như thế. Nàng không hy vọng Bùi Đông Lai sẽ bị cừu hận và ích lợi che mờ hai mắt. Cảm động không riêng gì Tần Đông Tuyết, thấy bộ dạng nướng thịt đầy dầu mỡ của Bùi Đông Lai thì dì Lan xoa nhẹ trán của Tần Đông Tuyết. Đông Tuyết, trước kia tuy rằng Vũ đã cảm thấy cậu ta là một người vĩ đại nhưng mà trên thế giới này không phải hắn là người vĩ đại duy nhất, còn cũng rất vĩ đại, vì hắn mà ủy khuất ở chung với những nữ nhân khác. Nói tới đây, Vú Lan khẽ thở dài. Hôm nay...
cuối cùng vì sao Vũ cũng hiểu con một lòng một dạ với cậu ta, thậm chí vì muốn ở cùng với cậu ta mà không tiếc trở mặt với Tần gia. Ngông nghênh, dã tâm, khiêm tốn, tĩnh khí, những điều này cậu ta không thiếu. Tần Đông Tuyết khẽ gật đầu, sau đó lẳng lặng nói. Vô luận là trước kia, hiện tại hay là tương lai thì con chỉ coi trọng một mình cậu ta. Cho dù là nướng thịt ở bên ngoài hay nướng ở nhà thì niềm vui lớn nhất chính là tự mình làm. Nếu không tự làm thì đi ra tiệm thịt nướng ăn cho nhanh, ngược lại nếu tự làm thì cho dù thịt nướng ra không được ngon nhưng mà như vậy cũng cảm thấy thú vị hơn. Điểm này, Bùi Đông Lai rất rõ ràng. Tô Thị Vận cũng là như thế. Nàng biết là Bùi Đông Lai khiến cho người kia, Nam Hải từng bị đả kích, thất bại hoàn toàn, trở nên biết tiến tới, trở nên kiên cường, trở thành nam nhân của nàng. Đông Lai, nếu tớ cùng Đông Tuyết nướng không ngon thì không cho phép cậu ăn. Hạ Y Na sợ bản thân và Tần Đông Tuyết nướng ra món thịt không thể ăn nhưng rồi Bùi Đông Lai lại ăn thì khổ. Không sao đâu, Y Na, chúng ta có thể ăn trước mà. Tần Đông Tuyết cười nói một câu, trong nụ cười lộ ra vài phần khẩn trương. Sau khi ăn xong thì Bùi Đông Lai cùng Ngô Vũ Trạch và dì Lan ở lại thu thập tàn cuộc. Rất nhanh, ba người đã dọn xong. Dì Lan thì trở lại phòng của mình còn Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạch thì đi vào biệt thự. Đã lâu rồi chưa có trải qua, loại cảm giác này thật tốt. Ngồi ở trên ghế salon, Ngô Vũ Trạch ném cho Bùi Đông Lai một điếu thuốc, giúp Bùi Đông Lai đốt, sau đó lại chính mình châm, nhẹ nhàng hút một hơi, phun ra một ngụm sương khói, ngữ khí phức tạp hỏi. Đông Lai, chú còn tiếp tục đến trường không? Có. Bùi Đông Lai phun ra một ngụm khói, nói. Lão hiệu trưởng có ân đối với ca, ca không thể qua cầu rút ván, còn nữa, ở trong trường sẽ có thể học được nhiều điều. Chuyện của chú thì bọn ca cũng biết, bọn ca rất muốn làm chút gì đó, tuy nhiên lại hữu tâm vô lực. Vẻ mặt Ngô Vũ Trạch tỏ ra tự trách, nhìn vào Bùi Đông Lai, nói. Tranh đấu ở cấp độ kia, bọn ca ngay cả tư chất gia nhập vào đó cũng không có. Các chú cứ như thế này là đã giúp ca rồi. Bùi Đông Lai cười nói. Chẳng biết tại sao nghe được những lời này của Bùi Đông Lai thì tay cầm thuốc của Ngô Vũ Trạch lại rung lên, đôi mắt của hắn phiếm hồng, nhẹ giọng hỏi. Đông Lai, có phải là cảm thấy rất mệt, rất khổ, áp lực rất lớn không? Không có. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, sau đó dựa vào ghế salon, cười khổ nói. Cậu không thể vĩnh viễn sống ở trong đó, như vậy sẽ bị lạc đi. Ngô Vũ Trạch không phản bác được, cúi đầu hút thuốc. Cậu không phải ở cùng một phòng với Thi Vận sao? Như thế nào mà xuống đây? Bùi Đông Lai bóp tắt thuốc lá, mỉm cười nói sang chuyện khác. Hô! Ngô Vũ Trạch thở ra một hơi thật sâu, tức giận mắng. Còn không phải bởi vì chú sao? Ca kháo, có liên quan gì đến ca? Bùi Đông Lai cười mắng. Nếu không phải bởi vì Đông Tuyết và Y Na thì Thi Vận có thể không ngủ chung với ca sao? Ngô Vũ Trạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đông Lai, tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, ca và Thi Vận đã không gặp nhau một tháng, chú nhẫn tâm để ca phải nín nghẹn như thế này sao? Bùi Đông Lai không nói gì. Đông Lai, vì hạnh phúc của ca, cũng vì hạnh phúc của chú mà chú hãy cùng Đông Tuyết và Y Na song phi đi, để các nàng trả lại Thi Vận cho ca. Ngô Vũ Trạch tỏ ra đáng thương. Lão công, đã trễ thế này rồi mà anh còn chưa ngủ sao? Sau đó... Không đợi Bùi Đông Lai đáp lời, Tô Thi Vận xuất hiện ở cửa thang lầu, vẻ mặt dễ thương nhìn Ngô Vũ Trạch, nói. Nếu anh không ngủ thì cũng không nên làm ảnh hưởng Đông Lai à. Lão bà, anh thật sự quá yêu em mà. Ngô Vũ Trạch nghe vậy, ngay tại chỗ nhảy lên, cho Tô Thi Vận một cái hôn gió sau đó quay đầu nhìn Bùi Đông Lai một cái nói. Đông Lai, vẫn là Thi Vận nhà ca hiền hậu, đúng không? Nói xong, Ngô Vũ Trạch liền chạy lên lầu. Ôm lấy Ngô Vũ Trạch. Đáng ghét. Tô Thị Vận đẩy Ngô Vũ Trạch ra, sau đó nói với Bùi Đông Lai đang ở dưới lầu. Đông Lai, dường như Y Na đang nôn, cậu hãy đi xem thử. Được. Nghe được Tô Thị Vận nói thế thì Bùi Đông Lai ngẩn ra, sau đó vội vàng đứng dậy, mà Tô Thị Vận thì cùng Ngô Vũ Trạch đi vào phòng, sau đó Tô Thị Vận liền nhéo Ngô Vũ Trạch một cái, hạ giọng nói. Em lừa Đông Lai đó, em không muốn làm bóng đèn mà thôi. Anh kích động cái gì? Lão bà, Đông Lai người ta đã trái ôm phải ấp, song phi, em không thể để cho tiểu huynh đệ của anh phải chịu khổ cả đêm a. Ngô Vũ Trạch nói xong,
Ma Chảo không chút khách khí mà xoa lên cặp bánh bao của Tô Thi Vận, hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng. Cùng lúc đó, trong một phòng khác, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na nằm ở trên giường, đợi Tô Thi Vận quay lại. Két! Rất nhanh, cửa phòng được mở ra, Bùi Đông Lai liền đi vào phòng. Ngay sau đó, bước chân Bùi Đông Lai dừng lại. Từ ánh mắt của hắn có thấy được, Tần Đông Tuyết mặc một bộ váy ngủ màu trắng, hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường, hai cái bánh bao của nàng lộ ra hơn phân nửa, còn ở phía dưới thì có thể thấy được chiếc quần lót giữa hai đùi của nàng. Hạ Y Na cũng mặc váy ngủ, kiểu dáng cũng giống như Tần Đông Tuyết, bất quá lại là màu đen. Dưới ánh đèn, nàng nằm ở trên giường, đùi đang gác lên một chiếc gối, váy ngủ của nàng thì bị dở lên, cặp mông bị chiếc quần lót màu đen lây bọc lấy, tạo ra một độ cong kinh người, giữa hai đùi có thể thấy được một vết sâu như ẩn như hiện. Vù! Trưa nay Bùi Đông Lai đã bị Quý Hồng Câu dẫn thiếu chút nữa mà cướp cò, lúc này thấy được một màn này thì tiểu huynh đệ dưới thân liền ngẩng cao đầu, một bộ dạng như muốn chuẩn bị chinh chiến. Chuyện gì tới cũng đã tới, chắc là thằng đàn ông nào thì mọi người cũng biết chuyện sẽ xảy ra trong phòng nhỉ. Vì trình độ có hạn nên những đoạn sắc này mình không dịch được si, bạn nào muốn đọc thì cứ kiếm CV mà đọc. Nói trước là đoạn này nó câu chữ lắm, chả có làm ăn mắm gì đâu. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Quý Hồng ở tập đoàn Đông Hải, lúc này nàng đang xử lý mọi công việc trong tập đoàn. Lúc này Quý Hồng đang cầm điện thoại, gọi đến cho Ngô Sinh. Quý tiểu thư, điện thoại được chuyển, giọng nói của Ngô Sinh vang lên, ngữ khí vô cùng tôn kính. Ngô Tổng, xem ra thì hạng mục số 1 bên kia đã xảy ra chuyện a. Quý Hồng hành văn gãy gọn mà hỏi. Quý Tổng, hạng mục ấy cần vốn là 20 tỷ. Bên kia đã đồng ý để chúng ta đầu tư, chỉ cần chúng ta đổ tiền vào là có thể thực hiện nhưng mà mấy ngày trước phó hành hành trưởng, phó chủ tịch ngân hàng Chu Kim đã cho rằng tài vụ của tập đoàn chúng ta xảy ra vấn đề nên không cho chúng ta vay vốn, nên không thể kịp đưa vốn vào để thực hiện dự án. Mà phó thị trưởng phó Dòng lại yêu cầu chúng ta trước 18 giờ tối nay phải đảm bảo tài chính, nếu không thì sẽ tiến hành đấu thầu lại để tìm nhà đầu tư KSH. Ngô Sinh vội vàng đem mọi chuyện kể ra cho Quý Hồng. Ngô Tổng, mấy ngày nay vất vả cho ông rồi, thời gian không còn sớm rồi, ông hãy nghỉ ngơi đi. Quý Hồng nghe vậy thì chân mày nhíu lại cũng không nhắc lại chuyện này. Vâng, chúc quý tiểu thư ngủ ngon. Ngô Sinh trả lời một câu. Lão bản thân ái, xem ra chuyện này chỉ có cậu ra mặt mới giải quyết được. Quý Hồng đứng dậy đi đến sát cửa sổ, trong đầu hiện ra tin tức của Chu Kim cùng Phó Dong, tâm như gương sáng. Chu Kim chính là thành viên trung tâm của Diệp gia, mà Phó Dòng bởi vì không thể theo đuổi Liêu Nguyệt nên muốn làm khó Bùi Đông Lai. Thêm vào đó là hai ngày trước Diệp gia đã ra tay với Bùi Đông Lai, dường như là hai người này muốn làm khó dễ Bùi Đông Lai, mục đích không cần nói cũng biết. Đông Lai đệ đệ thân ái, tỷ tỷ ở trong này làm việc mệt chết đi được, còn cậu thì ở đó phong lưu khoái hoạt, món nợ này tỷ tỷ sẽ tính sổ với cậu. Hiểu được mọi chuyện thì Quý Hồng vốn định gọi điện cho Bùi Đông Lai. Nhưng nghĩ lúc này đã muộn nên cuối cùng nàng không có gọi, nàng khẽ hừ nhẹ. Một ngày nào đó, tỷ tỷ sẽ đẩy ngã cậu. Sáng sớm, Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết đang chạy bộ ở bên ngoài, lúc này Hạ Y Na vẫn còn đang ngủ say. Tớ cùng Y Hạ đã thương lượng, tính toán làm một việc. Chạy được vài bước, Tần Đông Tuyết quay đầu hướng Bùi Đông Lai nói. Bùi Đông Lai hơi ngẩn ra. Chuyện gì? Chúng tớ tính toán thành lập một tổ chức giống với Hồng Kinh Hội, bất quá cũng không giống với Hồng Kinh Hội, không chỉ tuyển nhận những con em quyền quý, mà còn có thể tuyển nhận một ít những người không có bối cảnh nhưng lại có năng lực cùng tiềm lực. Tần Đông Tuyết nói ra kế hoạch đã ấp ủ từ lâu của bản thân. Bùi Đông Lai có chú nghi hoặc, như thế nào mà đột nhiên lại muốn làm việc này? Một mặt là muốn giúp cậu chia sẻ một ít áp lực, cậu nên biết trong vài chục năm đến đây thì vô luận là người ở khu vực nào. Người ở ngành sản xuất nào thì nhân tài đều là một việc quan trọng. Diệp Tranh Vanh đã nhìn trúng điểm này cho nên mới xây dựng Hồng Kinh Hội, lung lạc một số những con em quyền quý. Điều này đã làm cho lão nhân của Diệp gia tán thưởng. Nhưng mà bên cạnh thì chỉ có một mình Quý Hồng, nhân tài bên cậu còn thiếu rất nhiều, nhất định phải cần chuẩn bị. Vẻ mặt Tần Đông Tuyết cơ trí nói, nhắc tới Diệp Tranh Vanh thì mặt không đổi sắc, tiếp tục nói. Còn nữa, tớ muốn cùng Y Na thông qua chuyện này để bản thân có thể tôi luyện. Bùi Đông Lai cũng biết Tần Đông Tuyết không giống với những bình hoa,
Nàng có lý tưởng của mình cho nên nghe được Tần Đông Tuyết nói những lời này thì Bùi Đông Lai rất rõ ràng, gật đầu. Tốt, có muốn tớ giúp gì không? Nếu muốn cậu ra mặt thì còn gì gọi là chia sẻ áp lực với cậu nữa. Như vậy cũng sẽ không có tác dụng để rèn luyện. Có lẽ bởi vì một mình Quý Hồng xử lý tốt những công chuyện trong tập đoàn Đông Hải nên Tần Đông Tuyết có chút không phục, sau đó cười cười. Bắt quá, vẫn còn cần cậu lột ra hổ làm đại kỳ bằng vào chuyện cậu vặn ngã Diệp Tranh Vanh ở Giang Lăng, đủ để cho chúng ta có thể lung lạc một số nhóm người, nhất là đám con em quyền quý. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, hắn biết rõ, luận chỉ số thông minh thì Tần Đông Tuyết cũng không thua gì hắn, chỉ là nàng không có cơ hội để thi triển mà thôi. Đúng rồi, bọn tớ tính đặt tên tổ chức này là Đông Đế Hội, cậu cảm thấy thế nào? Tần Đông Tuyết lại hỏi. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, nói. Gọi là Đông Hạ đi. Được rồi. Tần Đông Tuyết liền đáp ứng, sau đó hỏi. Hôm nay cậu không đến trường sao? Uyển Nhi bị bệnh, một lát nữa tớ đến thăm nó. Bùi Đông Lai nói. Xế chiều tớ sẽ đến trường tìm các cậu. Chấm. Một tiếng sau. Khi Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết trở lại biệt thự thì phát hiện đám người Ngô Vũ Trạch vẫn còn chưa rời giường. Đối với việc này, Bùi Đông Lai chỉ đơn giản đi lên lầu tắm rửa, sau đó ăn một chén cháo rồi đi lên chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ, đi tới biệt thự đàn cung. Reng, reng. Sau khi lái xe được một đoạn thì điện thoại Bùi Đông Lai lại rung lên. Cầm lấy điện thoại, thấy người gọi đến là Liễu Nguyệt thì Bùi Đông Lai vội vàng nghe máy. Liễu tỷ. Đông Lai, Uyển Nhi đã sốt hơn 39 độ, tôi mang nàng đi bệnh viện trước đã. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Liễu Nguyệt tỏ ra khẩn trương. Vậy tôi trực tiếp đến bệnh viện Đông Hải luôn. Được. Liễu Nguyệt trả lời sau đó không đợi Bùi Đông Lai đáp lời thì cúp điện thoại. Reng, reng. Bùi Đông Lai vừa mới để di động xuống thì lại thấy di động lại vang lên. Lúc này, người gọi đến là Quý Hồng. Lão bản thân ái. Hiện giờ có thấy đầu gối và thắt lưng mỏi như không? Giọng nói của Quý Hồng vang lên trong điện thoại. Uyển Nhi đang sốt cao, nằm trong bệnh viện, hiện giờ tôi đang đến đó. Bên C có chuyện gì quan trọng không? Nếu không thì tôi cúp máy. Bởi vì có chút lo lắng cho Uyển Nhi nên Bùi Đông Lai không còn tâm tư đùa giỡn với Quý Hồng nữa mà là nghiêm mặt nói. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Quý Hồng ngẩn ra, sau đó thở dài. Đúng là có chuyện quan trọng, bất quá đợi sau khi cậu đến bệnh viện xong thì tôi sẽ gọi nói cho cậu biết. Được. Chấm. Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể khiến cho phản ứng dây chuyền. Bùi Vũ Phu chết thì liền như thế. Theo ý nào mà nói thì cái chết của Bùi Vũ Phu ảnh hưởng đến thế cục của thế giới ngầm trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến thế cục trong quốc nội. Từ phương diện nhỏ mà nói thì cái chết của Bùi Vũ Phu còn ảnh hưởng đến thế cục trong trường trung học tư nhân Thánh Quang. Sau khi tin Bùi Vũ Phu chết được truyền ra thì người từ trước đến nay không nhìn thuận mắt Đông Phương Lãnh Vũ là Chu Kiến liền thông qua những con đường khác nhau, nói với mọi người trong trường trung học tư nhân Thánh Quang rằng sau khi Bùi Vũ Phu chết đi thì Diệp gia sẽ khai đao với Bùi Đông Lai, đến lúc đó Bùi Đông Lai sẽ nhận lấy bi kịch, đến lúc đó thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng sẽ bị tai ương theo. Vì thế, lúc Diệp gia đối phó với Bùi Đông Lai, làm cho tập đoàn Đông Hải chịu nhiều thiệt hại thì đám hoàn khó từng đi theo Đông Phương Lãnh Vũ liền rời bỏ Đông Phương Lãnh Vũ, đi nhờ và Chu Kiến, ủng hộ Chu Kiến làm nhân vật thủ lĩnh trong trường trung học tư nhân Thánh Quang. Lúc này đây, tại trường trung học tư nhân Thánh Quang, sau khi giờ thể dục buổi sáng kết thúc thì mọi người liền giải tán, đi về phòng học. Lúc này đây, Đông Phương Lãnh Vũ không giống như lúc trước, không được những tên hoàn khố tiền hô hậu ủng mà là cô đơn đi về phòng học của mình. Ây da, đây không phải là Vũ thiếu của chúng ta sao? Như thế nào mà lại có một mình a? Đột nhiên, trong đám người có một tên đi ra chọc ghẹo, ngăn cản Đông Phương Lãnh Vũ, tên này chính là Chu Kiến, sau lưng hắn toàn là những tên thuộc hạ của hắn. Đối mặt với lời khiêu khích của Chu Kiến thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng không để ý mà cố gắng đi qua. Ây da, như thế nào mà ngày hôm nay Vũ thiếu lại không rên lên một tiếng? Chẳng phải là muốn giấu điện thoại? Gọi cho tiểu cô, hỏi tiểu cô đã biết những chuyện gì sao? Chu Kiến lại cố ý ngăn cản trước người Đông Phương Lãnh Vũ. Cút! Đối mặt với lần thứ hai bị Chu Kiến khiêu khích thì ánh mắt Đông Phương Lãnh Vũ lạnh lùng nhìn vào Chu Kiến. Ai ra, Phú Thiếu lại bắt đầu giở trò uy phong đối với chúng ta rồi đây. Có lẽ cảm thấy bên mình nhiều người,
có lẽ là cảm thấy Bùi Đông Lai không gắng gượng được bao lâu nên Chu Kiến vô cùng cuồng ngạo, hắn nở ra nụ cười trào phúng, nói. Nhưng mà Vũ Thiếu, mày chớ quên, người của ban giám hiệu nhà trường đã đặt ra điều khoản, cấm không cho học sinh trong lúc này dùng điện thoại nếu không thì sẽ bị đuổi học. Mày hãy nghĩ lại, nếu như chúng ta đi nói chuyện mày điện thoại thì sẽ thế nào nhỉ? Tao nói lại lần nữa, cút. Chân mày Đông Phương Lãnh Vũ nhíu lại, giọng nói to lên. À, tao tin tưởng Vũ Thiếu chắc chắn sẽ không làm trái nội quy của nhà trường là lén gọi điện thoại. Chu Kiến mảy may không thèm để ý đến lửa giận của Đông Phương Lãnh Vũ, cười lạnh nói. Bất quá, cá nhân tao cho rằng mày không nên gọi cuộc điện thoại kia, tên Bùi Đông Lai ngu ngốc kia nhất định là sẽ gặp bi kịch rồi, mọi người nói có đúng không? Đúng. Phía sau Chu Kiến, mấy tên thủ hạ của hắn liền chăm miệng một lời. Mày muốn chết? Đông Phương Lãnh Vũ quát lên một tiếng lớn, ngay tại chỗ bắn ra, thiết quyền vung lên cao, nện xuống đầu Chu Kiến. Hắn có thể không để ý những lời khiêu khích của Chu Kiến nhằm về phía hắn nhưng mà hắn sẽ không tha thứ cho việc Chu Kiến sỉ nhục Bùi Đông Lai, là người thân cũng là sư phụ của hắn. Việc đó tương đương động vào nghịch lân của hắn. Từ sau khi đi theo Bùi Đông Lai luyện võ thì mặc dù Đông Phương Lãnh Vũ không có học qua võ thuật truyền thống Trung Quốc nhưng mà mỗi ngày Đông Phương Lãnh Vũ đều dựa theo yêu cầu của Bùi Đông Lai mà luyện tập dẫn thể thuật cùng đứng tấn cho nên các hạng cơ năng trên người hắn đã tăng lên, nhất là sức bật hai chân lại càng kinh người. Vù! Trong chớp mắt, Đông Phương Lãnh Vũ liền đến trước người Chu Kiến rồi tung ra một quyền. Bốp! Không đợi Chu Kiến né tránh thì một quyền của Đông Phương Lãnh Vũ đã nện trúng vào đầu của Chu Kiến. Ù, ù! Chu Kiến chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hai tai vang lên nhưng tiếng ù ù rồi ngã xuống. Một quyền đánh trúng, Đông Phương Lãnh Vũ không ngừng lại, ngay sau đó lại là một chiêu câu quyền. Bốp! Một quyền này đánh trúng ngay cằm của Chu Kiến. Phốc! Răng và máu của Chu Kiến liền văng ra, thân thể của Chu Kiến liền lộn ngược về phía sau. Ách! Thấy một màn như thế thì đám hoàn khố ở phía sau Chu Kiến liền há to miệng. Bọn hắn biết tính tình của Đông Phương Lãnh Vũ không tốt nhưng không ngờ Đông Phương Lãnh Vũ lại ra tay dũng mãnh như thế. Dầm! Thân thể Chu Kiến liền ngã xuống đất, sau đó thân thể của hắn không ngừng giật giật, người nhìn qua thì còn tưởng hắn sắp chết đến nơi rồi. Mẹ nó, ngay cả Chu Ca mà cũng dám đánh. Chu Kiến ngã xuống đất làm cho đám hoàn khố kia lấy lại tinh thần, trong đó có một tên là chó săn của Chu Kiến tên là Triệu Vĩ, lúc này thấy Chu Kiến ngã xuống đất thì lập tức quát lớn. Mọi người cùng nhau tiến lên đánh tên tạp chủng này. Vù! Đám chó săn của Chu Kiến sớm đã khó chịu với những hành vi của Đông Phương Lãnh Vũ, lúc này nghe được đồng bạn nói như thế thì lập tức đánh về phía Đông Phương Lãnh Vũ. Không riêng gì bọn hắn mà những kẻ trước đây đi theo Đông Phương Lãnh Vũ, bây giờ đi theo Chu Kiến cũng xông lên, muốn đánh Đông Phương Lãnh Vũ để phát tiết những oán hận trong lòng. Trong lúc nhất thời, đám hoàn khố kia liền đánh về phía Đông Phương Lãnh Vũ. Nhưng mà, tốc độ của Đông Phương Lãnh Vũ lại nhanh hơn so với bọn hắn. Bắt giặc cần bắt vua, đánh người cần đánh tên cầm đầu. Đây là điều mà Bùi Đông Lai dạy hắn nên hắn luôn luôn nhớ ở trong lòng. Không chờ cho đám người kia nhảy đến bên cạnh Đông Phương Lãnh Vũ thì Đông Phương Lãnh Vũ giống như mãnh hổ xuống núi, trực tiếp xông lên vung tay nhắm ngay tên dẫn mà nện vào mặt, bất quá hắn lại bị đá trúng hai cước. Bởi vì luyện dẫn thể thuật và đứng tấn cho nên hạ bàn của Đông Phương Lãnh Vũ rất ổn cho nên bị trúng hai cước này cũng không có việc gì, một tay hắn liền ấn chặt đầu Triệu Vĩ, tay kia vung lên, rồi nện xuống. Bốp! Rắc! Một quyền nện xuống, sống mũi của Triệu Vĩ đã bị một đấm của Đông Phương Lãnh Vũ làm cho gãy vụn, máu tươi văng khắp nơi. A! À, đau đớn kịch liệt làm cho Triệu Vĩ phát ra một tiếng hét thảm. Bốp! 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 Cùng lúc đó, vài tên hoàn khố vung quyền lên người, lên đầu của Đông Phương Lãnh Vũ. Không để ý đến cơn đau trên người, hai mắt Đông Phương Lãnh Vũ đỏ lên, giống như là một con sư tử bị chọc giận, không ngừng vung quyền vào mặt Triệu Vĩ. Mỗi một lần vung quyền, hắn đều dùng hết sức. Một lần vung quyền, hắn đều bị trúng nhiều đòn. Nhưng mà, hắn không để ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn cũng dường như đã quên đi đau đớn. Hắn giống như là một người điên, không ngừng vung quyền. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Sau khi đánh xong ba quyền thì cả người Triệu Vĩ đều đầy máu, ăn nói trở nên lộn xộn. A, a, đừng,
đánh nữa. Bốp, Đông Phương Lãnh Vũ đánh ra quyền thứ tư khiến cho những lời cầu xin của Triệu Vĩ biến mất, cả người trực tiếp ngất đi. Bốp, bốp, bốp. Nhưng mà, trên người của Đông Phương Lãnh Vũ cũng bị ăn quyền của những tên hoàn khô kia. Ánh dạng đông, trên mặt của hắn dính đầy máu tươi, không biết là của mình hay là của Triệu Vĩ. Chết người rồi, đánh chết người rồi. Cách đó không xa, vài em nữ sinh thấy được người Triệu Vĩ toàn là máu, vẫn không nhúc nhích thì nghĩ rằng Triệu Vĩ đã bị Đông Phương Lãnh Vũ đánh chết cho nên liền hét lớn lên. Lộp bộp, nghe được tiếng thét của những nữ sinh này, thấy được người Triệu Vĩ toàn là máu thì trong lòng đám hoàn khố kia run lên, theo bản năng liền dừng tay lại. Nhưng mà, Đông Phương Lãnh Vũ không có dừng tay. Hắn tung ra quyền thứ năm. Tuy rằng lực đạo và tốc độ của một quyền này kém xa so với mấy quyền trước nhưng mà cũng chính xác mà nện trúng mặt Triệu Vĩ. Bốp! Máu tươi văng ra, khuôn mặt Triệu Vĩ rung lên, không chút phản ứng nào. A! À, thấy một màn như vậy thì đám người xem xung quanh liền sợ tới mức lại hét lên. Trong đôi mắt đám hoàn khố kia toát lên vài phần sợ hãi. Hô! Hô! Sau đó... Đông Phương Lãnh Vũ không có tiếp tục đánh Triệu Vĩ đang hôn mê nữa mà cố nén đau đớn, đứng lên, thở ra hai hơi, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám hoàn khố kia. Đánh nữa đi, con mẹ chúng mày sao không đánh lão tử nữa? Tiếp tục đi. Không trả lời. Đám hoàn khố liền lùi về sau một bước. Một bước lớn. Con mẹ chúng mày, không phải là chúng mày chửi Đông Lai ca sao? Có gan thì con mẹ chúng mày tiếp tục mắng thêm một câu thử xem. Ánh mắt Đông Phương Lãnh Vũ đỏ ngầu nhìn về phía đám hoàn khố kia, giống như là ánh mắt của dã thủ nhìn thấy con mồi, làm cho lông tóc người ta dựng đứng. Có lẽ là ánh mắt Đông Phương Lãnh Vũ quá kinh khủng, có lẽ là hành động lúc này của Đông Phương Lãnh Vũ quá hung tàn cho nên không có một người nào dám nhìn thẳng vào Đông Phương Lãnh Vũ. Một người cũng không có. Đông Phương Lãnh Vũ thấy thế, thu hồi ánh mắt rồi bước lên một bước. Đám hoàn khố liền lùi về sau một bước. Đông Phương Lãnh Vũ bước lên bước thứ hai. Đám hoàn khố lại lùi về sau. Bá! Sau đó, Đông Phương Lãnh Vũ liền cúi người xuống, nắm lấy cổ áo của Chu Kiến rồi xách Chu Kiến lên khỏi mặt đất. Mày muốn làm gì? Chu Kiến thấy được khuôn mặt đầy máu của Đông Phương Lãnh Vũ, thấy được ánh mắt hung tàn của Đông Phương Lãnh Vũ thì sợ tới mức khi nói chuyện cũng run lên. Mày nghe cho kỹ. Đông Phương Lãnh Vũ giơ Chu Kiến đến sát người, giọng nói khàn khàn. Tao mặc kệ thằng cha mày làm bộ trưởng gì nhưng mà sau này nếu mày còn dám mắng Đông Lai ca một câu thì lão tử làm thịt mày. Ách! Chu Kiến bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Cậu làm gì đó, buông người xuống. Sau đó, không đợi Chu Kiến lên tiếng thì bảo vệ trưởng học mang theo côn điện chạy tới. Không cần hoài nghi lời nói của lão tử. Không để ý đến lời cảnh cáo của mấy tên bảo vệ kia, Đông Phương Lãnh Vũ nhổ một ngụm nước miếng vào mặt Chu Kiến. Sau đó hắn lại vung quyền, nện thẳng vào miệng của Chu Kiến. A, à, quyền chưa tới, Chu Kiến liền sợ tới mức phát ra một tiếng hét thảm, hai mắt nhắm lại, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Bốp, Chu Kiến bị một quyền của Đông Phương Lãnh Vũ đánh vào miệng, bốn cái răng cùng máu tươi liền phun ra, sau đó té ngã xuống đất làm cho người ta nhìn vào mà cảm thấy ghê người. Dừng tay, tên bảo vệ vung côn điện lên, phát ra cảnh cáo với Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Phương Lãnh Vũ buông tay ra, dần dần bình tĩnh trở lại, tùy ý để năm tên bảo vệ của trường tới gần để chế phục hắn. Sau đó, Đông Phương Lãnh Vũ cùng đám hoàn khố không bị thương bị đám người bảo vệ trường đưa đi, còn Chu Kiến cùng với Triệu Vĩ thì bị đưa đến phòng y tế trong trường. 30 phút sau, trường trung học tư nhân Thánh Quang tổ chức hội nghị khẩn cấp. Bùi Đông Lai đến bệnh viện Đông Hải, trong một phòng bệnh cấp cao thì gặp được Liễu Nguyệt cùng Đông Phương Uyển Nhi. Đông Phương Uyển Nhi nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đáng yêu trở thành một màu xám xịt, trên tay có cắm kim tiêm đang truyền dịch mà Liễu Nguyệt ngồi ở một bên thì tỏ ra lo lắng, cầm lấy cánh tay còn lại của Đông Phương Uyển Nhi. Liễu tỷ, Uyển Nhi không có sao chứ? Đi vào phòng bệnh, Bùi Đông Lai vội vàng đi nhanh về phía Liễu Nguyệt. Virus cảm khiến cho sốt cao. Liễu Nguyệt mang theo vài phần tự trách, nói. Vừa rồi bác sĩ đã chườm đá hạ nhiệt độ. Hiện tại thì đã hạ xuống dưới 39 độ. Phù! Bùi Đông Lai nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cúi người, đưa tay xoa đầu của Đông Phương Uyển Nhi. Liễu tỷ không cần lo lắng. Bùi Đông Lai thu tay về, cười nói.
Uyển Nhi ngủ xong sẽ không có việc gì đâu. Reng, reng. Lúc này đây, không đợi Liễu Nguyệt mở miệng, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Liễu Nguyệt lấy điện thoại ra, thấy được số gọi đến là từ trường trung học tư nhân Thánh Quang thì hơi ngẩn ra, sau đó liền nghe máy. Liễu tiểu thư, chào cô, tôi là Khang Kiếm, hiệu trưởng của trường trung học Thánh Quang. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Khang Kiếm tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi cháu của cô đã đánh nhau với người khác, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nó có sao không? Trong lòng Liễu Nguyệt cả kinh, mở miệng hỏi. Cậu ta cũng bị thương. Khang Kiếm nói. Tình huống cụ thể, đợi cô đến rồi nói sau. Liễu tỷ, để tôi đi cho. Bởi vì thính lực của Bùi Đông Lai quá biến thái cho nên hắn đã nghe được cuộc nói chuyện trong điện thoại, hắn liền Liễu Nguyệt một cái. Tỷ hãy ở lại mà chăm sóc Uyển Nhi. Được. Liễu Nguyệt hơi do dự một chút sau đó liền đồng ý đề nghị của Bùi Đông Lai rồi còn bổ sung thêm. Sau khi biết rõ mọi chuyện thì hãy gọi điện báo cho tôi. Chẳng lẽ có người khi dễ Tiểu Vũ? Bùi Đông Lai gật đầu, xoay người đi, không nhịn được mà thầm hỏi. Tục ngữ có nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trước khi quen biết Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ kế thừa tính kiêu hùng và bạo lực của Đông Phương Thần cho nên Đông Phương Lãnh Vũ là một người thích phô trương, thích dùng nắm đấu để giải quyết vấn đề, ở Đông Hải được xưng là Hỗn Thế Ma Vương. Từ sau khi quen biết với Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ đã trở nên khiêm tốn, hắn không những không cuồng ngạo giống như lúc trước, cả người đều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì sự khiêm tốn kia cho nên được những người trong trường trung học Thánh Quang kia lấy lòng, nịnh bợ thì hắn cũng không rãnh mà để ý đến. Nhiều khi, khiêm tốn và cao ngạo chỉ cách nhau một sợi chỉ, người khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau. Trong mắt của những tên công tử ăn chơi thì bọn hắn cho rằng Đông Phương Lãnh Vũ là một người kiêu ngạo, bọn hắn cho rằng Đông Phương Lãnh Vũ khinh thường bọn hắn cho nên mới chẳng thèm ngó đến bọn hắn. Cho nên sau khi Bùi Đông Lai gặp chuyện không may xảy ra thì bọn hắn liền đi nhờ vã Chu Kiến rồi bắt đầu động thủ với Đông Phương Lãnh Vũ. So với những tên công tử ăn chơi kia thì Bùi Đông Lai biết được Đông Phương Lãnh Vũ là người không thích gây chuyện cho nên Bùi Đông Lai mới tự hỏi bản thân rằng Đông Phương Lãnh Vũ có phải bị người ta khi dễ hay không. Nhưng mà, bởi vì người của trường trung học Thánh Quang không nói nhiều cho nên hắn cũng không thể biết được đáp án, hắn chỉ có thể đến nơi ấy để tìm hiểu chân tướng sự việc. Reng, reng. Sau khi lái xe ra khỏi bệnh viện Đông Hải thì điện thoại của Bùi Đông Lai rung lên. Một tay Bùi Đông Lai lái xe, một tay lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là Quý Hồng thì liền nghe máy. Cậu đến bệnh viện chưa? Uyển Nhi có sao không? Điện thoại được chuyển, Quý Hồng liền mở miệng hỏi trước. Chỉ bị sốt mà thôi, vài ngày nữa là khỏi. Bùi Đông Lai nói. Quý Hồng nghe vậy thì thở nhẹ. Vậy là tốt rồi. Lúc nãy cô nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tôi, là chuyện gì? Bùi Đông Lai nhớ tới lúc nãy Quý Hồng gọi điện cho mình nói có chuyện quan trọng muốn nói. Cậu đã xem qua hạng mục số 1 kia chưa? Quý Hồng hỏi lại. Xem rồi. Bùi Đông Lai đã xem qua kế hoạch trong năm tiếp theo của tập đoàn Đông Hải, biết được hạng mục đầu tư số 1 chính là một trong những hạng mục quan trọng của tập đoàn Đông Hải trong năm nay, cũng chính là một trong những hạng mục có số tiền đầu tư lớn nhất trong cả nước. Số tiền đầu tư hơn 50 tỷ. Mắt thấy Bùi Đông Lai đã coi qua hạng mục này thì Quý Hồng liền nói vào vấn đề, đem những lời Ngô Sinh nói ra, thuật lại cho Bùi Đông Lai. Những nhà đầu tư khác đã đầu tư vào hạng mục đó khoảng 20 tỷ, chỉ chờ tài chính chúng ta đổ vào thì hạng mục có thể bắt tay vào thực hiện, nhưng mà mấy hôm trước thì Phó Chủ tịch Ngân hàng Chu Kim đã nói rằng tài chính của tập đoàn chúng ta có vấn đề nên đã không cho tập đoàn chúng ta vay tiền. Còn Phó Thị trưởng Phó Dòng thì yêu cầu chúng ta trước 6 giờ chiều hôm nay phải đảm bảo tài chính của chúng ta có đủ, nếu không thì sẽ đấu thầu lại hạng mục này. Bùi Đông Lai nhíu mày, lấy chỉ số thông minh của hắn thì có thể đoán được chuyện này có liên quan đến việc Diệp Gia khai đao với tập đoàn Đông Hải cách đây vài ngày. Chu Kim là người của Diệp Thạch, mà Phó Dòng thì trước đây đã có mâu thuẫn với cậu, muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, lại bổ sung nói. Hiện giờ tập đoàn của chúng ta đã đầu tư không ít hạng mục, số vốn còn có thể điều động trong tay không đến 5 tỷ cho nên không thể là nhà đầu tư chính được. Ngoài ra, bởi vì chuyện của Chu Kim mà những ngân hàng khác đã không cho chúng ta vay tiền. Đây cũng là nói, nếu chúng ta muốn làm hạng mục kia thì chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là cậu ra mặt tìm Chu Kim nói chuyện,
để cho hắn trước 6 giờ chiều này phải cho chúng ta vay tiền. Chỉ cần tài chính chúng ta đảm bảo thì Phó Dung sẽ không làm khó dễ chúng ta. Thứ hai là cậu trực tiếp tìm Phó Dung, mượn sự việc xảy ra ở Giang Lăng để uy hiếp hắn. Cá nhân tôi cho rằng nên dùng cách thứ nhất bởi vì cho dù cậu có uy hiếp Phó Dung giao hạng mục kia cho chúng ta thì nếu như chúng ta không có tài chính thì hạng mục cũng khó có thể hoàn thành. Tiểu Vũ ở trường học xảy ra chút chuyện, tôi xử lý chuyện này đã. Bùi Đông Lai nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói. Chiều này, cô cùng tôi đến tìm Chu Kim. Được. Quý Hồng nghe nói Bùi Đông Lai muốn đi xử lý chuyện của Đông Phương Lãnh Vũ thì cảm thấy một trận không nói gì, theo sau giờ khóc giờ cười gật gật đầu, lại hỏi. Có cần gọi trước cho Chu Kim không? Không cần. Bùi Đông Lai lắc đầu từ chối đề nghị của Quý Hồng. Lúc này, trong văn phòng tổng bộ ngân hàng Đông Hải, thân là phó chủ nhiệm kim phó hành trưởng của ngân hàng Rimin thì Chu Kim đang ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm một điếu thuốc lá, chau mày, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Cách đó không xa thì trên ghế salon có một tên thanh niên mang giày tây. Thanh niên này tên là Chu Khiếu, là con lớn của Chu Kim, cũng là nhân viên công tác trong ngành có quyền lực, cấp bậc sử trưởng. Bởi vì từng làm việc chung với Diệp Tranh Vanh, thêm nữa Chu Kim lại là dòng chính của Diệp Thạch cho nên Chu Khiếu cũng là thành viên của Hồng Kinh Hội, có danh khí không nhỏ ở Kinh Thành. Cha, dựa vào tin tức mới nhất thì mặt trên có thể sẽ bắt giam Diệp Tranh Vanh. Chu Khiếu liền đem tin tức mình mới lấy được nói cho Chu Kim. Con xác định sao? Nghe được lời nói của con mình thì sắc mặt Chu Kim không khỏi biến đổi. Xác định. Vẻ mặt của Chu Khiếu cũng tỏ ra ngưng trọng. Bởi vì có đầy đủ chứng minh Diệp Tranh Vanh có liên quan tới vụ án ở Giang Lăng, thêm nữa vụ án ở Giang Lăng này có ảnh hưởng quá lớn, còn liên lụy đến thế lực ngoại cảnh, nếu như Tiêu gia lão gia tử không ra mặt thì Diệp Tranh Vanh có thể mất đi cơ hội gánh vác ngôi báu của Diệp gia, nhưng mà hắn vẫn có thể giữ được chức quan cùng thành danh của hắn cũng không có vấn đề gì. Hiện giờ Tiêu gia lão gia tử ra mặt tạo áp lực, ngay cả người của Diệp gia cũng không có ai dám ra mặt bảo vệ Diệp Tranh Vanh. Bá! Không trả lời. Sắc mặt Chu Kim tỏ ra khó coi. Cha, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Khiếu thấy Chu Kim không lên tiếng thì mở miệng hỏi, sở dĩ hôm nay hắn từ Yên Kinh trở về Đông Hải cũng chính là vì chuyện này. Làm sao bây giờ? Chu Kim trầm mặc mà hút thuốc. Đúng lúc Diệp gia khai đao với Bùi Đông Lai và tập đoàn Đông Hải thì Chu Kim vì muốn để Diệp Thạch coi trọng mình, vì muốn kiên cố địa vị của mình trong Diệp gia thì hắn liền tỏ ra khôn ngôn. Nói rằng tập đoàn Đông Hải có vấn đề nên khi hạng mục số 1 của tập đoàn Đông Hải sắp thực hiện thì hắn liền từ chối, không cho tập đoàn Đông Hải vay tiền. Ngoài ra, hắn còn âm thầm gọi điện tạo áp lực đến những ngân hàng khác, không cho phép ngân hàng nào cho tập đoàn Đông Hải vay. Hắn muốn làm điều này để đả kích Bùi Đông Lai. Cách nghĩ của Chu Kim là lấy năng lực của Diệp gia thích tiêu diệt Bùi Đông Lai cùng tập đoàn Đông Hải cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Hắn chỉ làm cho Bùi Đông Lai cùng tập đoàn Đông Hải gặp bi kịch nhanh hơn một chút mà thôi. Làm cho hắn nằm mơ cũng thật không ngờ chính là Bùi Đông Lai nhịn đau cắt thịt, đem toàn bộ những tài sản có liên quan đến Hắc Đạo liền vứt đá ra khỏi tập đoàn Đông Hải, ngăn cản được trận đả kích thứ nhất của Diệp gia. Mà đối mặt với Diệp Tranh Vanh xuôi nam thực hiện trả thù lần thứ hai thì Bùi Đông Lai chẳng những không có bi kịch. Tương phản, lấy phương thức không thể tưởng tượng nổi, đá Diệp Tranh Vanh một cước bay vào địa ngục. Hơn nữa còn làm cho Diệp gia không dám trả thù. Dưới tình hình như thế Chu gia của hắn chỉ có một lựa chọn, hoặc là đứng về phía Bùi Đông Lai, hoặc là đứng về phía Diệp gia. Đây là một quyết định khó khăn cũng như nguy hiểm, có thể nói là không thể lấy lòng hai bên, vô luận là hắn lựa chọn bên nào cũng rất có thể đem Chu gia đẩy mạnh chỗ vạn kiếp bất phục. Bùi Đông Lai nếu dám xuống tay với Diệp Tranh Vanh, thì hơn phân nửa là dám trả thù chúng ta. Không riêng gì Chu Kim hiểu được điểm này mà Chu Khiếu cũng nhìn ra được điểm này, nhịn không được mà nói. Nếu như không muốn hắn trả thù thì lựa chọn duy nhất là phê chuẩn, để cho tập đoàn Đông Hải vay khoản tiền này, biến thành đồng minh của Bùi Đông Lai, nhưng mà nếu làm điều này sẽ lại đắc tội với Diệp gia. Diệp Thiên cùng Diệp Tranh Vanh là hai nhân vật đời thứ tư mà lão nhân của Diệp gia coi trọng nhất, nhưng mà nếu gãy ở trong tay Bùi Đông Lai, nếu như trong lúc quan trọng này, chúng ta lâm trận bỏ chạy. Phản bội lại Diệp gia, đi về phía Bùi Đông Lai thì rất có thể Diệp gia sẽ khai đao với chúng ta, vừa muốn phát tiết lửa giận vừa muốn giết gà dọa khỉ. Reng, reng. Chu Khiếu vừa nói xong thì điện thoại của Chu Kim lại vang lên. Chu Kim nhìn về phía điện thoại, thấy người gọi đến là Khang Kiếm,
hiệu trưởng của trường trung học Thánh Quang thì hắn liền nhấn nút không nghe máy. Tinh, tinh. Khoảng 30 giây sau thì điện thoại lại vang lên. Lúc này đây thì là tin nhắn. Chu Kim có chút không kiên nhẫn mà cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn, rõ ràng thấy được nội dung của tin nhắn là, Chu Kiến ở trường học đánh nhau, bị đánh gãy 4 cái răng, trong não xảy ra chấn động, nếu ngài có thời gian thì hãy đến trường học một chuyến. Hả? Thấy được nội dung của tin nhắn này thì Chu Kim liền sửng sốt, sau đó liền nổi giận, trực tiếp gọi điện thoại, lạnh giọng nói. Hiện tại con ta thế nào rồi? Chào Chu Chủ tịch, trước hết chúng tôi đã đưa Chu Kiến đến phòng y hiện, dựa theo lời của bác sĩ thì không có nguy hiểm cả, điều trị một lát sẽ khỏi ngay. Dường như đã nhận ra sự tức giận của Chu Kim cho nên Khang Kiếm có chút khẩn trương, thế cho nên hắn chỉ nói việc Chu Kiến bị thương, quên nói Chu Kiến là bị Đông Phương Lãnh Vũ đánh cho bị thương. Trường học là nơi không tập không phải là nơi đánh nhau. Đối với loại cặn bã làm cho con ta bị thương thì nên đưa hắn vào ngục giam chứ không phải ngồi học ở trong trường. Sau đó, không đợi Khang Kiếm nói rõ mọi chuyện thì Chu Kim dùng một giọng điệu không thể nghi ngờ. Hiện tại ta không có thời gian, ông hẳn là hiểu nên làm như thế nào rồi chứ. Giờ phút này, hắn đã đem bản thân mình thành quan tòa nhưng không biết rằng đã tự chui đầu vào giỏ. Khang Đồng, Chu Chủ tịch nói sao? Trong phòng hội nghị của trường trung học Thánh Quang, 6 người trong ban giá hiệu nhà trường đều chờ kết quả từ Khang Kiếm, thấy Khang Kiếm nói chuyện xong thì một gã trong ban giám hiệu liền mở miệng hỏi, còn 5 người khác mặc dù không mở miệng nhưng vẻ mặt lại tỏ ra lo lắng. Chu Chủ tịch nói hắn nhiều việc nên không có thời gian đến đây. Vẻ mặt Khang Kiếm tỏ ra ngưng trọng, nói. Ngoài ra, hắn còn muốn nói chúng ta nghiêm trị Đông Phương Lãnh Vũ, thậm chí yêu cầu đem bắt giam Đông Phương Lãnh Vũ vào ngục. Cái gì? Nghe được Khang Kiếm nói như thế thì mọi người liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn không ngờ rằng một người ngồi ở địa vị cao như Chu Kim, chỉ vì một chuyện đánh nhau của đám nhỏ mà làm ra quyết định như vậy. Khang Đồng, đây chỉ là việc đánh nhau giữa học sinh, không nên làm quá mức như thế. Đúng à, hơn nữa, dựa vào lời của bảo vệ nói thì là do Chu Kiến dẫn người kiếm chuyện trước, chọc giận Đông Phương Lãnh Vũ mới động thủ. Đám người Chu Kiến đánh một mình Đông Phương Lãnh Vũ, mà Chu Kiến lại bị Đông Phương Lãnh Vũ làm bị thương, hiện giờ đem Đông Phương Lãnh Vũ đưa vào ngục giam thì điều này không ổn đâu. Sau đó, mọi người liền cảm thấy yêu cầu của Chu Kim là quá vô lý cho nên liền nói ra ý kiến của mình. Bọn hắn đâu nào biết, giờ phút này bởi vì chuyện của Bùi Đông Lai mà Chu Kiên lại tâm phiền ý loạn nên mới ra làm quyết định này. Những điều này đều là vấn đề nhỏ. Quan trọng là bây giờ Chu Kim còn chưa biết người làm con hắn bị thương là Đông Phương Lãnh Vũ. Khang Kiếm cau mày, trầm giọng nói. Nếu hắn biết là do Đông Phương Lãnh Vũ làm thì có khi không yêu cầu chúng ta làm như vậy. Khang Đồng, lời này là như thế nào? Một người liền mở miệng hỏi. Mọi người đều biết, Đông Phương Lãnh Vũ là cháu của Liễu Nguyệt là chủ tịch của tập đoàn Thiên Tường trước đây, mà Liễu Nguyệt cũng từng là lão đại của Đông Nguyệt Bang. Hiện giờ... Tập đoàn Thiên Tường cùng với mấy tập đoàn khác hợp lại tạo thành tập đoàn Đông Hải, Liễu Nguyệt tuy rằng không nắm toàn cục trong tay nhưng vẫn là một thành viên trong ban giám đốc của tập đoàn Đông Hải. Khang Kiếm nói tới đây thì dừng một chút, giọng nói càng thêm ngưng trọng. Quan trọng hơn, là quan hệ giữa Liễu Nguyệt và Bùi Đông Lai rất tốt. Bùi Đông Lai, nghe được cái tên này thì mọi người liền biến sắc. Từ ý nào mà nói thì hiện giờ Bùi Đông Lai chẳng những là nhân vật phong vân ở Đại học Đông Hải. Mà uy danh của Bùi Đông Lai ở 4 lĩnh vực quân, chính, thương, hắc cũng đã lan xa. Khang Đồng, ý của ngài là nếu như Chu Kim biết được là do Đông Phương Lãnh Vũ làm, dưới tình huống băn khoăn Bùi Đông Lai thì hắn sẽ không đưa ra yêu cầu vớ vẩn kia sao? Trong đó một người liền minh bạch được ý tứ của Khang Kiếm, suy nghĩ một chút rồi nói. Mà bây giờ Chu Kim đưa ra yêu cầu này sẽ làm cho chúng ta rơi vào một vị trí khó khăn. Đối với hai bên thì chúng ta cũng không đắc tội nổi. Đúng vậy. Khang Kiếm gật đầu thừa nhận, nói. Nói về Chu Kim, mọi người đều biết thân phận của hắn, hơn nữa mạng lưới quan hệ của hắn ở Kinh Thành cũng vô cùng khủng bố, còn về phần Bùi Đông Lai. Nói đến Bùi Đông Lai thì Khang Kiếm cảm thấy một trận nhức đầu. Theo tôi được biết thì sau khi cái chết của cha hắn truyền ra ngoài thì Diệp gia liền khai đao với hắn nhưng mà hắn liền nhịn đau cắt thịt. Trước tiên đem toàn bộ của cải có liên quan đến hắc đạo đá ra khỏi tập đoàn Đông Hải, thoát khỏi được vòng truy kích thứ nhất của Diệp gia. Ngoài ra, từ con đường đặc thù mà tôi được biết,
vụ án Hắc Bang ở Giang Lăng thật ra là do Bùi Đông Lai đứng ở phía sau màn chủ đạo. Cái gì? Nói đến vụ án ở Giang Lăng thì mọi người cũng không xa lạ gì, ngược lại mọi người còn biết Diệp đại thiếu gia của Diệp gia là Diệp Tranh Vanh cùng với Dương Viễn đều bị thua, bị mang về Yên Kinh chịu điều tra. Nhưng bọn hắn không biết chuyện Bùi Đông Lai ở phía sau màn chủ đạo. Bọn hắn chỉ nghe được tin tức của tỉnh ủy Nam Tô là vụ án này là vụ án có liên quan đến ích lợi của các đại ca hắc đạo giữa Nạp Lan Gia và Tử Mãng. Diệp Tranh Vanh được gọi là Diệp Đại Thiếu, là đầu lĩnh đời thứ tư của Diệp Gia, lúc này bị rớt xuống có quan hệ rất lớn với một vị đại lão ở Yên Kinh sớm đã lui về tuyến 2, vị đại lão này đã vì Bùi Đông Lai mà ra mặt. Bởi vì mạng lưới quan hệ khang kiếm rất rộng rãi cho nên đối với vụ án Giang Lăng thì hắn biết một cách rõ ràng. Không những vậy, bởi vì vị đại lão kia ra mặt giúp Bùi Đông Lai nên Diệp gia chẳng những không dám cứu Diệp Tranh Vanh, mà còn không tiến hành trả thù đối với Bùi Đông Lai nữa. Ách! Mọi người trong phòng hội nghị bị những lời nói của Khang Kiếm làm cho ngây người. Khang Đồng, theo như người nói thì Đông Phương Lãnh Vũ bên này, chính xác ra là Bùi Đông Lai, chúng ta không thể đắc tội sao? Một người trong ban giám hiệu liền phản ứng. Đúng vậy. Khang Kiếm gật đầu thừa nhận, nói. Đây cũng là điều mà tôi đã gọi cho gia đình của hai bên đến đây, chỉ cần bọn họ đến đây để giải quyết thì chúng ta có thể tránh khỏi cuộc phân tranh này. Khang Đồng, ngài có thể gọi lại cho Chu Kim, nói rõ tình hình. Một người trong ban giám hiệu đề nghị. Dựa vào những lời ngài vừa nói thì nếu như Bùi Đông Lai lợi hại như vậy, Chu Kim sau khi biết được tin đánh nhau này thì tự nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý kia nữa. Tôi nghĩ, không những không đưa ra yêu cầu vô lý kia, hơn nữa cũng sẽ đến đây để đảm bảo con của hắn không xảy ra chuyện gì. Khang Kiếm nói ra lo lắng lớn nhất trong lòng. Tình hình hiện tại thì con của hắn đều bị đuối lý, hơn nữa Đông Phương Lãnh Vũ cũng bị thương. Như vậy, cho dù chúng ta ra mặt, dựa vào quy định của trường học để xử lý chuyện này, coi như Chu Kim sợ Bùi Đông Lai mà không có ý kiến gì nhưng mà bên Bùi Đông Lai thì sao? Mọi người dám cam đoan hắn có thể vừa lòng sao? Trong lúc nhất thời, mọi người liền im lặng. Đúng như lời Khang Kiếm nói, chuyện này vô cùng khó giải quyết. Reng, reng. Đột nhiên một tiếng điện thoại vang lên. Khang Kiếm cầm lấy điện thoại lên thì thấy người gọi đến là bảo vệ của trường. Có chuyện gì? Điện thoại được chuyển, Khang Kiếm trầm giọng hỏi. Hiệu trưởng, có một người tên là Bùi Đông Lai, tự xưng là người thân của Đông Phương Lãnh Vũ, muốn gặp Đông Phương Lãnh Vũ. Bảo vệ liền nói. Lộp bộp. Bên tai vang lên cái tên Bùi Đông Lai thì trong lòng Khang Kiếm không khỏi run lên, sau đó hắn tỏ ra vội vàng hỏi. Hắn ở đâu? Bị bảo vệ ngăn lại ở ngoài rồi. Mau, mau để cho hắn vào đi. Khang Kiếm nghe vậy thì hoảng sợ. Vâng. Đầu bên kia điện thoại, bảo vệ liền đáp ứng. Vẻ mặt tỏ ra nghi hoặc, Bùi Đông Lai này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao hiệu trưởng nghe xong cái tên này lại tỏ ra khẩn trương như thế? Khang Kiếm cúp điện thoại, nói. Bùi Đông Lai đến đây, chúng ta cùng đi nghênh đón hắn. Dầm. Nói xong, cả phòng hội nghị đang im lặng bỗng trở nên ồn ào, đám người Khang Kiếm vội vàng rời đi. Cửa trường học, Bùi Đông Lai thấy bảo vệ đang gọi điện thì liền rút ra một gói thuốc rẻ tiền, lấy ra một điếu đưa cho tên bảo vệ khác, nói. Hút thuốc đi. Được. Thái độ của Bùi Đông Lai làm cho tên bảo vệ cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ. Nghe nói Tiểu Vũ đánh nhau, ông có biết nó hiện tại ở đâu không? Bùi Đông Lai châm cho mình một điếu thuốc rồi hỏi. Nghe nói được đưa đến phòng y tế rồi. Tên bảo vệ trả lời. Phòng y tế đi như thế nào? Bùi Đông Lai lại hỏi. Vào cửa rồi quẹo phải, tiếp tục quẹo trái, đi tới dọc con đường kia là thấy. Bảo vệ nói. Có tấm bảng đó. Để cho người tên là Bùi Đông Lai đi vào. Sau đó... Không đợi Bùi Đông Lai nói cái gì thì một tên bảo vệ đi ra nói, tên bảo vệ kia liền mỉm cười nói với Bùi Đông Lai. Cậu có thể vào được rồi. Cảm ơn. Bùi Đông Lai bóp tắt thuốc lá, cảm ơn, sau đó đi vào trường học. Rất nhanh, đám người Khang Kiếm đi ra cũng không có tìm được bóng dáng Bùi Đông Lai, gọi điện thoại hỏi thì biết được Bùi Đông Lai đã đến phòng y tế. Vì vậy bọn hắn không nói hai lời vội vàng đuổi theo Bùi Đông Lai. Một lát sau. Bùi Đông Lai đến phòng y tế, ở trong hành lang thì gặp được Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Lai ca, vừa mới rửa hết máu trên người, chuẩn bị làm kiểm tra,
thấy được Bùi Đông Lai đi vào thì Đông Phương Lãnh Vũ vốn ra vui mừng, sau đó hắn nghĩ tới điều gì đó, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn vào Bùi Đông Lai. Không sao chứ? Thấy bộ dáng tự trách của Đông Phương Lãnh Vũ thì Bùi Đông Lai đi lên, vỗ nhẹ vào bả vai Đông Phương Lãnh Vũ rồi quan tâm hỏi. Đông Phương Lãnh Vũ lắc lắc đầu. Hiệu trưởng gọi cho tiểu cô của cậu, nói rằng cậu đánh nhau, chuyện gì đã xảy ra? Bùi Đông Lai lại hỏi. Thật xin lỗi, Đông Lai ca. Bên tai vang lên câu hỏi Bùi Đông Lai, nghĩ đến hiện giờ Bùi Đông Lai đang bị Diệp gia trả thù, mà mình lại trêu chọc vào con trai của thành viên trong Diệp gia thì Đông Phương Lãnh Vũ lại càng cảm thấy tự trách, khi trả lời cũng không dám ngẩng đầu lên. Ủa? Bùi Đông Lai nghe vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn dính trên mặt Đông Phương Lãnh Vũ, nói. Nói cho Đông Lai ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay, sau khi thể dục buổi sáng kết thúc, Đông Phương Lãnh Vũ đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Bùi Đông Lai nghe, cũng nói cho Bùi Đông Lai biết thân phận của đám người Chu Kiến, sau đó lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt Bùi Đông Lai, hai mắt đỏ hoe, nhẹ giọng nói. Xin lỗi Đông Lai ca, thật sự là xin lỗi. Em không muốn đánh nhau, cũng không muốn để cho ca phải thêm phiền toán, nhưng mà nghe được tên Chu Kiến khốn kiếp kia mắng ca thì trong lòng em cảm thấy biệt khuất nên nhất thời không nhịn được. Tiểu Vũ, chúng ta tuy rằng không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Thấy được Đông Phương Lãnh Vũ bởi vì sợ Chu gia đem toàn bộ oán khí trút lên người mình mà cảm thấy áy náy thì trong lòng Bùi Đông Lai vô cùng cảm động, hắn vươn tay xoa nhẹ vào khuôn mặt bị đánh sưng của Đông Phương Lãnh Vũ, lộ ra nụ cười ngây ngô giống như qua tử. Trời sập xuống, Đông Lai ca khiêng. Không trả lời. Đông Phương Lãnh Vũ há hốc miệng ra, lại cảm thấy được giường ngực bị cái gì chắn lại, một câu cũng nói không nên lời. Hai mắt hắn đỏ lên, nước mắt dọc theo khuôn mặt mà chảy xuống. Khóc. Luôn luôn không chịu thua, từng được xưng hỗn thế ma vương Đông Phương Lãnh Vũ không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Ở sau trong lòng Đông Phương Lãnh Vũ thì hắn muốn được trên đời này có một người có khuỷu tay kiên cường để hắn dựa vào, có người vì hắn mà che gió che mưa. Trước đây, người từng làm những chuyện này là cha của hắn Đông Phương Thần. Hiện giờ, Bùi Đông Lai lại làm điều này. Nam tử hán, đổ máu không đổ lệ. Bùi Đông Lai cười lau đi nước mắt trên mặt Đông Phương Lãnh Vũ. Vâng, Đông Phương Lãnh Vũ dùng sức gật gật đầu, cắn chặt môi. Quật cường không để nước mắt rơi xuống. Bộp, bộp. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Khang Kiếm mang theo đám người trong ban giám hiệu đi vào thì thấy được Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ, Khang Kiếm vội vàng bước nhanh lên chủ động vươn tay ra, nói. Ngài khỏe chứ Bùi tiên sinh, tôi là Khang Kiếm là hiệu trưởng của trường trung học Thánh Quang. Thật ngại quá, hiệu trưởng, làm phiền ngài rồi. Bùi Đông Lai cầm tay Khang Kiếm, tỏ ý có lỗi. Hả? Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ khách khí như thế, toàn bộ mọi người đều sửng sốt. Đúng rồi, hiệu trưởng, những phụ huynh của những học sinh kia đều đã đến chưa? Bùi Đông Lai buông tay ra hỏi. Bùi tiên sinh, chuyện này là do Tiểu Vũ và Chu Kiến dựng lên, trong đó hai người Chu Kiến và Triệu Vĩ bị thương nặng, chúng tôi chỉ thông báo cho phụ huynh của Chu Kiến, Triệu Vĩ cùng Tiểu Vũ mà thôi. Khang Kiếm nói tới đây thì dừng lại một chút, vẻ mặt lúng túng nói. Mẹ của Triệu Vĩ đang đến đây thì cha của Chu Kiến thì nói không có thời gian để đến đây. Két. Giống như đáp lời của Khang Kiếm, một chiếc Audi A8 dừng lại ở trước phòng y tế. Một người đàn bà hùng hổ đi vào phòng y tế, thấy đám người Khang Kiếm đang đứng ở ngoài hành lang thì lớn tiếng. Khang Kiếm, con tôi đâu? Con tôi sao rồi? Bá. Nghe được người phụ nữ kia lên tiếng thì mọi người đều nhìn về phía bà ta. Lưu chủ nhiệm. Triệu Vĩ đang ở trong phòng phẫu thuật. Khang Kiếm nói. Sống mũi của nó đã bị gãy nên cần phải phẫu thuật, ngoài ra còn gãy mấy cái răng nữa. Cái gì? Thân là chủ nhiệm của một ngân hàng tín dụng thì Lưu Hồng Đào nghe được Khang Kiếm nói như thế thì vốn là biến sắc, sau đó lớn tiếng thét to giống như là người thân đã mất đi vậy. Khang Kiếm, tôi cho ông biết, nếu con tôi xảy ra chuyện gì không hay thì tôi sẽ không để yên. Khang Kiếm không phản bác được. Ở hắn xem ra thái độ giữa Lưu Hồng Đào và Bùi Đông Lai khác nhau một trời một vực. Đúng rồi, tôi quên hỏi ông, là ai làm con tôi bị thương? Hung thủ đâu rồi? Bước lên hai bước, Lưu Hồng Đào vội nhìn vào Khang Kiếm,
cảm giác kia giống như hận không thể đem tên hung thủ làm bị thương con trai của bà ta đem ra bâm thây vạn đoạn. Không đợi Khang Kiếm mở miệng thì Bùi Đông Lai đã mở miệng, giọng nói hơi tức giận. Không phải là phóng hỏa giết người, tại sao lại nói là hung thủ? Cậu tính là cái gì? Cậu có tư cách để mở miệng nói chuyện không? Bởi vì Lưu Hồng Đào chỉ nghe nói qua Bùi Đông Lai, lại chưa từng nhìn thấy Bùi Đông Lai cho nên lúc này thấy Bùi Đông Lai mở miệng thì bản thân bà ta cho rằng Bùi Đông Lai là người trong trường học, vì thế liền lập tức trừng mắt Bùi Đông Lai rồi gầm lên. Ách! Nghe những lời hò hét nghiêu bức của Lưu Hồng Đào thì đám người Khang Kiếm liền ngạc nhiên, âm thầm thầm mắng Lưu Hồng Đào muốn chết. Bùi Đông Lai lại không để ý đến Lưu Hồng Đào, mà là quay đầu lại nói với Khang Kiếm. Hiệu trưởng, làm phiền ngài cho tôi xin số của Chu Kim. Chu Kim. Nghe được cái tên này thì sắc mặt Lưu Hồng Đào không khỏi biến đổi. Bởi vì nàng cùng chồng của nàng đều làm trong hệ thống tài chính nên chẳng những nghe nói cái tên Chu Kim này, hơn nữa chồng nàng luôn nghĩ hết mọi biện pháp để nịnh bợ Chu Kim. Mà người thanh niên trước mặt bị nàng quát vào mặt, lại gọi thẳng tên Chu Kim, điều này có thể khiến nàng không kinh ngạc sao? Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Lưu Hồng Đào thì Khang Kiếm đưa số điện thoại của Chu Kim cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai lấy điện thoại di động ra, bấm số của Chu Kim. Xin lỗi, thuê bao quý khách. Đầu bên kia điện thoại, Chu Kim thấy điện thoại rung lên thì liền cúp máy. Mắt thấy Chu Kim không nghe điện thoại thì Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút rồi gửi cho Chu Kim một tin nhắn. Điện thoại Chu Kim rung lên, cuộc nói chuyện giữa Chu Kim và Chu Khiếu lại bị cắt ngang. Chu Kim nhíu mày, vô cùng khó chịu cầm lấy điện thoại thì thấy có một tin nhắn được gửi tới. Mang theo vài phần tức giận, vài phần tò mò, Chu Kim mở tin nhắn ra. Tôi là Bùi Đông Lai. Chỉ năm chữ ít ỏi cũng làm cho đồng tử của Chu Kim phóng lớn, cả người liền trở nên cứng ngắc, đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Cha, sao thế? Chu Khiếu thấy sự khác thường của Chu Kim thì nhìn không được mà hỏi. Không trả lời. Cả người Chu Kim chấn động, tay run run mà bấm điện thoại. Thật xin lỗi Bùi tiên sinh. Tôi không biết đây là số của ngài. Điện thoại được chuyển, Chu Kim hoảng sợ giải thích. Nhưng mà, không đợi Chu Kim nói hết, Bùi Đông Lai liền mở miệng, giọng nói không thể nghi ngờ. Chu Kim, trong vòng 30 phút thì ông hãy cút đến trường trung học Thánh Quang, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Ách, bên tai vang lên giọng nói không thể nghi ngờ của Bùi Đông Lai, nhìn vẻ mặt của bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì đám người Khang Kiếm liền cả kinh há to miệng. Mà Lưu Hồng trực tiếp bị sợ ngây người. Đúng vậy. Nàng giống như là một pho tượng, không nhúc nhích, há to mồm, trợn tròn mắt, trên mặt tỏ ra vẻ khiếp sợ. Chu Kim là ai? Là phó chủ tịch ngân hàng Rimin kiêm chủ nhiệm tổng bộ ngân hàng Đông Hải, là đại lão cấp phó bộ. Ngoài ra, Chu Kim còn là thành viên trung tâm của Diệp gia. Thân phận như vậy mà Bùi Đông Lai lại bảo trong vòng 30 phút, Chu Kim cút đến đây. Giờ phút này, Lưu Hồng Đào hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Nàng thật sự không thể tưởng tượng, người trẻ tuổi trước mặt nghiêu bức đến mức nào mới dám nói ra những lời như vậy. Không để ý đến Lưu Hồng Đào, Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua đám người Khang Kiếm đang trợn mắt há hốc mồm, nói. Hiệu trưởng, tôi đưa Tiểu Vũ đi kiểm tra, nếu Chu Kim đến đây thì nói cho tôi biết. Ực, được, được. Khang Kiếm nuốt nước bọt, vội vàng trả lời. Bùi Đông Lai nghe vậy. Không nói lời vô ích, mang theo Đông Phương Lãnh Vũ đi theo bác sĩ đi làm kiểm tra. Khang, Khang Kiếm, hắn là ai vậy? Đưa mắt nhìn Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ rời đi, Lưu Hồng Đào từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần hỏi Khang Kiếm. Nghe được câu hỏi của Lưu Hồng Đào thì Khang Kiếm nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại ánh mắt bi ai nhìn vào Lưu Hồng Đào, nói. Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai. Lưu Hồng Đào lại sững sờ một lần nữa, mặc dù nàng chưa gặp qua Bùi Đông Lai nhưng mà nàng đã nghe qua danh tiếng của Bùi Đông Lai a. Phù phù. Lưu Hồng Đào sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cả người run run, há mồm thở dốc. Reng, reng. Cùng lúc đó, điện thoại của Khang Kiếm vang lên. Trong lòng Khang Kiếm vừa động, lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là Chu Kim. Khang Kiếm. Bùi Đông Lai làm sao mà đi đến trường trung học Thánh Quang? Chẳng lẽ chuyện con trai ta đánh nhau có quan hệ đến hắn sao? Giọng nói sốt ruột của Chu Kim liền truyền vào tai của Khang Kiếm. Vâng Chu chủ tịch,
làm bị thương con của ngài là Đông Phương Lãnh Vũ, hắn là cháu của Liễu Nguyệt. Hỗn đản, sao ông không nói sớm cho ta biết? Không đợi Khang Kiếm nói hết lời thì Chu Kim liền tức giận đến thiếu chút nữa đập chết điện thoại di động, hắn biết rõ mối quan hệ giữa Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt thân mật đến cỡ nào. Tôi vốn muốn nói cho ông biết người làm bị thương con ông là Đông Phương Lãnh Vũ, nhưng mà ông không cho ta cơ hội nói a. Khang Kiếm thầm nghĩ một câu nhưng mà không dám nói ra, chỉ có thể nhịn lấy. Cha, rốt cuộc là có việc gì? Lúc này, Chu Kiếm thấy cha của mình nhắc đến Bùi Đông Lai thì lập tức đứng lên, hỏi. Làm bị thương em trai của con là Đông Phương Lãnh Vũ, cháu của Liễu Nguyệt. Chu Kim cúp điện thoại, dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Bởi vì chuyện này mà Bùi Đông Lai đã đến trường trung học Thánh Quang, vừa rồi hắn gọi điện cho ta, để cho ta trong vòng 30 phút phải đi qua đó. Ách! Chu Khiếu cũng là cả kinh há to mồm, sau đó theo bản năng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trên mặt Chu Kim tràn đầy vẻ hối hận nhưng mà hắn biết trên đời này không có bán thuốc hối hận, nhịn không được mà nhắm mắt lại, giận dữ nói. Chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Tiểu Vũ, cậu đi lên lớp đi, anh còn một số chuyện cần phải xử lý. So sánh với Đông Phương Lãnh Vũ đang vô cùng kích động thì Bùi Đông Lai lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Vâng, vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ kích động gật gật đầu. Hiệu trưởng, quấy rầy rồi. Bùi Đông Lai xoay người, chủ động giơ tay phải ra. Phát sinh chuyện như vậy, trường học cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, sau này chúng ta nhất định sẽ tăng cường công tác quản lý. Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ khách khí như thế nên Khang Kiếm có chút kinh hoàng. Bùi Đông Lai không nói gì nữa mà xoay người rời khỏi phòng y tế. Khi đi ngang qua đám hoàn khố kia thì cả đám liền cúi gầm xuống đất, không dám hé răng. Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi thì trong lòng Khang Kiếm thổn thức không thôi. Tiểu Khiếu, còn ở lại xem tình huống của Tiểu Kiến. Mắt thấy Bùi Đông Lai rời đi, Chu Kim ngồi thẳng lên, trầm ngâm nói. Vâng, Chu Khiếu vội vàng gật đầu. Chu Kim không nói lời vô ích, cũng không có cùng Khang Kiếm đám người chào hỏi, mà là bước nhanh đuổi theo Bùi Đông Lai. Bùi tiên sinh, đi ra khỏi phòng y tế thì Chu Kim liền gọi Bùi Đông Lai. Dường như đã nhận ra Chu Kim sẽ đuổi theo nên Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà hắn dừng bước lại, đợi Chu Kim. Bùi tiên sinh, đứa con của tôi từ nhỏ đã bị mẹ của nó làm hư. Chu Kim đến gần, cố gắng nói cái gì đó. Không đợi Chu Kim nói hết thì Bùi Đông Lai đã lên tiếng cắt ngang. Chu hành trưởng, chuyện này dừng ở đây. Chu Kim biết Bùi Đông Lai gọi điện để cho hắn đến đây xử lý chuyện Chu Kiến và Đông Phương Lãnh Vũ chỉ là chuyện nhỏ. Mà quan trọng hơn chính là chuyện cho vay của tập đoàn Đông Hải, vì thế nghe Bùi Đông Lai nói những lời này thì hắn biết Bùi Đông Lai cho hắn một cái bậc thang để cho hắn chủ động nói đến chuyện vay vốn ngân hàng. Hiểu được điểm này thì Chu Kim trầm mặc lại, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ, lo lắng nên mở miệng như thế nào. Chu hành trưởng, theo tôi được biết thì việc tập đoàn Đông Hải muốn vay vốn đang xảy ra một số chuyện, lý do là tài vụ của tập đoàn Đông Hải có vấn đề, tài sản cố định không rõ, có đúng không? Mắt thấy Chu Kim trầm mặc, Bùi Đông Lai hành văn gãy gọn hỏi. Là người ở phía dưới không làm tròn trách nhiệm nên mới có sai sót này. Chu Kim cảm thấy bất an, dựa vào tác phong của lãnh đạo thì hắn đem trách nhiệm đổ xuống cho người ở phía bên dưới. Năm trước tổng thu vào của tập đoàn Đông Hải đứng thứ hai trong cả nước, lợi nhuận cũng đứng thứ hai. Tài sản cố định cũng hơn 1.000 tỷ, chẳng lẽ Chu hành trưởng không biết điều này sao? Bùi Đông Lai tỉnh bơ lại hỏi. Không trả lời, cũng không dám trả lời, cảm giác lo lắng trong lòng Chu Kim ngày càng đậm. Nói đi thì nói lại, Chu hành trưởng, dựa vào lời nói của ông thì sở dĩ ông không cho chúng tôi vay vốn là bởi vì người ở bên dưới không làm tròn trách nhiệm nên báo cáo sai. Ông sợ gánh trách nhiệm, chuyện này cũng có thể hiểu được. Bùi Đông Lai nói xong thì đột nhiên vừa chuyển, giọng nói lạnh xuống. Như vậy thì ông nói cho tôi biết, ông đã gọi điện đến các chủ tịch của các ngân hàng khác tạo áp lực. Yêu cầu những ngân hàng này không cho tập đoàn Đông Hải vay, đây là ý gì? Ách, Chu Kim không phản bác được. Nếu như Chu hành trưởng không nói thì tôi sẽ đoán thử, nếu như có chỗ nào không đúng thì xin Chu hành trưởng hãy sửa lại. Bùi Đông Lai vừa đi, vừa cười lạnh nói. Chuyện này nói cho đến cùng cũng bởi vì thân là thành viên trung tâm của Diệp gia,
thấy được Diệp gia muốn triển khai trả thù tôi thì ông cho rằng tôi hoặc là nói tập đoàn Đông Hải sẽ không chịu nổi sự trả thù của Diệp gia, cho nên ông đã châm thêm một mồi lửa, đã biểu lộ lòng trung tâm với Diệp gia. Nhưng mà ông lại không nghĩ đến, tôi có thể sống sót, làm cho ông trộm gà không được còn mất nắm gạo, không, nói chính xác ra thì làm cho ông lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như Bùi tiên sinh đã nói hết thì tôi đây cũng không cần che giấu nữa. Chu Kim dừng bước lại, nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai gần từng tiếng, nói. Tôi biết hạng mục này là một trong những hạng mục lớn của tập đoàn Đông Hải, chủ quản của hạng mục này là Phó Dong lại yêu cầu tập đoàn Đông Hải trước 6 giờ chiều này phải cam đoan có đủ tài chính, nếu không sẽ tiến hành đấu thầu để hạng mục đổi chủ. Bùi Đông Lai không có tỏ thái độ, chờ Chu Kim nói tiếp. Trước khi đến đây thì tôi đã phê chuẩn, đồng ý cho tập đoàn Đông Hải vay. Chu Kim trầm giọng nói. Ngoài ra, chờ sau khi tôi trở lại văn phòng thì tôi sẽ gọi điện cho Phó Dong để nói chuyện vay vốn này. Chu Kim, xem ra ông có thể trở thành thành viên trung tâm của Diệp gia, đích thật là có chỗ hơn người. Trong lúc lơ đãng, Bùi Đông Lai liền gọi thẳng tên của Chu Kim, giọng nói cũng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng mà, ông cho rằng ông làm như vậy thì chuyện này sẽ coi như xong sao. Lộp bộp. Trong lòng Chu Kim chấn động, không dám nói tiếp. Bởi vì biết phong cách hành sự có thù tất báo của Bùi Đông Lai, bởi vì sợ thủ đoạn báo thù khủng bố của Bùi Đông Lai, bởi vì sợ Tiêu gia lão thái gia, người liên tục ra mặt hai lần để giúp Bùi Đông Lai, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Bùi Đông Lai nên Chu Kim mới dám chọc giận Diệp Thạch, phê chuẩn cho tập đoàn Đông Hải vay vốn, cũng muốn bản thân tự mình gọi điện cho Phó Dong để nói chuyện. Đây cũng chính là mất bò làm chuồng mà hắn nói với Chu Khiếu. Nhưng mà hắn không ngờ Bùi Đông Lai lại bá đạo như thế. Thật có lỗi, Bùi tiên sinh, tôi chỉ có thể làm được chừng ấy. Trầm ngâm đi qua, Chu Kim nhíu mày, giọng nói so với trước thì có vẻ cứng rắn hơn. Chu Kim, Diệp Tranh vanh một không tham tài, hai không tham sắc, ở trong vài năm qua thì hắn không làm ra chuyện xấu nào. Ngoài ra, hắn còn là nhân vật đầu lĩnh đời thứ tư của Diệp gia, thành lập Hồng Kinh hội thanh danh truyền xa. Bùi Đông Lai mỉm cười nhìn Chu Kim nói. Tôi có thể làm cho hắn rơi vào vực sâu. Để cho hắn vĩnh viễn không thể nổi danh. Nói như vậy thì nếu như tôi muốn làm cho ông mất đi chiếc mũ ô sa trên đây thì chuyện này có được coi là khó quá không? Dù sao thì trong những năm qua ông cũng đã làm ra không ít chỗ bẩn, càng quan trọng hơn là vị trí của ông trong lòng Diệp Thạch sẽ nặng hơn Diệp Tranh Vanh sao? Lùi một bước mà nói, cho dù Diệp Tranh Vanh bảo vệ ông thì như thế nào? Ngay cả năng lực bảo vệ cháu của mình mà hắn còn không có, ông cho rằng hắn có thể bảo vệ được ông sao? Hô, hô, Bùi Đông Lai liên tiếp hỏi những lời này đã khiến cho sắc mặt Chu Kim thay đổi, hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề. Mặc dù hắn đã cố gắng khống chế tâm tình của mình nhưng mà trên mặt của hắn lại xuất hiện vẻ sợ hãi. Bùi Đông Lai, tôi thừa nhận cậu là một người thích dùng những chiêu không có trong sách vở, tôi cũng thừa nhận cậu là một người thông minh, làm việc không để lại rất vết gì. Thêm nữa là cậu có Tiêu gia làm chỗ dựa cho nên hoàn cảnh trước mặt thì không có người nào dám động vào cậu. Mắt thấy Bùi Đông Lai không chút lưu tình thì Chu Kim cắn chặt răng, nói. Nhưng mà, trong bất kỳ một ngành nghề nào thì cũng có những quy tắc riêng của nó. Quan trường cũng như thế, nếu như hành động của cậu phá hư đi quy tắc trong quan trường thì tôi khuyên cậu làm việc thì hãy nên để lại một đường sống, nếu không một khi Tiêu gia lão thái gia quy thiên thì ngày đó cũng chính là ngày mà cậu gặp nạn. Cảm ơn lời nhắc nhở của ông. Bùi Đông Lai cười híp mắt nhìn vào Chu Kim, thản nhiên nói. Tôi có thói quen chảm thảo trừ căn. Cậu! Chu Kim không phản bác được. Bùi Đông Lai không hề để ý đến Chu Kim mà bước nhanh về trước. Một bước, hai bước, ba bước, ngay sau khi Bùi Đông Lai bước lên ba bước thì Chu Kim cắn chặt răng, hô. Bùi Đông Lai! Không trả lời, thậm chí Bùi Đông Lai cũng không dừng lại. Thấy một màn như vậy thì Chu Kim liền kinh hoàng. Kinh hoàng là bởi vì hắn biết những gì Bùi Đông Lai nói là sự thật. Trong những năm nay thì hắn đã để lại không ít vết nhơ, mà mặt trên lại triển khai hành động trừng trị hủ bại, lấy thế lực và thủ đoạn của Bùi Đông Lai thì nếu muốn lấy cái mũ ô sa trên đầu hắn xuống cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Mà hắn cũng tin tưởng Bùi Đông Lai đã dám động vào Diệp Tranh Vanh thì cũng dám động vào hắn. Hiểu được điểm này thì Chu Kim liền đem lòng kiêu ngạo và quan uy trong lòng quăng cho chó ăn, một đường đuổi theo Bùi Đông Lai. Thật có lỗi Bùi tiên sinh. Tôi xin thu lại lời nói vừa rồi. Rất nhanh,
Chu Kim đã đuổi theo Bùi Đông Lai, sau khi xin lỗi thì làm ra bộ dạng chân thành. Tôi cho rằng chúng ta nên hảo hảo nói chuyện một chút. Chu Kim, tuy rằng ông đã đồng ý cho tập đoàn Đông Hải vay vốn nhưng mà chuyện này cũng sẽ khiến Diệp Tranh Vanh bên kia làm khó dễ làm, nhiều nhất là khóa ông lại, làm cho con đường làm quan của ông dừng lại ở đây. Bùi Đông Lai nhìn vào Chu Kim đang luống cuống, gằn từng chữ. Đây cũng chính là nói, tổn thất của ông cũng không tính là lớn. Cậu muốn tôi làm gì? Chu Kim nóng nảy, hắn cảm giác được đứng trước mặt Bùi Đông Lai thì bản thân hắn giống như một đứa con nít, không thể nào đoán được tâm tư của Bùi Đông Lai. Tôi chỉ muốn ông làm một chuyện. Bùi Đông Lai nói thẳng. Chuyện gì? Theo bản năng Chu Kim hỏi một câu, sau đó nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hoảng sợ nói. Chẳng lẽ cậu muốn tôi phản bội Diệp Thạch, làm việc cho cậu sao? Bùi Đông Lai không có tỏ thái độ. Bùi Đông Lai, cậu cũng hiểu rằng trong lúc như thế này mà tôi phản bội Diệp Thạch, làm việc cho cậu thì tôi sẽ không có kết cục gì tốt. Đồng thời tôi cũng không thể mang lại cho cậu lợi ích gì. Mắt thấy Bùi Đông Lai không lên tiếng, Chu Kim giận quá thành cười, nói. Huống chi nên hai bên đều là chết thì vì sao tôi lại phải đi theo cậu? Chu hành trưởng, vật cực tất phản, chó cùng rứt dậu, đạo lý này tôi hiểu. Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu, xốc lên con bài chưa lật. Để cho con của ông rời khỏi Hồng Kinh hội, gia nhập vào Đông Hà hội do nữ nhân của tôi là Tần Đông Tuyết sáng lập, ông đồng ý thì ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, không đồng ý thì chúng ta tiếp tục trò chơi này. Ách! Chu Kim nghe vậy, sững sờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn đã hiểu ra ý tứ câu trảm thảo trừ căn của Bùi Đông Lai. Hướng Hồng Kinh hội khai đao, khiến cho Diệp Tranh Vanh hai bàn tay trắng. Đây là số điện thoại của tôi. Trước 12 giờ thì hãy gọi lại. Bùi Đông Lai thấy thế, lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Chu Kim, đợi sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì cúp điện thoại, không đợi Chu Kim đáp lời, liền xoay người rời đi. Lúc này đây, Chu Kim không có đuổi theo Bùi Đông Lai mà là nhìn vào bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Không biết qua bao lâu, khi bóng lưng Bùi Đông Lai biến mất trong tầm mắt của Chu Kim thì Chu Kim mang theo vẻ lo lắng trở về phòng y tế. Chu hành trưởng, đám người thấy Khang Kiếm thấy Chu Kim quay lại thì vội vàng chào hỏi. Con tôi sao rồi? Vẻ mặt Chu Kim tỏ ra nghiêm túc hỏi, trong mắt hắn hiện lên vài phần tức giận. Não con của ngài chỉ bị chấn động nhẹ mà thôi. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân có tật giật mình nên Khang Kiếm không dám nhìn vào ánh mắt của Chu Kim. Cha! Khang Kiếm với nói xong thì Chu Khiếu liền dìu Chu Kiến đi từ trong hành lang ra. Chu Kim nghe vậy thì ánh mắt nhìn về phía hai anh em Chu Khiếu và Chu Kiến. Từ miệng của Chu Khiếu nên Chu Kiến biết được việc mình đã làm ra là sai lầm cho nên hắn không dám nhìn vào Chu Kim, cúi đầu, trầm mặc không nói. Tiểu Kiến, con trở lại phòng bệnh trước đi, lát nữa Tiểu Khiếu sẽ mang con đi đến bệnh viện. Nhìn bộ dạng của Chu Kiến thì trong lòng chỉ hận không thể rèn sắt không thành thép, đồng thời cũng hơi đau lòng. Sau khi Chu Kiến đi khỏi thì Chu Kim liền nhìn sang Chu Khiếu rồi nói. Cha đã đích thân nói chuyện với Bùi Đông Lai, nói chúng ta đã đồng ý cho tập đoàn Đông Hải vay vốn, hơn nữa cha còn đích thân gọi cho Phó Dung, nói cho Phó Dung biết rằng tài chính của tập đoàn Đông Hải đã được đảm bảo. Cha tưởng rằng Bùi Đông Lai sẽ đồng ý tha cho chúng ta. Sắc mặt Chu Kim tỏ ra ngưng trọng, nói. Nhưng mà hắn không muốn. Không muốn sao? Chu Khiếu ngẩn ra, lại hỏi. Vậy hắn muốn gì? Hắn nói vị hôn thê của hắn là Tần Đông Tuyết thành lập một tổ chức gọi là Đông Hạ Hội, hắn muốn con rời khỏi Hồng Kinh Hội, gia nhập vào Đông Hạ Hội kia. Giọng nói Chu Kim tỏ ra ngưng trọng. Cái gì, muốn con rời khỏi Hồng Kinh Hội rồi gia nhập vào Đông Hạ Hội sao? Thân là thành viên của Hồng Kinh Hội thì Chu Khiếu biết rõ hậu quả khi phản bội, hắn tức giận đến cả người run lên. Bùi Đông Lai quả thực khinh người quá đáng. Chu Kim ngầm thở dài, không có nói tiếp. Cha có điều không biết, sau khi Diệp Tranh Vanh xảy ra chuyện thì tuy rằng bên ngoài đồn rằng con đường làm qua của hắn chấm dứt, sắp rơi vào quên lãng của Diệp gia, nhưng mà Hồng Kinh hội chính là một tay hắn thành lập, bốn gã phó hội trưởng cùng những thành viên trong hội đều thuộc về dòng chính bên hắn, hơn nữa, bọn hắn còn có quan hệ với Diệp gia. Chu Khiếu thấy Chu Kim không nói lời nào, chau mày nói. Nếu như con phản bội Hồng Kinh hội, gia nhập vào Đông Hạ hội thì sẽ làm cho toàn bộ người trong Hồng Kinh hội chấn động.
Những người kia vì muốn ổn định lại lòng người Hồng Kinh hội tất nhiên sẽ súng bắn chim đầu đàn, đến lúc đó, chúng ta sẽ đối mặt với sự trả thù của cả Hồng Kinh hội, thậm chí là cả Diệp gia cũng có thể sẽ ra tay. Tiểu Khiến, những lời này của con thì ta biết nhưng mà con càng nên biết, đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chu Kim thở dài, giọng nói toát ra vẻ bất đắc dĩ. Bùi Đông Lai có thể một cước đá Diệp Tranh Vanh vào vực sâu, như vậy nếu hắn muốn đối phó với cha con chúng ta thì cũng không phải là việc gì khó. Cha, ý của cha là muốn con làm theo lời của Bùi Đông Lai. Chu Khiếu có chút nóng nảy. Chu Kim trầm ngâm một chút, nói. Con có thể lấy thân phận nằm vùng, ở mặt ngoài thì rời khỏi Hồng Kinh hội gia nhập vào Đông Hạ hội, cứ như vậy thì những người trong Hồng Kinh hội cũng sẽ không làm khó con. Còn về phần Diệp gia thì để ta nghĩ biện pháp xử lý. Được. Chu Khiếu nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đề nghị của Chu Kim rất có thể làm được. Mắt thấy Chu Khiếu đồng ý thì Chu Kim liền lấy điện thoại gọi cho Bùi Đông Lai. Đợi cho Bùi Đông Lai bắt máy thì hắn nói. Bùi tiên sinh, tôi đáp ứng yêu cầu của cậu, để Tiểu Khiếu rời khỏi Hồng Kinh hội, gia nhập vào Đông Hạ hội. Chu hành trưởng, tốc độ làm việc của ông còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi. Trong chiếc Rolls-Royce Phantom cấp quân chủ, Bùi Đông Lai tâm như gương sáng, mỉm cười giễu cợt. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì sắc mặt Chu Kim biến đổi, vì muốn để cho Bùi Đông Lai tránh lòng sinh nghi nên hắn nói tiếp. Bùi Đông Lai, tuy nói tôi đáp ứng yêu cầu của cậu nhưng mà cậu phải cam đoan bảo vệ an toàn cho Chu gia. Được. Bùi Đông Lai trả lời rồi cúp điện thoại. Cha, hắn tin sao? Mắt thấy vẻ mặt âm trầm bất định của Chu Kim thì Chu Khiếu lo lắng mà hỏi. Hắn nổi lòng nghi ngờ. Sắc mặt Chu Kim ngưng trọng, nói. Bất quá đây cũng là chuyện trong dự tính, quan trọng là kế tiếp chúng ta sẽ diễn xuất như thế nào. Diễn tốt thì chúng ta có thể tránh được một kiếp, diễn không tốt thì Chu gia chúng ta sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Chu Khiếu gật đầu. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai châm một điếu thuốc lá, lẳng lặng hút vài hơi. Sau đó bấm số điện thoại của Tần Đông Tuyết. Uyển Nhi không có sao chứ? Điện thoại được chuyển, giọng nói của Tần Đông Tuyết liền vang lên. Bị sốt mà thôi, vài ngày nữa sẽ khỏe ngay. Bùi Đông Lai trả lời một câu sau đó hỏi. Đông Tuyết, cậu tính khi nào sẽ thành lập Đông Hạ hội? Hai ngày nữa, sao vậy? Tần Đông Tuyết có chút nghi hoặc hỏi. Bùi Đông Lai hơi cau mày. Có nhanh quá không? Không nhanh. Tần Đông Tuyết tự tin cười cười. Chuyện này tớ tính đã lâu, hơn nữa cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tớ sẽ cho cậu một niềm vui lớn. Vậy thì tớ yên tâm rồi. Nghe được sự tự tin trong giọng nói của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai cười nói. Tớ gọi cho cậu là muốn nói cho cậu biết, mấy hôm trước Diệp gia mượn hành động tảo hắc để gây áp lực với tập đoàn Đông Hải, chủ tịch của ngân hàng Rimin kiêm phó hành trưởng ngân hàng Đông Hải là Chu Kim đã làm khó dễ hạng mục số 1 của tập đoàn. Hắn không cho chúng ta vay tiền, hơn nữa còn tạo áp lực đến những ngân hàng khác, không cho chúng ta vay. Ngoài ra, hôm nay con của hắn lại ở trường xảy ra xung đột với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không có sao chứ? Tần Đông Tuyết cắt ngang lời nói của Bùi Đông Lai. Nàng biết Bùi Đông Lai đã xem Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi giống như là hai người em ruột của mình. Bị thương ngoài ra, không sao cả. Bùi Đông Lai nói. Vừa rồi tớ đã nói chuyện với Chu Kim. Hắn sợ tớ trả thù nên đáp ứng để con trai lớn của hắn là Chu Khiếu rời khỏi Hồng Kinh hội gia nhập vào Đông Hạ hội của cậu, tớ cảm thấy trong này có điều dối trá. Bất quá, tớ cho rằng cậu có thể lợi dụng chuyện này làm chút gì đó. Ừ, Tần Đông Tuyết nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì vẻ mặt tỏ ra cơ trí, nói. Giao cho tớ đi, tớ sẽ làm cho. Được, thấy Tần Đông Tuyết chủ động nhận việc này thì Bùi Đông Lai cũng không hỏi Tần Đông Tuyết định làm như thế nào mà hắn liền đáp ứng. Tớ vào học đã, cúp máy đây. Tiếng chuông trong trường vang lên, Tần Đông Tuyết muốn cúp máy. Ừ, Bùi Đông Lai lên tiếng, chủ động cúp điện thoại. Reng, reng. Sau đó, coi như lúc Bùi Đông Lai chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại lại rung lên. Bùi Đông Lai cầm điện thoại thấy người gọi đến là Quý Hồng thì liền nghe máy. Lão bản thân ái, tôi thật sự rất yêu cậu. Điện thoại được chuyển, Quý Hồng ở trong tổng bộ của tập đoàn Đông Hải, cởi giày cao gót, đứng ở trước cửa sổ, vẻ mặt tỏ ra hưng phấn. Phó Dung gọi điện cho cô rồi sao? Nghe được Quý Hồng nói như thế,
nghĩ đến lúc nãy Chu Kim nói tự mình gọi điện cho Phó Dung thì Bùi Đông Lai liền minh bạch cái gì. Đáp đúng rồi, vừa rồi Phó Dung đã gọi điện cho tôi, nói ngân hàng đã cho chúng ta vay, hạng mục này có thể thực hiện. Quý Hồng hưng phấn mà trả lời một câu, theo sau nhịn không được mà vuốt mông ngựa nói. Lão bản thân ái, cậu thật sự rất uy vũ khí phách. Bùi Đông Lai liền cảm thấy đau đầu, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi, Đông Tuyết bên kia muốn thành lập một tổ chức giống như Hồng Kinh Hội, gọi là Đông Hạ Hội. Nếu cậu ấy cần cái gì thì cô hãy cố gắng giúp đỡ. Âu, nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì Quý Hồng vốn là ngẩn ra sau đó hơi trầm ngâm, nói. Lão bản thân ái, yêu cầu này chỉ sợ tôi không đáp ứng được. Cho dù tôi muốn giúp nàng ta thì nàng ta cũng không cần tôi hỗ trợ. Tại sao? Lời nói của Quý Hồng khiến cho Bùi Đông Lai nhớ lại trước đây mình cũng nói giúp đỡ cho Tần Đông Tuyết nhưng mà Tần Đông Tuyết lại từ chối. Lão bản thân ái, đây là chiến tranh giữa nữ nhân, cậu không hiểu. Quý Hồng hữu ý vô ý nhắc nhở nói. Ân. Vẻ mặt Bùi Đông Lai ngạc nhiên. Đông Tuyết muội muội thân ái, cô đây là muốn hướng về phía ta mà khiêu chiến sao? Thấy Bùi Đông Lai trầm mặc, Quý Hồng cúp điện thoại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt tỏ ra hứng thú. Đệ nhất mỹ nhân kinh thành diễn xuất, tỷ tỷ đây thật sự rất chờ mong a. Lúc trạng vạng tối, trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, từng chiếc ô tô trước sau chạy đến hội sở của Hồng Kinh Hội. Khi trời chiều hoàn toàn nằm xuống sau đỉnh núi thì trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất của hội sở Hồng Kinh Hội đã đầy người nhưng ở vị trí chủ tịch là trống không. Trong bọn họ, nam nhân thì mang giày tây, quần áo chỉnh tề, nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ. Trong bọn họ, có người làm trong quan trường, có người làm trong thương trường, có người trong hắc đạo. Bọn họ chính là thành viên trung tâm của Hồng Kinh Hội. Ngồi ở vị trí bên trái là một nữ nhân mặc áo đen, Hồng Oanh. Bởi vì có ông nội là người của bộ G, thêm vào đó là năng lực bản thân không tầm thường nên Hoàng Oanh là phó hội trưởng thứ nhất của Hồng Kinh Hội. Ngồi ở bên cạnh Hoàng Oanh chính là Lâm Tường, cũng là phó hội trưởng. Tuy rằng hắn không phải Lâm đại thiếu gia nhưng mà lại là nhân vật đầu lĩnh đời thứ tư của Lâm gia, được người của Lâm gia coi trọng. Lúc trước, bởi vì nhờ nghe lời dặn dò của các vị trưởng bối trong Lâm gia nên hắn đã không đi cùng Diệp Tranh Vanh tham gia vào vụ án ở Giang Lăng, cho nên mới may mắn tránh được một kiếp. Sau đó, thân là phó hội trưởng của Hồng Kinh Hội thì hắn cũng không có tiếp tục bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Diệp gia và Bùi Đông Lai. Không riêng gì hắn mà đại bộ phân người của Hồng Kinh Hội cũng không có chủ động tham gia vào việc tranh đấu giữa Diệp Gia và Bùi Đông Lai. Trong đó còn có một phó hội trưởng khác là Đồng Bân. Hắn là nhân vật trẻ tuổi đầu lĩnh của Đông Gia ở Yên Kinh, trước mắt đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong một ngành nào đó. Tuy rằng sau khi ông nội của hắn lui xuống tuyến 2, gia tộc của hắn cũng như thế mà xuống dốc, dần dần trở thành gia tộc nhị lưu. Nhưng mà bởi vì năng lực bản thân của hắn rất tốt, và lại hắn được một đứa cháu gái của một vị đại lão coi trọng cho nên ở trong giới hoàn khố Yên Kinh này thì thanh danh của hắn cũng không nhỏ. Cùng chính vì nguyên nhân này, mặc dù gia tộc hắn xuống dốc nhưng mà hắn vẫn là phó hội trưởng của Hồng Kinh Hội. Hắn và Lâm Tường gia nhập vào Hồng Kinh Hội này bởi vì ích lợi, hắn muốn thông qua những quan hệ trong này mà có thể thăng quan tiến chức, bọn hắn không cam tâm làm nô tài cho Diệp Tranh Vanh. So với hai người Đồng Bân và Lâm Tường thì Hoàng Oanh lại khác. Nàng một mặt được hoàng gia trao quyền, hơn nữa nàng có mối tình thắm thiết với Diệp Tranh Vanh. Còn về phần Vệ Phong thì hắn là em họ của Diệp Tranh Vanh, bởi vì Vệ gia và Diệp gia có quan hệ thông qua, cho nên hắn mới được gia nhập vào Hồng Kinh Hội này. Mà những người khác cũng là những thành viên của các gia tộc có liên quan đến Diệp gia. Hôm nay, triệu tập mọi người đến đây là vì hai chuyện. Mắt thấy mọi người đã đến đủ thì Hoàng Oanh liền trầm giọng nói. Chuyện thứ nhất chính là chuyện có liên quan đến hội trưởng, đây cũng chính là chuyện mà mọi người quan tâm nhất. Nghe được Hoàng Oanh nói như thế thì mọi người đều nhìn về phía Hoàng Oanh, ánh mắt toát ra vài phần chờ mong. Chờ mong là bởi vì giống như Hoàng Oanh nói, thật sự bọn hắn rất quan tâm đến chuyện của Diệp Tranh Vanh. Quần long không thể không có đầu, kết cục của Diệp Tranh Vanh có ảnh hưởng rất lớn đến cả Hồng Kinh Hội này. Vệ Phong, cậu nói đi. Tuy rằng Hoàng Oanh biết được kết cục của Diệp Tranh Vanh nhưng mà nàng lại nhường cho Vệ Phong lên tiếng. Sắc mặt Vệ Phong tỏ ra khó coi nói. Hội trưởng đã bị khai trừ khỏi đảng bất quá lại không bị giao cho bên tư pháp.
Diệp Tranh Vành đã thoát khỏi lao ngục nhưng lại mất đi con đường làm quan. Mặc dù mọi người ngồi ở đây đã đoán được việc này nhưng mà nghe chính vệ phong nói ra đây là quyết định của mặt trên thì bọn hắn có cảm giác hoảng hốt. Tôi biết sau khi mọi người nghe được tin này thì sẽ thấy biệt khuất cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hoàng Oanh lại mở miệng gần từng chữ. Tôi cũng biết, mọi người ngồi ở đây cũng đang suy nghĩ sau khi hội trưởng gặp chuyện thì Hồng Kinh hội này sẽ đi đến đâu. Có lẽ là do Hoàng Oanh nói quá mẫn cảm, có lẽ là thái độ hơi bị quá mức của Hoàng Oanh cho nên không ai lên tiếng. Hồng Kinh hội vẫn tiếp tục tồn tại, điều này không thể nghi ngờ. Hoàng Oanh thấy không ai nói chuyện, lại trầm giọng nói. Còn về phần ai ngồi lên chiếc ghế hội trưởng này thì hết thảy đợi cho hội trưởng trở về rồi định đoạt, mọi người có ý kiến gì không? Lại trầm mặc. Mặc dù Diệp Tranh Vành đã ngã xuống nhưng mà dù sao hắn cũng là thành viên của Diệp gia, mà Hồng Kinh hội lại là do Diệp Tranh Vành một tay tạo ra, tất cả mọi người ở đây ai lại dám trong lúc này đề nghị bãi miễn chức vị hội trưởng của Diệp Tranh Vành? Nếu mọi người không có ý kiến gì thì cứ như vậy mà định. Hoàng Oanh mở miệng lần nữa, nói. Chuyện thứ hai là chuyện có liên quan đến Đông Hạ Hội, một tổ chức mới được thành lập gần đây. Đông Hạ Hội. Nghe được ba chữ này thì vẻ mặt mọi người hơi đổi. Bọn hắn chẳng những nghe được gần đây có một tổ chức tên là Đông Hạ Hội mới quật khởi, bọn họ còn biết đây là tổ chức do đệ nhất mỹ nhân kinh thành là Tần Đông Tuyết sáng lập, lực ảnh hưởng rất lớn. Sau đây sẽ do Chu Khiếu nói một số chuyện có liên quan đến Đông Hạ Hội. Ánh mắt Hoàng Oanh nhìn về phía Chu Khiếu. Chư vị, vì muốn hoàn toàn biết rõ nội tình của Đông Hạ Hội cho nên sau khi xin chỉ thị của bốn vị phó hội trưởng thì tôi đã giả vờ rời khỏi Hồng Kinh hội, gia nhập Đông Hạ Hội. Chu Khiếu vì bản thân mà giải thích một chút, sau đó nói. Sau khi trải qua âm thầm điều tra thì tôi đã biết được nội tình của Đông Hạ Hội. Đông Hạ Hội do Tần Đông Tuyết sáng lập, sau khi thành lập được khoảng 15 ngày thì thành viên trinh này đã có 50 người, trong đó có 38 người là những con em quyền quý. Còn 12 người còn lại là những người có bối cảnh thảo căn. Trong 38 người này thì có con của Bạch Quốc Du là Bạch Kiến Không, cháu của Trần Quốc Đào trong quân khu Giang Lăng là Trần Chí Vĩ. Giọng nói của Chu Tiếu tỏ ra ngưng trọng. Ngoài 12 người kia thì còn lại là những con em quyền quý ở Đông Hải, Yên Kinh, Nam Cảng, thế lực vô cùng khủng bố. Nghe được Chu Khiếu nói như thế thì trừ 4 gã phó hội trưởng ra thì toàn bộ mọi người đều biến sắc. Tuy rằng bọn hắn đã nghe qua Đông Hạ Hội nhưng mà không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà nó lại phát triển với quy mô lớn như vậy. Nói vậy thì đối với nữ nhân tên là Tần Đông Tuyết này thì mọi người cũng không xa lạ gì, nàng là nữ nhân của Bùi Đông Lai, mà hội trưởng lại thua trong tay Bùi Đông Lai. Nhắc tới cái tên Tần Đông Tuyết thì Hoàng Oanh hận đến nghiến răng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Cá nhân tôi cho rằng, vô luận là muốn báo thù cho hội trưởng hay là muốn bảo vệ quyền uy của Đông Hạ Hội chúng ta thì chúng ta nhất định phải làm cái gì đó với Đông Hạ Hội. Tôi đồng ý đề nghị của Hoàng Oanh. Vệ Phong là người thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Hoàng hội trưởng nói đúng, chúng nhất định phải khiến cho cái gì mà Đông Hạ Hội chó má kia phải giải tán. Hoàng Oanh vừa thốt lên xong, thì những người thuộc bên dòng chính của Diệp Tranh Vanh liền sôi nổi phụ họa. Mà những thành viên vì lợi ích mà gia nhập Hồng Kinh hội lại tỏ ra trầm tư. Bọn hắn rất rõ, trong thời gian ngắn như vậy mà Đông Hạ hội lại phát triển với quy mô lớn như thế tự nhiên không phải là do nhất thời mà sáng lập, mà chính là có mưu đồ từ lâu. Sau khi Diệp Tranh Vành té xuống thì Tần Đông Tuyết thành lập Đông Hạ hội, rất có thể là vì Hồng Kinh hội mà hướng đến. Hoàng hội trưởng, thế tới của Đông Hạ hội vô cùng hung hăng, chúng ta không thể coi thường được. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta phải tìm ra một kế hoạch mới được. Luôn luôn trầm mặc Lâm Tường mở miệng. Ừ, mặc dù Hoàng Oanh vô cùng hận Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết nhưng mà nàng cũng biết đối phó với Đông Hạ Hội cũng không dễ gì. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chính là muốn họp thương lượng kế sách ứng phó. Sau đây, mời mọi người nói ra ý kiến của mình. Két, Hoàng Oanh vừa nói xong. Không đợi mọi người trong Hồng Kinh hội nói ra ý kiến của mình thì cửa phòng hội nghị đã bị đẩy ra. Bá! Tất cả mọi người theo bản năng liền nhìn về phía cửa, chuẩn bị xem thử là tên gia hỏa nào không có mắt mà quấy rầy bọn họ. Ngay sau đó, một bóng dáng hiện ra trong tầm mắt của bọn hắn. Tần Đông Tuyết! Trong khoảnh khắc, phòng họp lâm vào giống như chết im lặng, toàn bộ thành viên của Hồng Kinh hội thấy được khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành thì hoàn toàn ngây dại. Nơi này là bản doanh của Hồng Kinh hội, Tần Đông Tuyết là một người ngoài,
chính xác ra là kẻ địch, chẳng những thành công đi vào đây hơn nữa còn đi tới phòng hội nghị. Đây đối với đám người Hoàng Oanh quả thật là một sự rung động không thể dùng lời nói mà hình dung được. Tần Đông Tuyết, cô đến đây làm gì? Ngắn ngủi ngây người qua đi, Hoàng Oanh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lạnh giọng quát. Hoàng Oanh, 2 năm không gặp, ngực cô đã lớn hơn, mông vỉnh ra, khẩu khí cũng cứng hơn a. Một giọng nói thô lỗ, cuồng ngạo vang lên, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở phía sau Tần Đông Tuyết. Bá! Bên tai vang lên lời nói cuồng ngạo kia, nhìn đạo thân ảnh khôi ngô nọ xuất hiện sau Tần Đông Tuyết thì sắc mặt của mọi người trong phòng hội nghị đều cuồng biến. Trong số đó, một ít thanh niên không biết được thân phận của người đến này thì trong lòng tỏ ra nghi hoặc người này là ai. Làm sao hắn lại dám ở đây mà nói ra những lời như vậy? Mà những người nhận ra người thanh niên này, thấy được miệng người thanh niên này nở ra nụ cười tà thì trong lòng liền vô cùng sợ hãi. Sợ hãi là bởi vì bọn hắn biết được thân phận của người thanh niên này. Diệp gia đại thiếu, Tiêu gia cuồng thiếu. Hắn là công tử ca cùng nổi danh với Diệp Tranh Vanh ở Tử Cấm Thành. Hắn cũng là người duy nhất trong đám công tử ca ở Tử Cấm Thành dám gọi nhịp với Diệp Tranh Vanh. Hắn họ Tiêu tên Cuồng, là thành viên đời thứ tư của Tiêu gia, là con của Tiêu Quân nhân vật đầu lĩnh trong quân đội của Tiêu gia. 2 năm trước, đám hoàn khố trong Yên Kinh đối với Diệp Tranh Vanh thì tỏ ra kính sợ, còn đối với Tiêu Cuồng thì tỏ ra sợ hãi. Hắn là một tên ăn chơi trác táng nhưng mà hắn chưa từng bị trừng phạt. Trong chuyện này, nguyên nhân là do thân phận của hắn nhưng mà càng quan trọng hơn là mỗi lần hắn dẫm lên người nào thì hắn cũng đều chiếm được lý lẽ. Không chiếm lý được thì tuyệt đối không bị dẫm lên, chiếm được lý thì đều chết cả. Hắn đem lý trong cuồng bày ra tinh tế. Bởi thế hắn cũng có một ngoại hiệu nổi tiếng là Tiêu Đại Ma Vương. Tiêu Đại Ma Vương không phải là bị gia gia của hắn ném vào bộ đội để rèn luyện rồi sao? Như thế nào mà lại xuất hiện ở nơi này? Một đám thành viên trong Hồng Kinh hội nhận ra được Tiêu Cuồng thì vẻ mặt trở nên nghi hoặc. Tên Diệp Tranh Vanh kia đã xong đời rồi, đám chó săn chúng mày còn ngồi đây muốn gây sức ép cái gì? Mau cút về nhà mà tắm rửa đi, đừng có ở chỗ này mà làm mất mặt. Mắt thấy mọi người trong này nhìn mình giống như là nhìn phải người ngoài hành tinh thì Tiêu Cuồng nở ra nụ cười ta, tuyệt không lưu lại mặt mũi cho đám người Hoàng Oanh. Ách! Bên tai vang lên lời nói nghiêu bức của Tiêu Cuồng thì những người không biết thân phận của Tiêu Cuồng thì đều cả kinh. Bọn hắn thật sự không tưởng tượng nổi, một người nghiêu bức như thế nào mới dám đến đây, nói ra những lời nghiêu bức như thế đối với người trong Hồng Kinh hội. Tiêu Cuồng, anh muốn làm gì? Mắt thấy mọi người không nhận Tiêu Cuồng thì vô cùng cả kinh, còn người nhận ra Tiêu Cuồng thì bị dọa đến không dám lên tiếng thì Hoàng Oanh biết nếu mình không ra mặt thì mặt mũi của Hồng Kinh hội sẽ mất đi cho nên nàng liền mở miệng, giọng nói bực mình hướng Tiêu Cuồng hỏi. Tiêu Cuồng. Nghe được cái tên này thì đám người không biết thân phận của Tiêu Cuồng liền tỉnh ngộ, mặc dù bọn hắn chưa gặp qua Tiêu Cuồng nhưng mà đối với đại danh của Tiêu Cuồng thì lại như sấm nổ bên tai. Con nhỏ. Ca ca đây muốn làm gì thì còn phải nói lại với cô sao? Tiêu Cuồng híp mắt cười, vẻ mặt khinh thường nhìn vào Hoàng Oanh, nói. Chẳng phải cô muốn lên giường với Diệp Tranh Vanh, mà tên kia thì không cứng được sao? Anh! Hoàng Oanh bị tức đến cả người run lên, lại không biết nên phản bác như thế nào. Con nhỏ, 5 năm trước khi gia gia của cô còn chưa lui thì anh của cô thấy ta ngay cả cái rắm đều không dám phóng một cái. Hiện giờ gia gia của cô đã lui xuống, mà cô tuy rằng đã đưa cái mảng kia cho Diệp Tranh Vanh nhưng mà ngay ở trong Diệp gia thì cô cũng không có thân phận gì cả. Ca ca đây thật sự rất tò mò, cô bằng cái gì mà dám cùng ca ca nói chuyện đây? Tiêu Cuồng nhìn vào Hoàng Oanh, vẻ mặt tỏ ra khinh thường. Lại nghe được lời vũ nhục của Tiêu Cuồng, tuy rằng Hoàng Oanh tức giận đến xanh mặt nhưng mà nàng cũng không có tư cách gì để nói chuyện với Tiêu Cuồng, vì thế nàng liền đem ánh mắt nhìn sang Tần Đông Tuyết, lạnh lùng nói. Tần Đông Tuyết, nơi này là hội sở tư nhân, các cô không phải là thành viên của Hồng Kinh hội, lại gióng trống khua chiêng đến nơi đây, điều này có chút không thích hợp. Nơi này đích thật là hội sở tư nhân, bất quá cũng không phải của Hồng Kinh hội. Tần Đông Tuyết thản nhiên nhìn Hoàng Oanh liếc mắt một cái. Sau này nó sẽ trở thành tổng bộ của Đông Hạ hội. Dầm! Lời nói của Tần Đông Tuyết giống như là quả bom, trực tiếp làm cho không ít người đứng lên. Ánh mắt mọi người đều tỏ ra khó tin nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Tần Đông Tuyết, cô đang nói đùa sao? Vệ Phong mở miệng, hắn cười lạnh nhìn vào Tần Đông Tuyết, nói.
Từ khi nào mà hội sở Hồng Kinh lại trở thành tổng bộ của Đông Hạ hội đây? Một ngày trước, toàn nhà này đã trở thành tài sản của Đông Hạ hội. Sắc mặt Tần Đông Tuyết tỏ ra bình tĩnh nhìn vào đám người Hoàng Oanh, không nóng không vội nói. Nếu các vị không tin thì có thể gọi điện hỏi Kim Ba. Kim Ba đem nơi này bán lại cho Đông Hạ hội rồi sao? Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết thì tất cả thành viên của Hồng Kinh hội đều đứng im như tượng, vẫn không nhúc nhích nhìn vào Tần Đông Tuyết, không có hé răng. Tụi mày tự giác cút đi hay là tao đem từng đứa chúng mày quăng ra ngoài? Mắt thấy đám người Hoàng Oanh cả kinh thì Tiêu Cuồng cười lạnh hỏi. Không trả lời, sắc mặt của thành viên Hồng Kinh hội đều tỏ ra khó coi. Bộp, bộp, im lặng trong phòng hội nghị vang lên tiếng bước chân, Tần Đông Tuyết mang theo mọi người đi vào phòng hội nghị. Trừ nàng và Tiêu Cuồng ra thì còn có thêm con của Bạch Quốc Du là Bạch Kiến Khôn, cháu của Trần Quốc Đào là Trần Chí Vĩ cùng một đám con em quyền quý khác. Một mảnh đông nghịt, có chút khí thế. Nếu có người muốn lưu lại thì cũng có thể. Tần Đông Tuyết lại mở miệng, cảm giác kia giống như nàng và Tiêu Cuồng đang hát đôi. Nàng hát chính là vai chính diện, còn Tiêu Cuồng chính là hát vai phản diện. T. Lại nghe Tần Đông Tuyết nói như thế thì toàn bộ thành viên của Hồng Kinh hội đều tức giận đến mức hít vào một hơi. Tần Đông Tuyết dẫn người chen ngang cuộc họp. Hơn nữa Tiêu Cuồng mở miệng ra thì liền mắng bọn hắn giống như là mắng như đứa cháu nhỏ vậy. Sau đó Tần Đông Tuyết lại nói cho bọn hắn biết hội sở này đã trở thành tổng bộ của Đông Hạ hội mà hiện tại Tần Đông Tuyết trắng trợn muốn đoạt người của Hồng Kinh hội. Đây cũng không phải là mất mặt mà là đem Hồng Kinh hội đá vào vực sau. Tần Đông Tuyết, Hồng Kinh hội đã thành lập nhiều năm, toàn bộ mọi thứ không phải Đông Hạ hội có thể so sánh được, cô muốn đào góc tường của Hồng Kinh hội, có cảm thấy có thể làm sao? Trong lòng hiểu được dụng ý của Tần Đông Tuyết, mặc dù Hoàng Oanh biết hôm nay Hồng Kinh hội sẽ gặp đả kích trầm trọng. Nàng cũng biết giờ phút này phỏng chừng có không ít thành viên của Hồng Kinh hội đang dao động vì muốn ổn định lòng quân mà nàng mở miệng lần nữa, muốn lấy ra ưu thế của Hồng Kinh hội. Cái gì mà toàn bộ mọi thứ? Tiêu Cuồng bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Con nhỏ, nếu như Hồng Kinh hội thật sự như cô nói thì Diệp Tranh Vanh có thể luân lạc đến tình cảnh như ngày hôm nay sao? Hoàng Oanh nghe vậy thì không phản bác được, mặc dù nàng có thanh danh vang dội trong đám hoàn khố ở Yên Kinh này, nhưng mà mỗi khi gặp Tiêu Cuồng thì nàng giống như là gặp phải khắc tinh vậy. Em gái Đông Tuyết, nếu như đám chó săn của Diệp Tranh Vanh không biết điều thì cũng không cần lưu lại mặt mũi cho bọn hắn, cứ đuổi bọn hắn ra là được. Mắt thấy Hoàng Oanh không dám mở miệng thì Tiêu Cuồng đề nghị với Tần Đông Tuyết. Tần Đông Tuyết không để ý đến đám thành viên Hồng Kinh hội đang sợ hãi Tiêu Cuồng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Chu Khiếu đang tỏ ra bất an và lo lắng, không nhẹ không nặng nói. Chu Khiếu, biểu hiện của cậu tốt lắm, những điều cậu làm đã biểu lộ sự trung tâm của mình với Đông Hạ hội, chúng ta nhất trí cho cậu gia nhập vào Đông Hạ hội. Bá! Tần Đông Tuyết vừa thốt lên xong, đám thành viên Hồng Kinh hội liền đem ánh mắt nhìn về phía Chu Khiếu, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ách! Nghe được Tần Đông Tuyết nói như thế. Thấy được lửa giận của đám thành viên Hồng Kinh hội, Chu Khiếu há miệng ra cố gắng giải thích cái gì nhưng mà lại không thể nói ra một chữ nào. Chuyện cho tới bây giờ thì hắn vô cùng rõ ràng, cho dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch vết như này. Tôi hỏi một lần nữa, có người nào nguyện ý lưu lại không? Không để cho Chu Khiếu có cơ hội mở miệng giải thích, ánh mắt Tần Đông Tuyết nhìn về bốn phía, mở miệng hỏi lần nữa. Tôi! Đồng Bân liền mở miệng. Một chữ tôi của hắn giống như là tiếng sấm nổ vang, làm cho toàn bộ đám người trong Hồng Kinh hội đều trợn mắt há hốc mồm. Không riêng gì bọn hắn mà một số thành viên của Đông Hạ hội cũng tỏ ra kinh ngạc. Tôi nguyện ý ở lại. Tôi cũng nguyện ý ở lại. Sau khi Đồng Bân tỏ thái độ thì không ít thành viên của Hồng Kinh hội cũng sôi nổi tỏ thái độ. Ta nhớ được mấy năm trước Đông Tuyết chỉ là một tiểu nha đầu điềm đạm nho nhã, như thế nào lại đột nhiên trở nên ác như vậy? Chẳng lẽ thật sự là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chịu ảnh hưởng của Bùi Đông Lai sao? Mắt thấy 7-8 thành viên Hồng Kinh hội muốn gia nhập Đông Hạ hội thì Tiêu Cuồng không nhịn được mà nhìn Tần Đông Tuyết, trong mắt hắn hiện lên vài phần bội phục, càng nhiều là vài phần chờ mong. Chờ mong lần đầu tiên gặp mặt Bùi Đông Lai. Đông Hải, trên chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ, Quý Hồng ngồi ở vị trí lái xe, thông qua kính phản quang thì thấy được Bùi Đông Lai ngồi ở phía sau. Lúc này Bùi Đông Lai đang chau mày, đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Hiện tại tình huống ngoại cảnh ra sao rồi?
Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai hướng Quý Hồng hỏi. Từ khi Bùi Thúc cùng với những cường giả trong top 10 giao chiến một trận thì trừ Giáo Hoàng và Long Vương Diệp Cô Thành không tham chiến ra thì những cường giả khác không có xuất hiện, các tổ chức lớn khác cũng không có ra mặt nói về chuyện này, tin tức này hẳn là chính xác, những cường giả kia đã bị thương nặng. Nghe được Bùi Đông Lai hỏi như thế thì vẻ mặt Quý Hồng tỏ ra nghiêm túc, trả lời. Ngoài ra, tuy rằng tin tức Bùi Thúc đã chết được truyền ra ngoài nhưng mà bởi vì có Diệp Cô Thành nên cái tổ chức lớn của quốc ngoại không dám đánh trống khua chiêng tiến vào quốc nội, bọn hắn chỉ âm thầm lén vào, nhân số không nhiều, hơn nữa đa phần bọn chúng đều có thân phận giả tạo. Bùi Đông Lai trầm mặc. Cá nhân tôi cho rằng, các tổ chức kia muốn đợi sau khi những thủ lĩnh của bọn hắn khôi phục thương thế thì mới gióng trống khua chiêng tiến vào. Quý Hồng nói xong thì nhịn không được mà hỏi. Có cần động thủ với bọn hắn không? Đó là việc phải làm nhưng không phải là hiện tại. Bùi Đông Lai hơi hơi nheo mắt lại, tinh quang trong mắt lóe lên. Hiện tại cứ để quân đội và cảnh sát đi đối phó với bọn hắn đi. Hả? Quý Hồng nghe vậy trong lòng vừa động, liền hiểu được ý tứ của Bùi Đông Lai. Vụ án ở Giang Lăng, Bùi Đông Lai đã đem Diệp Tranh vanh đá vào vực sâu, thù hận của hai nhà Bùi Diệp lại tăng thêm một bậc. Dưới tình hình như thế nếu như Bùi Đông Lai ra tay đối phó với những thế lực ngoại cảnh kia thì khó tránh sẽ bị Diệp gia nắm lấy nhược điểm, lúc đó Diệp gia sẽ khai đao với Bùi Đông Lai. Ngược lại, nếu như Bùi Đông Lai thờ ơ, trơ mắt nhìn cảnh sát và quân đội động thủ với những thế lực ngoại cảnh kia thì có rất nhiều chuyện cảnh sát và quân đội không thể làm tốt, mặt trên chỉ có thể dựa vào những quy tắc ngầm để phái người trong hắc đạo đi làm. Đến lúc đó thì Bùi Đông Lai liền trở nên danh chấn ngôn thuận mà hành động, Diệp gia cũng không làm được gì. Lão bản thân ái, vị hôn theo của cậu đã làm một trận thật đẹp. Sau đó, thấy được chân mày Bùi Đông Lai hơi giãn ra thì Quý Hồng liền trêu chọc. Nàng chẳng những kéo được Tiêu Đại Ma Vương cùng con của Bạch Quốc Du vào Đông Hạ Hội, hơn nữa còn lấy đi rất nhiều thành viên của Hồng Kinh Hội, đây quả thật là một vụ làm ăn có lời lớn a. Bùi Đông Lai gật đầu cười. Lão bản thân ái, Tần Đông Tuyết đã tặng cho cậu một Đông Hạ Hội, vậy tôi giúp cậu đánh Giang Sơn Đông Bắc nhé, như thế nào? Nghĩ đến hành động của Tần Đông Tuyết thì Quý Hồng có chút không phục. Ân. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, nghĩ đến ngày hôm đó trong điện thoại Quý Hồng có nói cho mình biết đây là cuộc chiến tranh của nữ nhân, cậu không biết. Bên tai quanh quẩn những lời ngày hôm đó, thì trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, mơ hồ đoán được cái gì, cũng không dám xác nhận, đành phải nói sang chuyện khác, hỏi. Tình hình Đông Bắc ra sao rồi? Sau vụ án Giang Lăng thì chẳng những cậu đem Diệp Tranh vanh đá vào vực sâu, Nạp Lan gia cũng lâm vào tuyệt cảnh, toàn bộ những thành viên trong hắc đạo của Nạp Lan gia đều bị bắt vào đại lao. Quý Hồng mỉm cười. Trước mắt, bởi vì hành động tảo hắc còn chưa kết thúc nên những thế lực đen ở trong nước không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi cho hành động này kết thúc thì chỉ dựa vào Nạp Lan Minh Châu kia thì muốn tiếp tục giữ những thứ kia của Nạp Lan gia kia là điều không thể nào. Cô tính sau khi hành động tảo hắc kết thúc thì sẽ ra tay sao? Bùi Đông Lai đoán được dụng ý của Quý Hồng. Quý Hồng không phủ nhận. Đúng, hiện tại ra tay thì quá mạo hiểm. Đến lúc đó cũng giống như vậy. Bùi Đông Lai như có suy nghĩ, nói. Trước đó bởi vì có nguyên nhân là Diệp cấm cho nên người của Diệp gia không có động vào cô nhưng mà hiện tại, tôi chẳng những đánh cho Diệp Thiên tàn phế hơn nữa còn làm cho con đường làm quan của Diệp Tranh vanh biến mất. Có thể nói Diệp gia vô cùng hận tôi, rất có thể đem lửa giận chút lên người của cô. Cậu còn không được. Mắt thấy Bùi Đông Lai nhắc đến Diệp cấm thì giọng nói của Quý Hồng trở nên lạnh như băng, làm cho người ta không rét mà run. Cậu yên tâm, nếu như Tần Đông Tuyết có thể làm cho cậu một việc hoàn mỹ như thế thì tôi cũng vậy. Bùi Đông Lai không hoài nghi lời nói của Quý Hồng, năng lực của Quý Hồng đã được chứng minh từ trước rồi. Hai tiếng sau. Bùi Đông Lai ngồi trong máy bay của tập đoàn Đông Hải đi đến Yên Kinh. Trước cửa sân bay, Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết đã đứng đây đợi từ lâu. Khi Bùi Đông Lai từ bên trong đi ra thì hai người Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na bước lên, một trái một phải theo sát bên cạnh Bùi Đông Lai. Lần này cậu làm rất tốt. Bùi Đông Lai mỉm cười nói với hai người. Toàn là công lao của Đông Tuyết, tớ chỉ là phụ giúp mà thôi. Ở Hạ Y Na xem ra thì luận về mưu trí và khả năng thì Tần Đông Tuyết cũng không thua gì Bùi Đông Lai. Y Na, cậu chớ quên, tài chính của Đông Hạ Hội có thể tốt như thế đều là do cậu ra mặt giải quyết, cậu không nên tự coi nhẹ mình. Tần Đông Tuyết cười cười.
Tớ đã thông báo cho toàn bộ thành viên của Đông Hạ hội buổi tối hôm nay 7 giờ sẽ tụ hội. Tiêu Cuồng biết cậu đã tới nay, vốn là muốn ra sân bay đón cậu nhưng mà nghe nói cậu đi thăm Tiêu Lão Thái gia thì hắn liền nói cho tớ biết, hắn ở chỗ Tiêu Lão Thái gia đợi cậu. Tớ đi gặp mặt Tiêu Lão Thái gia trước, sau đó cùng cậu về nhà thăm bác trai, bác gái. Bùi Đông Lai liền làm ra an bài, đối với người được xưng là Tiêu Đại Ma Vương thì hắn cũng rất hứng thú, hơn nữa Tiêu Lão Thái gia còn hai lần ra mặt giúp hắn, lại có quan hệ với gia gia của hắn nên nói về tình về lý thì cũng nên đi gặp mặt. Được. Tuy rằng người của Tần gia nhiều lần vì ích lợi mà làm ra những việc có lỗi với Bùi Đông Lai nhưng mà lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói cùng nàng về gặp cha mẹ thì trong lòng nàng liền vô cùng cảm động. Biệt thự số 1 Tây Sơn. Tiêu Cuồng mặc đồ huấn luyện của đại đội đặc chủng đứng ở trong biệt thự, vẻ mặt nghi hoặc hướng Tiêu Nam hỏi. Chị, trước kia Lão Thái gia không phải là dậy sớm hay sao? Như thế nào mà bây giờ đã là 10 giờ rồi mà người còn ngủ nữa? Không biết. Gần đây Lão Thái gia rất thích ngủ, mỗi ngày đều ngủ 15, 16 giờ. Đôi mi thanh tú của Tiêu Nam nhăn lại, vẻ mặt cũng không giải thích được. Tiêu Cuồng nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi. Chị, không phải là Lão Thái gia đã mắc bệnh đó chứ? Bốp! Tiêu Nam tức giận cho Tiêu Cuồng một cái tát, giáo huấn nói. Em đúng là mồm chó không mọc ngà voi, đang êm đang đẹp như thế này mà Lão Thái gia mắc bệnh cái gì, xem ra thì người mắc bệnh là em mới đúng. Không bệnh sao ngủ nhiều như vậy? Tuy rằng Tiêu Cuồng được xưng là Tiêu Đại Ma Vương nhưng mà quan hệ của thành viên đời thứ tư trong Tiêu gia cũng không tệ, cho nên sau khi Tiêu Phi mất đi thì Tiêu Cuồng lại càng quan tâm Tiêu Nam, hắn bị Tiêu Nam tát một cái cũng không tỏ ra buồn bực gì cả. Còn về phần em, hừ, em trai của chị hiện tại rất là lợi hại, bây giờ em đã là thành thiêm đao của đại đội đặc chủng rồi đó. Chị nói nơi này của em bị bệnh không nhẹ này. Tiêu Nam chỉ vào đầu của Tiêu Cuồng. Chị, không phải chị nói đến chuyện em gia nhập vào Đông Hạ hội đó chứ? Tiêu Cuồng tỉnh ngộ, trừng mắt nhìn Tiêu Nam. Cậu nói đi. Tiêu Nam bị hành động của Tiêu Cuồng chọc cười, dở khóc dở cười nói. Bởi vì em luôn gây họa cho nên Gia Gia mới bất đắc dĩ đem em đưa vào quân đội để tôi luyện, 2 năm không về, thế mà đột nhiên khi bước về thì em lại gia nhập vào Đông Hạ hội. Nếu để cho Gia Gia biết được thì không thưởng cho em 2 cái tát mới lạ. Chị cũng biết rằng em trai của chị từ nhỏ đến lớn đều không phục trời, không phục đất. Chỉ phục những người mạnh hơn em, phàm làm những người có thể làm được chuyện em không thể làm thì em đều bội phục. Tiêu Cuồng nghiêm mặt nói. Em cùng tên Diệp Tranh Vanh kia đã tranh đấu nhiều năm, tuy rằng chiếm không ít tiện nghi nhưng mà có thể nói phần thắng chưa bao giờ thuộc về một bên. Mà Bùi Đông Lai ở dưới tình huống bối cảnh không bằng em, thật sự đã khiến cho Diệp Tranh Vanh đầu rơi máu chảy. Ngoài ra, ở trong buổi thảo luận kinh tế và trong lần đại bỉ võ bộ đội đặc chủng cả nước thì hắn lại biểu hiện ra năng lực thần kỳ. Cùng với đó là chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm mà hắn có thể xưng bá cả Hắc đạo Trung Quốc. Nhân vật như vậy, nếu Tiêu Cuồng ta đây không kết giao thì có phải là một chuyện ăn năn nhất trong cuộc đời không? Khi gặp nhau thì cậu sẽ có cảm giác gặp lần đầu đã quen thân. Nghe được Tiêu Cuồng nói như thế, nghĩ đến việc Tiêu Cuồng từng sùng bái Tiêu Phi, trên người Bùi Đông Lai lại có hơi thở giống hệt Tiêu Phi thì Tiêu Nam khẽ thở dài. Tiểu Nam, Tiểu Cuồng, Bùi Đông Lai đã đến. Lúc này không đợi Tiêu Cuồng trả lời thì cảnh vệ viên của Tiêu gia Lão Thái gia đã đi tới. Đến rồi sao? Tiêu Cuồng nghe vậy thì liền không quan tâm đến thân phận cùng mặt mũi của Tiêu Đại Ma Vương mà giống như tiểu đệ nghênh đón đại ca vậy, chạy tung tăng ra đại việc. Dừng bước lại nhìn thấy một chiếc Audi A6 chạy đến. 30 giây sau, Bùi Đông Lai bước từ trong xe ra, đón nhận ánh mắt của Tiêu Cuồng. Ma Vương Diêm La gặp mặt, thiên hạ nổi gió. Hoàng Oanh vội vàng ngồi xuống, lay lay cánh tay của Diệp Tranh Vanh. Hội trưởng, ngài không sao chứ? Không trả lời, dường như Diệp Tranh Vanh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hội trưởng, thúc thúc của ngài đã đi rồi. Chúng ta nhất định phải rời khỏi đây nếu không Bùi Đông Lai sẽ động thủ đối với chúng ta. Hoàng Oanh lắc lắc cánh tay Diệp Tranh Vanh, nhắc nhở nói. Lộp bộp, nghe Hoàng Oanh nói như thế thì trong lòng Diệp Tranh Vanh chấn động, sau đó hắn từ từ lấy lại tinh thần, đôi mắt vô thần đã khôi phục lại vài phần thần thái. Đi, hắn nói một câu rồi sau đó tự mình đứng dậy rồi bước đi. Đối với hành động của Diệp Tranh Vanh thì Hoàng Oanh cũng không thấy kinh ngạc dù gì thì Diệp Tranh Vanh cũng chính là một người kiêu ngạo, tự phụ.
Hội trưởng, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sau khi lên xe thì Hoàng Oanh ngồi ở vị trí lái xe, nhớ tới ánh mắt đầy sát ý của Bùi Đông Lai thì vẻ lo lắng trong lòng tăng lên, nàng không nhịn được mà hỏi. Tuy rằng ám sát thất bại nhưng mà ta đã nghe tên nghiệt chủng kia mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu gia. Nhớ đến lời nói kia của Diệp Cấm thì Diệp Tranh Vanh dần dần tình thường trở lại. Hô! Nghe được Diệp Tranh Vanh nói thế thì Hoàng Oanh thở phào một hơi, ở nàng xem ra không có chỗ dựa là Tiêu gia thì mức độ nguy hiểm của Bùi Đông Lai cũng đã giảm đi. Đưa mắt nhìn xe Diệp Tranh Vanh rời đi thì Bùi Đông Lai cũng không còn tỏ ra lạnh lùng như trước nước, hắn đã tỏ ra bình thường trở lại. Trong nháy mắt vừa rồi thì thật sự hắn muốn giết chết đôi cẩu nam nữ Diệp Tranh Vanh và Hoàng Oanh kia nhưng mà có sự xuất hiện của Diệp Cô Thành nên hắn đã bỏ qua suy nghĩ này, đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn. Nếu làm như vậy thì tuy rằng hắn có thể chút giận nhưng mà cũng sẽ đẩy bản thân vào tuyệt cảnh. Bùi Đông Lai đi vào xe, lấy điện thoại lên thì thấy có mười mấy cuộc gọi lỡ, toàn bộ đều là của Hạ Y Na. Suy nghĩ một chút, Bùi Đông Lai bấm số của Hạ Y Na. Đầu bên kia điện thoại, lúc này Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết đang tỏ ra lo lắng cho Bùi Đông Lai. Thấy điện thoại rung lên thì Tần Đông Tuyết liền nói với Hạ Y Na. Là Đông Lai gọi đến. Phù! Hạ Y Na nghe vậy thì thở ra một hơi. Tần Đông Tuyết liền nghe máy, mở miệng hỏi trước. Như thế nào mà còn chưa về? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Có một việc cần phải xử lý, mọi người ăn cơm trước đi, tối nay tớ sẽ về. Bùi Đông Lai sợ Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na lo lắng cho nên không đem chuyện bị chặn giết nói cho Tần Đông Tuyết biết. Được. Mặc dù Tần Đông Tuyết có chút tò mò Bùi Đông Lai gặp chuyện gì nhưng thấy Bùi Đông Lai không nói đến thì nàng cũng không hỏi nhiều. Đông Tuyết, Đông Lai có làm sao không? Có phải là gặp phiền toái gì không? Mắt thấy Tần Đông Tuyết cúp máy thì Hạ Y Na vội vàng chạy đến hỏi. Tần Đông Tuyết để điện thoại di động xuống, nói. Cậu ta nói cần phải xử lý một số chuyện nên về muộn, nói chúng ta ăn trước. Không có việc gì là tốt rồi. Hạ Y Na hoàn toàn yên lòng, sau đó nói. Đông Tuyết, tớ vẫn chưa đói, không muốn ăn cơm, cậu ăn trước đi. Chờ hắn về rồi cùng ăn. Tần Đông Tuyết cười khổ, nàng và Hạ Y Na đều không có tâm tư dùng cơm. Ừ. Hạ Y Na gật đầu. Cùng lúc đó. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ một chút rồi bấm một số. Ngài khỏe chứ, ở khu nhà giàu Côn Ngọc Hà có người chết. Cậu nói cái gì? Ở khu nhà giàu Côn Ngọc Hà có người chết. Cậu xác định sao, nếu cậu nói sai thì cậu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi nói ở khu nhà giàu Côn Ngọc Hà có người chết. Bùi Đông Lai nhíu mày, dứt khoát nói ra chân tướng, sau đó không đợi đối phương trả lời. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó bấm số gọi cho Lôi Đại Bằng, người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Yên Kinh, phân phó vài việc rồi cúp máy. 10 phút sau, cảnh sát của Yên Kinh đã lái xe đến trước cổng của khu nhà giàu Côn Ngọc Hà. Vừa rồi có người gọi điện thoại báo nơi này có người chết. Một gã cảnh sát nhảy xuống xe, hướng tên bảo vệ hỏi. Có chuyện này không? Không biết à. Tên bảo vệ này vừa rồi đang cầm điện thoại chơi game. Hoàn toàn không nhìn vào màn hình theo dõi. Cảnh sát nghe vậy thì nhướng mày. Bảo vệ không biết tình hình, chúng ta đi vào xem thử, nếu như có người chết thì nhất định là có động tĩnh. Tên cảnh sát trở lại xe rồi hướng về ba tên cảnh sát khác, nói. Ba tên cảnh sát kia đồng ý, sau đó lái xe đi vào. Trên con đường, Bùi Đông Lai ngậm một điếu thuốc, dựa vào cửa xe, thấy được xe cảnh sát đến thì lập tức vứt đi điếu thuốc rồi bước lên. Chặn xe cảnh sát lại. Cậu làm gì đó? Tên cảnh sát lái xe liền giẫm phanh lại, vươn đầu ra khỏi cửa xe, có chút không vui hướng về phía Bùi Đông Lai. Vừa rồi là tôi báo cảnh sát. Trong lòng Bùi Đông Lai thở dài, chỉ bằng những tên cảnh sát bình thường này mà muốn đối phó với thế lực nước ngoài thì thật sự chính là việc nói mớ. Hả? Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì bốn tên cảnh sát kia sừng sốt. Cậu nói vừa rồi cậu là người báo cảnh sát. Rất nhanh, bốn gã cảnh sát liền lấy lại tinh thần, vội vàng xuống xe, trong tay cầm côn điện, bộ dáng như lâm đại địch. Người chết ở đây. Bùi Đông Lai chỉ lãnh vô cực nằm chết cách đó không xa, nói. Hắn muốn giết tôi, tội bất đắc dĩ mới phản kháng, một quyền đánh chết hắn. Một quyền đánh chết người. Nhìn lãnh vô cực nằm dưới đất,
Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì đồng tử của bốn gã cảnh sát liền phóng đại, ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai mang theo vài phần quái dị. Quá trình cụ thể thì các vị có thể xem băng ghi hình. Bùi Đông Lai nghiêm mặt, nói. Các vị có thể thông qua băng ghi hình để xem lời nói của tôi là thật hay giả. Cậu là ai? Một gã cảnh sát nhìn không được hỏi. Chủ tịch tập đoàn Đông Hải, Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai trầm giọng, nói. Người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Yên Kinh đang cùng luật sư tới đây, tôi sẽ phối hợp với các vị. Ách, nghe được cái tên tập đoàn Đông Hải thì bốn gã cảnh sát cả kinh trợn tròn trong mắt. Sau đó, gã cảnh sát lớn tuổi vội vàng lấy điện thoại ra, rồi gọi. Sở trưởng, tại tiểu khu Côn Ngọc Hà có người bị đánh chết, hung thủ là chủ tịch tập đoàn Đông Hải. Hung thủ là ai? Đầu bên kia điện thoại, sở trưởng nghe vậy thì cả kinh. Trực tiếp từ ghế làm việc đứng lên. Chủ tịch tập đoàn Đông Hải, Bùi Đông Lai. Tên cảnh sát kia liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Hắn nói có người muốn giết hắn, bị hắn một quyền đánh chết. Ách, giống như bốn gã cảnh sát kia, sở trưởng nghe xong cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sau đó hắn lấy lại tinh thần, hơi lộ ra khẩn trương, hỏi. Tình hình hiện tại ra sao rồi? Hiện tại hắn đang ở đây. Chúng tôi đã gọi cho pháp y để pháp y đến khám tử thi. Bảo vệ tốt hiện trường, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sở trưởng liền an bài. Mặt khác, ngàn vạn lần không nên làm gì đối với hắn, nhớ lấy. Đô, thấy sở trưởng cúp máy thì tên cảnh sát kia đi đến Bùi Đông Lai, nói. Cấp trên yêu cầu chúng tôi bảo vệ tốt hiện trường, sau đó sẽ có người đến đây, trước khi có người đến đây thì xin cậu hãy phối hợp với chúng tôi. Được. Bùi Đông Lai gật đầu đáp ứng, sau đó lấy thuốc lá ra mời bốn gã cảnh sát kia. Bốn gã cảnh sát kia liền lắc đầu, Bùi Đông Lai thấy vậy thì cũng không nói gì mà rút ra một điếu, châm lửa, rồi hút, tinh quang trong mắt lóe lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nửa giờ sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát liền chạy vào đây. Khi xe dừng lại, nhóm pháp y là người đầu tiên xuống xe rồi hướng thi thể của Lãnh Vô Cực đi đến. Trong xe của đại đội hình ảnh có một nam nhân trung niên đi ra, hướng về phía Bùi Đông Lai đi tới. Chào cậu Bùi tiên sinh, tôi là Kiều Quân, trưởng cục công an khu 20. Thái độ của Kiều Quân khi nói chuyện thì tỏ ra vô cùng khách khí. Ngài khỏe chứ, Kiều cục trưởng, sự việc thì tôi đã nói lại với thủ hạ của ngài rồi nếu ngài muốn biết thì cứ hỏi thủ hạ của mình, tôi sẽ không lặp lại. Bùi Đông Lai hành văn gãy gọn, nói. Có chỗ nào cần phối hợp thì ngài cứ mở miệng. Nghe được Bùi Đông Lai gọi mình là ngài thì sắc mặt Kiều Quân hơi kinh ngạc, sau đó lấy lại bình tĩnh, nói. Bùi tiên sinh, mời ngài hãy cùng chúng tôi đi nhìn qua băng ghi hình một chút. Được. Bùi Đông Lai gật gật đầu sau đó đi vào chiếc Audi của Kiều Quân. Rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát đã chạy ra cửa tiểu khu, tên đội trưởng cảnh sát hình sự bước xuống xe, lạnh giọng hướng về tên bảo vệ, nói. Trong tiểu khu có người chết mà các người cũng không biết, bảo vệ ở đây là như thế đó à? Đã tìm được băng ghi hình chưa? Tìm được rồi. Đi thôi, Bùi tiên sinh. Kiều Quân ý bảo một chút, dẫn đầu đi vào phòng an ninh, chân mày của hắn nhíu lại, ở hắn xem ra thì việc này có giống với lời nói của Bùi Đông Lai hay không thì lấy thân phận cả Bùi Đông Lai thì chuyện này sẽ rất khó giải quyết. Mắt thấy Kiều Quân cùng Bùi Đông Lai và mấy tên cảnh sát kia vào phòng an ninh thì mấy tên bảo vệ cũng không dám lãnh đạm, hắn vội vàng mở băng ghi hình ra. Trên màn hình máy tính liền xuất hiện hình ảnh Bùi Đông Lai dừng xe cúi đầu, cùng Lãnh Vô Cực từ trong xe đi ra. Hả? Thấy cảnh tượng như thế thì đám người Kiều Quân mở to mắt ra. Bởi vì, trên màn hình, trong lúc động thủ thì bọn hắn không thể thấy được thân ảnh của Bùi Đông Lai hay là Lãnh Vô Cực. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ thấy được có hai đạo nhân ảnh chớp động. Hắn là đại đệ tử phái Võ Đang, tên là Lãnh Vô Cực. Công phu của hắn rất xuất sắc, là một cao thủ dùng kiếm, tôi bị hắn đánh cho không có năng lực hoàn thủ, chỉ có thể trốn tránh. Thấy vẻ cả kinh của đám người Kiều Quân thì Bùi Đông Lai giải thích. Bùi Đông Lai nói xong, trên màn hình liền hiện ra cảnh Bùi Đông Lai ngã xuống đất. Nếu Bùi Đông Lai đánh được không hề có lực hoàn thủ thì làm sao lại có thể giết được Lãnh Vô Cực? Kiều Quân thầm nghĩ, sau đó hắn nhìn sang Bùi Đông Lai một cái thì thấy Bùi Đông Lai không nói gì nữa. Sau đó, một kiếm của hắn chém vào bàn đá, hắn muốn một trưởng chụp chết tôi,
tôi rơi vào đường cùng nên mới đành cùng hắn giao thủ. Mắt thấy trong màn hình hiện ra cảnh Lãnh Vô Cực chém vào bàn đá thì Bùi Đông Lai lại giải thích. Ách! Bùi Đông Lai vừa nói xong thì đám người Kiều Quân trừng mắt, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả táo. Bọn hắn rõ ràng thấy được, trong màn hình xuất hiện máu tươi sau đó cả người Lãnh Vô Cực giống như là đạn pháo oanh ra ngoài, bay ngược về sau 10 mét, hung hăng đập vào một thân cây. Một quyền đánh người ta bay ra 10 mét. T. Thấy một màn này thì đám người Kiêu Quân hít sâu một hơi, bọn hắn liền cảm thấy sợ hãi, không dám nhúc nhích. Hắn làm sao lại làm được như vậy? Trong lòng Kiều Quân tràn ngập nghi hoặc, không trả lời. Sự im lặng trong phòng làm cho người ta sởn tóc gáy. Theo bản năng Dixie liền đưa tay để trước người, cố gắng ngăn một đòn này của Bùi Đông Lai. Trưởng khắc quyền. Nhưng đối với Bùi Đông Lai vô dụng. Bốp! Tiếng vang giòn vang lên, một quyền Bùi Đông Lai đánh vào song trưởng Dixie. Cùng lúc đó, kinh lực bên trong hữu quyền Bùi Đông Lai bùng nổ, toàn bộ đánh vào song trưởng Dixie. Cổ lực lượng kia giống như là thủy triều, liên miên không dứt. Càng giống như là một lưỡi đao sắc bén, không gì không phá được, thế không thể đỡ. Kinh lực bùng nổ, cả người Dixie giống như là bị một chiếc xe đang chạy tốc độ nhanh đâm vào, trực tiếp văng ra ngoài. Phốc! Hai tay Dixie run lên, hổ khẩu vỡ ra, máu tươi phun ra, hơi thở trong cơ thể hỗn loạn, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị tổn hại, thân hình run lên, một ngụm máu tươi trào ra. Cảm thấy được máu tươi trong yết hầu dâng lên thì vì muốn bảo vệ lòng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình mà Dixie đã cố gắng nuốt xuống, kết quả lục phủ ngũ tạng lại càng bị tổn thương. Một chiêu. Bùi Đông Lai chỉ dùng một chiêu liền phá phòng ngự tuyệt đối của Dixie. Tại sao hắn lại mạnh như thế? Phòng ngự tuyệt đối bị phá, cả người bị thương nên sắc mặt Dixie trở nên trắng bệch, trừng to mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn vào Bùi Đông Lai. Ở hắn xem ra. Uy lực một chiêu vừa rồi của Bùi Đông Lai hoàn toàn không thua gì công kích của cường giả cương kính đỉnh phong. Nếu không phải hắn dùng phòng ngự tuyệt đối để ngăn lại thì hắn sớm đã mất mạng. Khiếp sợ rất nhiều, Dixie vội vàng ổn định cơ thể, phần eo phát lực làm cho bản thân mình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đây là vũ kỹ gì? Sau khi hạ xuống, Dixie liền mở miệng hỏi. Vũ kỹ gì? Một quyền này là tao giúp Tiêu đại ca. Bùi Đông Lai hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, khi nói chuyện hắn bước đi về phía Dixie. Bịch, bịch, bịch. Mỗi bước chân Bùi Đông Lai bước đi đều để lại những dấu chân dưới mặt đất, phát lên những tiếng vang. Lộp bộp. Thấy được khí thế uy mãnh như thế của Bùi Đông Lai thì trong lòng Dixie run lên, hắn không có suy nghĩ tại sao Bùi Đông Lai lại mạnh như thế mà là hắn đang tính toán nên làm gì bây giờ. Bởi vì hắn biết hắn căn bản không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai. Điều này đã làm phần kiêu ngạo trong lòng Dixie biến mất, hắn không tiếp tục công kích Bùi Đông Lai nữa là liền chạy về phía chỗ nút khởi động phóng đầu đạn hạt nhân. Cho tới bây giờ hắn biết muốn giết chết Bùi Đông Lai chỉ có một biện pháp đó chính là khởi động nút kia. Tao nói rồi, tao có thể dễ dàng ngăn cản mày khởi động hệ thống phòng ngự mà. Thân mình Bùi Đông Lai nhoáng lên một cái, cả người giống như một tia chớp xuất hiện trước người Dixie, ngăn cản đường đi của Dixie. Dixie biến sắc. Không có để ý đến thương thế trong người mà liền thuận tay chém ra. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy cánh tay của Bùi Đông Lai đột nhiên vung lên, tát vào mặt Dixie. Mặc dù một tát này Bùi Đông Lai không dùng miểu sát nhưng lực lượng lại rất lớn. Dixie thấy vậy thì cố gắng trốn tránh nhưng cũng không còn kịp nữa rồi. Bốp, tiếng vang giòn truyền ra, một tát của Bùi Đông Lai đã quất thẳng vào mặt Dixie. Lực lượng khủng bố làm văng Dixie bay ra ngoài. Mọt bên mặt Dixie liền lõm vào, huyết nhục mơ hồ, đồng thời mở miệng phun ra một ngụm máu, mấy cái răng xen lẫn trong máu tươi. Bốp! Cả người Dixie hung hăng nện vào vách tường rồi ngã xuống đất. Một tát này là vì nữ nhân của tao. Mắt thấy Dixie ngã xuống đất thì bước chân Bùi Đông Lai cũng không dừng lại mà tiếp tục bước về phía Dixie. Hô! Hô! Thấy Bùi Đông Lai đang tiến về phía mình thì Dixie cũng không có phản kháng lại nữa, hắn biết mọi hành động đều là vô ích, ánh mắt hắn giống như lệ quỷ nhìn chằm chằm vào BLD, giọng nói khàn khàn. Mày dùng vũ kỹ gì? Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà mày lại trở nên mạnh như thế? Tại sao? Trả lời Dixie chính là một cước. Bùi Đông Lai liền hung hăng đạp một phát vào người Dixie.
Rắc. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, cả người Dixie liền run rẩy. Sau đó, Bùi Đông Lai khẽ để chân đến trước mặt Dixie, dường như Dixie đã nhận ra cái gì nhưng mà không đợi hắn né tránh thì bàn chân của Bùi Đông Lai đã dẫm vào trên mặt của hắn. Hô, hô, một cỗ sỉ nhục tràn đầy nội tâm Dixie, làm cho hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng mà không đợi hắn mở miệng chửi mắng cái gì thì bàn chân của Bùi Đông Lai đã dẫm vào miệng của hắn làm cho hắn thở những tiếng chó. Bùi Đông Lai thấy thế thì bỏ chân ra rồi lấy tay xách Dixie lên, tay phải nắm lấy cổ Dixie rồi dí hắn sát vào tường. Chỉ bằng mày mà muốn hủy diệt cả Trung Quốc sao? Bùi Đông Lai nhìn vào khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của Dixie, giọng nói lạnh lùng. Tao đã hứa với Tiêu đại ca, tao sẽ hủy diệt toàn bộ thần võng trên thế giới, hơn nữa còn lấy đầu của tứ đại thần chi tử cùng với thần chi nữ để đi tế điện cho anh ấy. Hắn là ai? Nghe được Bùi Đông Lai nói những lời này thì Dixie liền trừng to hai mắt, tỏ ra khó hiểu nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn muốn biết người nào có thể làm cho Bùi Đông Lai không tiếc hết thảy đại giới hủy diệt thần võng. Rắc! Đáp lại Dixie là tiếng xương gãy, cổ của hắn đã bị Bùi Đông Lai bóp nát. Máu tươi trên mặt Dixie phun ra, ánh mắt của hắn trợn tròn nhìn vào Bùi Đông Lai, chết không nhắm mắt. Cảm giác kia giống như tất cả chuyện này đối với hắn là một cơn ác mộng. Ngay sau đó, thi thể không đầu của Dixie liền ngã xuống đất, còn Bùi Đông Lai mang theo đầu của Dixie đến bàn điều khiển, hắn liền hủy bỏ hệ thống phòng ngự sau đó liền bấm vào nút mở cửa ra. Cánh cửa từ từ mở ra, ba người Diệp Cô Thành, Giáo Hoàng cùng Long Bồ Tổ để đi vào thì thấy Bùi Đông Lai mang theo đầu của Dixie, bọn họ vốn là ngẩn ra sau đó âm thầm thở phào một hơi. Bởi vì bọn họ biết được Dixie đã bị giết, toàn bộ mọi nguy cơ đã bị loại bỏ. Nhưng mà bọn họ không biết. Bùi Đông Lai đã trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng đã thực hiện được lời hứa. Hắn đã gom đủ bốn đầu người. Mắt thấy Bùi Đông Lai từ trong xe đi ra thì Tiêu Cuồng nở ra nụ cười tà mị, chủ động chào hỏi nói. Bùi Đông Lai, cậu là Tiêu Cuồng. Đúng là tôi. Tiêu Cuồng đi về phía Bùi Đông Lai, nói. Đại danh của cậu thì tôi đã nghe qua như sấm nổ bên tai, đã sớm muốn gặp cậu nhưng không có cơ hội. Hôm nay nhất định chúng ta phải uống vài chén mới được. Không thành vấn đề. Hả? Đột nhiên, bước chân của Tiêu Cuồng dừng lại. Dưới ánh mặt trời, nụ cười trên mặt Tiêu Cuồng đọng lại, hắn trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào BDL, trên mặt tràn ngập nổi không thể tưởng tượng. Dường như giờ phút này Bùi Đông Lai đối với hắn mà nói thì vô cùng xa lạ. Thấy được vẻ khác thường của Tiêu Cuồng thì Bùi Đông Lai ngẩn ra. Sau đó thì hắn hiểu được sở dĩ Tiêu Cuồng thất thố như vậy là bởi vì bản thân hắn đã dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, nên hơi thở trên người của hắn cũng giống với Tiêu Phi. Ách ực! Giống như xác định suy đoán của Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng mang theo vài phần thương cảm, cười khổ. Lúc nãy, chị Tiêu Nam nói khi tôi gặp cậu thì có cảm giác mới gặp đã cân thì tôi còn không có nghĩ nhiều như vậy, bây giờ gặp được cậu thì tôi lại hiểu được dụng ý đó, khí tức trên người của cậu thật sự rất giống với anh Tiêu Phi. Giống đến nổi tôi suýt nữa ngộ nhận là do anh ấy tá thi hoàn hồn nữa đó. Tá thi hồn hoàn. Trong lòng Bùi Đông Lai cười khổ không thôi, tự ý nào mà nói thì quả thật cũng giống như vậy. Tôi từng gặp Tiêu đại ca vài phần, anh ấy dạy cho tôi không ít kỹ năng nên được cho là sư phụ của tôi. Bùi Đông Lai liền nói dối. Thì ra là thế. Tiêu Cuồng tỉnh ngộ sau đó liền minh cái gì rồi hỏi. Trong lần đại bỉ võ bộ đội đặc chủng cả nước thì cậu đã giành chức quán quân ở hạng mục xạ kích và cách đấu, hơn nữa trong hạng mục thi đấu đoàn thể thì cậu đã dùng phương thức linh vong để dẫn dắt tiểu đội đặc chiến Đằng Long tiêu diệt đội dự bị Long Nha. Nếu như tôi không đoán sai thì kỹ năng tác chiến cá nhân là do anh Tiêu Phi dạy cho cậu. Ừ, Bùi Đông Lai gật đầu không có phủ nhận điểm này. Chẳng trách lão thái gia lại nhiều lần ra mặt cho cậu như vậy, trước đây anh Tiêu Phi chính là người mà lão nhân gia coi trọng. Tiêu Cuồng cười khổ nói, tuy rằng hắn rất được Tiêu Nguyên Thanh và Tiêu gia lão thái gia yêu thương, nhưng bởi vì hắn thường xuyên gây ra chuyện thị phi cho nên không được hai lão nhân coi trọng, ngược lại thì Tiêu Phi chính là người mà hai lão nhân kia ký thác kỳ vọng. Lão nhân gia đâu rồi? Bùi Đông Lai không có giải thích chuyện Tiêu gia lão thái gia ra mặt cho mình mà chuyển sang nói chuyện khác. Ở trong, Tiêu Cuồng nói sau đó có chút khó hiểu, nói. Bất quá vẫn chưa rời giường. Lão nhân gia không có bị bệnh đó chứ? Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, tràn đầy lo lắng mà hỏi.
Tôi cũng nghĩ đến bị bệnh bất quá chị Tiêu Nam lại nói không có sao. Tiêu Cuồng buồn bực gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn khổ nói. Cũng không biết chuyện gì nữa. Bùi Đông Lai nghe vậy, cũng là không hiểu ra sao. Chị Tiêu Nam ở trong sân, chúng ta vào đi, cậu hỏi chị ấy một chút, chị ta là bác sĩ nên cũng biết được. Tiêu Cuồng thấy Bùi Đông Lai trầm mặc thì ý bảo Bùi Đông Lai đi vào trong rồi tiếp tục nói chuyện. Bùi Đông Lai gật đầu, cùng Tiêu Cuồng đi vào. Trong sân, Tiêu Nam đang cùng trò chuyện với Tiêu gia lão thái gia, thấy Bùi Đông Lai và Tiêu Cuồng đi vào thì ngừng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Tiêu tỷ, Bùi Đông Lai mở miệng chào hỏi Tiêu Nam. Đến đây, Đông Lai. Nghe Bùi Đông Lai chào hỏi mình thì Tiêu Nam cười đáp. Lão nhân gia không sao chứ? Bùi Đông Lai mang theo vài phần lo lắng mà hỏi. Tiêu Nam cười lắc lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là gần đây ngủ nhiều hơn một chút mà thôi. Nghe được Tiêu Nam nói như thế thì Bùi Đông Lai thở nhẹ. Tiểu Nam, lão thủ trưởng tỉnh rồi, nói để cho mọi người đi vào. Sau đó, cảnh vệ viên của Tiêu gia lão thái gia đứng ở trước cửa biệt thự, nói. Vâng. Tiêu Nam lên tiếng trả lời cảnh vệ viên của Ti Gua lão thái gia, sau đó nhìn Bùi Đông Lai và Tiêu Cuồng rồi nói. Chúng ta vào thôi. Sau khi đi vào trong biệt thự thì ba người thấy Tiêu gia lão thái gia đang mặc bộ đồ ngủ, được cảnh vệ viên dìu từ tầng 2 đi xuống. Lão thái gia. Lão thủ trưởng. Mắt thấy Tiêu gia lão thái gia từ trên lầu đi xuống thì ba người Bùi Đông Lai liền chào hỏi. Trong đó hai chân Bùi Đông Lai khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, cúi chào Tiêu gia lão thái gia. Mà bộ dạng của Tiêu Nam cùng Tiêu Cuồng thì tùy ý. Đông Lai, đều là người nhà, không cần khách khí như vậy. Tiêu gia lão thái gia cười cười. Ta và gia gia của cậu là người cùng thế hệ, sau này cậu cứ kêu ta là gia gia đi. Gia gia. Tiêu Nam và Tiêu Cuồng nghe vậy thì liền tỏ ra khiếp sợ nhìn về phía Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như đang hỏi chuyện gì thế. Lão thái gia, cháu mới vừa tính toán kết bái huynh đệ với Đông Lai, người để cho cậu ta kêu người là gia gia, chẳng phải cháu phải gọi hắn là thúc thúc sao? Sau đó, Tiêu Cuồng tỏ ra buồn bực, hướng Tiêu gia lão thái gia hỏi. Luận về vai vế thì cháu phải gọi là như thế. Tiêu gia lão thái gia tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cuồng. Trầm giọng hỏi. Tiểu tử, không phải cháu đang đi bộ đội sao? Tại sao lại trở về rồi? Lão thái gia, ở trong đó thì cháu nhớ người cho nên mỗi đêm xuống đều mất ngủ, rơi vào đường cùng, cháu chỉ có thể xin phép cấp trên để có thể trở về thăm lão nhân gia người. Mắt thấy sắc mặt Tiêu gia lão thái gia tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thì Tiêu Cuồng không biết xấu hổ liền tiến lên ôm lấy cổ Tiêu gia lão thái gia. Tiểu tử, cháu. Tiêu gia lão thái gia dở khóc dở cười, tuy rằng trước đây Tiêu Cuồng là người hay gây chuyện nhưng mà nó cũng là bảo bối của hắn và Tiêu Nguyên Thanh. Lão thái gia, người đừng nghe nó nói bậy, nó không chịu nổi tịch mịch nên mới trốn về đó. Thấy được Tiêu Cuồng giống như đứa bé ôm lấy Tiêu gia lão thái gia thì Tiêu Nam liền vạch trần lời nói dối của Tiêu Cuồng. Trời đất chứng giám a, cháu quả thật là nhớ đến lão nhân gia mà. Tiêu Cuồng âm thầm trừng mắt liếc Tiêu Nam một cái. Giống như đứa trẻ làm nũng, nói. Đương nhiên, lần này cháu về là cũng muốn làm quen với Bùi Đông Lai một chút. Biểu hiện của Đông Lai ở lần đại bị võ bộ đội đặc chủng cả nước thì cháu đã nghe nói qua chưa? Sắc mặt Tiêu gia lão thái gia tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Đã nghe qua, quả thật là rất có phong cách. Tiêu Cuồng gật đầu giống như con gà mổ thóc. Sau này hãy đi theo Đông Lai học tập một chút, không nên cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Tiêu gia lão thái gia tức giận tát một cái vào Tiêu Cuồng, sau đó nói. Tháng 7 này Đông Lai sẽ dẫn dắt bộ đội đặc chủng đến Nga để tham gia giải đại bị võ bộ đội đặc chủng toàn cầu, đến lúc nó nếu như cháu làm mất mặt thì đừng nên trở lại làm gì. Lão thái gia, cháu quả thật là yêu người chết mất, hôn một cái nhé. Tiêu Cuồng nghe vậy thì mừng rỡ, làm ra bộ dạng muốn hôn Tiêu gia lão thái gia. Bốp! Tiêu gia lão thái gia lại cho Tiêu Cuồng một cái tát. Cười mắng. Cút qua một bên. Xin thủ trưởng yên tâm, trung úy Tiêu Cuồng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, vì sự vinh quang của đất nước mà đánh cho đám người nước ngoài ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Tiêu Cuồng giả vờ cúi đầu lĩnh mệnh, điều này làm cho Tiêu gia lão thái gia dở khóc dở cười, còn Tiêu Nam thì cũng đã sớm thích ứng rồi cho nên không cảm thấy kỳ quái, mà Bùi Đông Lai thì một trận không nói gì. Tiêu Cuồng,
em chính là phá quân tinh trong vận mệnh sát phá lang, được vinh dự mang danh đại tướng quân tung hoành thiên hạ, vậy mà bộ dạng bây giờ của em lại như thế. Tiêu Nam khinh bỉ nói. Chị Tiêu Nam, lời ấy sai rồi. Tiêu Cuồng bĩu môi, nói. Trong mạng lý thì thất sát phá quân thâm lang tập hợp lại thì mới xuất hiện cách cục sát phá lang, đến lúc đó, em trai của chị mới lộ ra bộ mặt thật của một đại tướng quân. Vậy sao? Tiêu Nam cười, nhìn vào Bùi Đông Lai. Theo chị được biết thì Đông Lai đã trở thành thất sát, hiện giờ em cùng Đông Lai đã gặp nhau. Ách! Nghe được Tiêu Nam nói thế thì không riêng gì Tiêu Cuồng mà Bùi Đông Lai cũng cảm thấy sửng sờ. Tôi là thất sát sao? Ừ, thất sát, người đảo loạn thế giới. Tiêu Nam gật đầu. Một đầu Bùi Đông Lai hắc tuyết, hắn là một người điển hình của chủ nghĩa vô thần, tự nhiên lại bị người ta gán cái mác này. Xem ra cũng đến lúc đại tướng quân ta đây tung hoành thiên hạ a. Tiêu Cuồng hưng phấn vỗ ngực nói. Tiêu gia lão thái gia đứng ở một bên, như có suy nghĩ gì, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Hàng Hồ, Thanh Long Sơn Trang, trong thư phòng một biệt thự. Một lão nhân đầu hơi bạc, một thân y phục đời đường ngồi ở trên ghế thái sư, trong tay vuốt vuốt hai viên ngọc thạch, một tên thanh niên có làn da trắng, hai mắt hẹp dài, mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn đi vào thư phòng, cung kính hướng về phía lão nhân mà hành lễ. Ra ra, Tiểu Hồ, cháu biết sau khi từ Mỹ về là làm gì không? Lão nhân hỏi, trên người lại toát ra một cỗ sát khí làm cho thanh niên trước mặt cảm thấy áp lực. Áp lực rất nhiều, thanh niên họ Tịch tên Hồ ngẩng đầu nhìn vào lão nhân. Gia Gia muốn giới thiệu cho cháu làm quen với Bùi Đông Lai, hành động của hắn đã làm cháu vô cùng hứng thú, hiện giờ cháu cũng không có làm gì cho nên. Vẫn chưa đến lúc, lão nhân nghe vậy thì không đợi Tịch Hồ nói xong đã cắt ngang, lắc đầu. Cháu đây nghe theo lời an bài của Gia Gia. Tịch Hồ cung kính trả lời một câu, theo sau do dự một chút, nhịn không được hỏi. Gia Gia, trong mệnh lý có nói thất sát phá quân tham lang gặp nhau, thiên hạ đổi chủ, không thể nghịch chuyển, rốt cuộc là thật là giả. Trước kia ta không tin vào vận mệnh nhưng hiện tại thì đã tin. Lão nhân đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài, thì thào tự nói. Vũ phu a à, vũ phu, ông lấy thiên hạ làm bàn cờ, bày ra thế cục sát phá lang này, có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Bởi vì sau khi tin tức Bùi Vũ Phu được truyền ra thì mặc dù Tần gia không có khinh thường, lạnh nhạt đối với Bùi Đông Lai nhưng mà thái độ lại trực tiếp biến hỏa, điều này đã làm cho Tần Đông Tuyết rời khỏi Tần gia, còn chuyển tới học tại trường Đại học Đông Hải. Ở trong đoạn thời gian thì trừ lần Tần Tranh gọi điện cho Tần Đông Tuyết để hỏi quan hệ giữa Bùi Đông Lai và Tiêu Gia Gia thì cả Tần gia cũng không có người nào gọi điện cho Tần Đông Tuyết cả. Giữa trưa, khi Tiếu Ái Linh nhận được điện thoại của Tần Đông Tuyết, biết được chiều nay Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai đến nhà thì nàng trực tiếp bỏ qua cuộc hội nghị quan trọng kia liền một mình chạy đến siêu thị để mua thức ăn, tính toán về nấu bữa cơm. Không riêng gì nàng, mà sau khi Tần Tranh nghe được tin này cũng trở về nhà sớm. Lúc hoàng hôn, trong biệt thự, Tần Tranh thì đang cầm một điếu thuốc lá còn Tiếu Ái Linh thì đang ở trong bếp. Nếu không thì ông hãy gọi cho Đông Tuyết, hỏi thử khi nào bọn nó về. Tiếu Ái Linh buộc tạp dề từ phòng bếp đi ra, hướng Tần Tranh nói. Ừ, Tần Tranh nghe vậy thì nhìn chuẩn bị gọi điện thoại. Reng, không đợi Tần Tranh nhấc điện thoại lên thì có tiếng chuông vang lên. Hẳn là bọn nó đã trở về. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Tần Tranh cười cười, cầm lấy điện thoại. Thủ trưởng, con gái của ngài Tần Đông Tuyết cùng với một người trẻ tuổi tên là Bùi Đông Lai muốn đi vào gặp ngài, có để cho bọn họ đi vào không? Trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của bảo vệ, muốn hỏi xem Tần Tranh có để cho Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết vào không? Để bọn họ đi vào. Tần Tranh nói xong thì cúp điện thoại, sau đó hướng Tiêu Ái Linh cười cười. Có thể bắt đầu nấu ăn rồi. Ừ, Tiêu Ái Linh hưng phấn gật gật đầu, một lần nữa đi vào bếp. 30 giây sau, tiếng chuông cửa vang lên, Tần Tranh đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy được hai người Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết đang đứng bên ngoài. Trong tay Bùi Đông Lai thì mang theo hai chai rượu Mao Đài cùng với một giỏ hoa quả còn Tần Đông Tuyết thì không mang gì cả. Về rồi, Tần Tranh thấy thế thì ngẩn ra sau đó cười nói. Tần Thúc, cha, Bùi Đông Lai liền mở miệng chào hỏi trước. Tần Tranh vốn đang giận Tần Tranh nhưng mà thấy Bùi Đông Lai chào hỏi thì cũng kêu một tiếng cha. Vào nhà đi.
Chẳng biết tại sao, vốn khi Tần Tranh biết được Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết muốn trở về nhà thì tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhưng mà lúc này thấy được hai người thì hắn liền cao hứng, cười nói. Đông Lai, tới thăm là được rồi, còn mang đồ này đồ nọ làm gì? Trong nhà cũng không thiếu những cái này. Khó được trở về một lần, cảm giác hai tay trống trơn không tốt lắm, cũng không biết mang cái gì cho nên đành mua hai chai rượu và một ít hoa quả. Bùi Đông Lai cười cười, đưa hai chai rượu mà Tiêu Cuồng tặng hắn. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Tần Tranh liền cảm thấy xấu hổ, không biết là bởi vì câu khó được trở về một lần của Bùi Đông Lai, hay là hành động thờ ơ trong việc tranh đấu của Bùi Đông Lai với Diệp gia. Bùi Đông Lai thấy thế, không nói cái gì nữa. Nếu là một năm về trước, đối với thái độ này của Tần gia thì hắn sẽ vô cùng tức giận, căn bản sẽ không bước vào nơi này. Nhưng mà, sau khi trải qua nhiều chuyện thì hắn có thể lý giải được tâm tình của Tần Tranh, hắn biết thân là chính khách cùng với người đứng đầu trong lương lai của Tần gia thì nhiều khi đứng giữa lựa chọn như vậy cũng sẽ rất khó khăn. Dù sao, từ xưa đến nay thì trung hiếu vẫn không thể chọn vẹn đôi đường. Đông Lai, Đông Tuyết, hai đứa ngồi nói chuyện với cha một chút đi, một lát nữa thì sẽ có thức ăn lên. Tiêu Ái Linh từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt vui vẻ tươi cười. Cha, nghe cái chữ quen thuộc mà xa lạ này thì trong lòng Bùi Đông Lai khẽ run lên. Mẹ, một lát nữa chúng con còn có việc nên không ăn cơm đâu. Thấy được vẻ dị thường của Bùi Đông Lai thì Tần Đông Tuyết liền nói. Nghe được Tần Đông Tuyết nói như thế thì nụ cười trên mặt Tiếu Ái Linh biến mất, bà muốn hé miệng nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Khó được trở về một lần, cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm cũng được. Tần Tranh cười khổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cha, tối nay là lần đầu tiên Đông Hà hội tụ họp lại, con cùng Đông Lai nhất định phải đi. Tần Đông Tuyết mở miệng lần nữa, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nàng cũng rất muốn ở lại dùng cơm nhưng mà nàng cũng hiểu được ý nghĩa của buổi tụ họp ngày hôm nay của Đông Hà hội, cho nên nàng cùng Đông Lai phải đi. Dù sao thì Bùi Đông Lai là hội trưởng, mà nàng là phó hội trưởng. 7 giờ mới đến, còn sớm mà. Bùi Đông Lai nhìn đồng hồ rồi nhìn Tiếu Ái Linh cười nói. Gì, chỉ cần làm hai món là được rồi. Được, được, được. Có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai sẽ chủ động lưu lại. Tiêu Ái Linh liền kích động nói lên ba chữ được, sau đó liền đi vào phòng bếp. Trong lòng Tần Đông Tuyết vô cùng cảm động, không nói gì, mà yên lặng đi pha trà cho Bùi Đông Lai và Tần Tranh. Ngồi đi Đông Lai. Tần Tranh bảo Đông Lai ngồi xuống, sau đó cầm lấy gói con ngựa rồi rút ra ném cho Bùi Đông Lai một điếu. Đông Lai, cậu cùng Đông Tuyết thật khó lắm mới trở về một chuyến, người một nhà hẳn là vui vẻ ăn bữa cơm. Tần Tranh tự châm cho mình một điếu thuốc. Hút vài hơi rồi nói. Nhưng mà có một số chuyện nếu như không nói ra thì cảm thấy không yên lòng. Thúc thúc cứ nói. Bùi Đông Lai tâm như gương sáng, biết Tần Tranh muốn nói cái gì. Tần Đông Tuyết đang pha trà muốn ngăn lại, nhưng nghe Bùi Đông Lai nói thế thì bỏ qua suy nghĩ này. Cậu cùng Diệp tranh vanh, hoặc là nói chuyện tranh đấu giữa hai nhà Bùi Diệp, theo tình theo lý mà nói thì Tần gia đích thật là làm không được tốt. Sắc mặt Tần Tranh phức tạp, thở dài. Nhưng mà mỗi nhà đều có cái khó của mỗi nhà, điều này thì cậu cũng có thể hiểu. Cháu chưa bao giờ hy vọng thông qua Tần gia đạt được cái gì. Bùi Đông Lai châm thuốc lá, chậm rãi mở miệng nói. Cho nên chỉ cần Tần gia lựa chọn khoanh tay đứng nhìn là được rồi. Cũng như lời của Tần Thúc nói, cháu có thể hiểu được khổ tâm của mọi người. Nếu đã nói như vậy thì sau này, vô luận phát sinh chuyện gì thì ta cam đoan sẽ làm được điểm này. Tần Tranh trầm ngâm một lát rồi cấp ra một lời hứa hẹn, sau đó có chút không yên lòng nói. Nhưng mà ta còn muốn nhắc nhở cậu, vì an toàn của cậu cùng với hạnh phúc của Đông Tuyết thì có một số việc nên một vừa hai phải, không cần phải quá mức, nếu không sẽ rất khó kết thúc. Ý của Tần Thúc thì cháu hiểu. Bùi Đông Lai gằn từng chữ. Ngài nên biết, từ đầu đến cuối vô luận là cháu hay cha của cháu đều không chủ động gây chuyện, chúng ta chính là bị bắt mà phải phản kích lại. Tần Tranh trầm mặc, trong lòng cũng biết đích thật là cha con Bùi gia không có chủ động trêu chọc Diệp gia, đều là người của Diệp gia khinh người quá đáng. Cha cháu từng nói, không gây chuyện cũng không sợ chuyện, trời sập xuống thì người khiêng. Bùi Đông Lai ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, sắc mặt có chút phức tạp, mở miệng. Tuy rằng người đã mất thế nhưng mà câu nói này của người ta sẽ khắc sâu vào trong lòng,
đồng thời nếu như người khác kính ta một thước thì ta nhường người một trượng, người khác cho ta một đao thì ta trả lại 10 đao. Hai. Tần Tranh nghe vậy thì trong lòng ngầm thở dài. Hắn biết bây giờ quyền chủ động vẫn nằm trong tay Diệp gia, chỉ cần Diệp gia đem răng nanh bị đánh nát nuốt vào bụng thì cuộc tranh đấu này có thể sẽ dừng lại, ngược lại nếu như Diệp gia không cam lòng thì cuộc tranh đấu sẽ còn có thể tiếp tục. Hiểu được tất cả điểm này thì Tần Tranh nhìn vào khuôn mặt thành thục không tương xứng tuổi của Bùi Đông Lai, nhịn không được mà thầm hỏi, lúc này đây, hắn đem Diệp Tranh Vanh đá sâu xuống vực thẳm, khiến cho con đường làm quan của Diệp Tranh Vanh bị cắt đứt. Tiếp theo, nếu như Diệp Tranh Vanh hoặc là Diệp gia tiếp tục trêu chọc hắn, hắn lại sẽ làm như thế nào? Không có đáp án. Tần Tranh không đoán được Bùi Đông Lai sẽ làm thế nào. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, thủ đoạn trả thù của Bùi Đông Lai sẽ càng thêm điên cuồng. Cùng lúc đó, trước cửa một khách sạn thuộc ZZ, Diệp Tranh Vanh bị hai nhân viên công tác đưa ra khách sạn. Tranh Vanh, thấy được thân hình gầy yếu, tóc vàng như nến cùng gương mặt ảm đạm của Diệp Tranh Vanh thì trong lòng Từ Lệ đau xót, vội vàng xuống xe gọi Diệp Tranh Vanh. Diệp Tranh Vanh nghe vậy thì chỉ nhìn Từ Lệ một cái. Từ Lệ thấy thế thì chỉ cảm giác trong lòng bị đâm một dao, vội vàng bước nhanh về phía Diệp Tranh Vanh. Tranh Vanh, việc này cuối cùng sẽ có người cho con công đạo, trước hết hãy theo mẹ về nhà. Từ Lệ đi đến trước người Diệp Tranh Vanh, đưa tay cố vắng vuốt ve khuôn mặt vàng như nến của Diệp Tranh Vanh. Con có việc, mẹ về trước đi. Diệp Tranh Vanh nhìn thoáng qua xe chở đám người hoàng oanh, giọng nói lạnh lùng. Bàn tay của Từ Lệ dừng lại ở trên không, miệng mở ra, nhưng không biết nên nói cái gì. Diệp Tranh Vanh không rảnh mà để ý đến xoay người bước về phía đám người hoàng oanh. Đám người hoàng oanh thấy thế vội vàng bước xuống xe, nhìn thấy Diệp Tranh Vanh thì thổn thức không thô. Hội trưởng, thấy Diệp Tranh Vanh đến gần, hoàng oanh dẫn mở miệng trước. Những người khác cũng sôi nổi hướng Diệp Tranh Vanh chào hỏi. Đi hội sở Hồng Kinh. Mặt Diệp Tranh Vanh không chút thay đổi mà mở miệng. Thật xin lỗi hội trưởng. Sắc mặt Hoàng Oanh khó coi, nói. Hội sở Hồng Kinh đã bị người ta đoạt đi rồi. Ta biết. Diệp Tranh Vanh dừng bước lại. Vậy tại sao ngài? Đám người Hoàng Oanh biến sắc. Ta chỉ muốn thấy địch nhân của ta xuất hiện, muốn bản thân ta nhắm nháp mùi vị thất bại lần này. Diệp Tranh Vanh cười nhạt một tiếng, giống như là đang nói đến một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, trong nụ cười ẩn chứa hàn khí lạnh lẽ, khiến cho trong lòng đám người hoành oanh rõ ràng. Chuyện này còn chưa xong. Cong! Trong phòng ăn, tiếng ly chạm vào nhau lại vang lên, hai chai Mao Đài mà Bùi Đông Lai mang đến đây đã thấy đáy. Bùi Đông Lai cùng Tần Tranh ngẩng đầu lên rồi uống một hơi cạn sạch. Tần Thúc, hôm nay đến đây thôi. Nếu hôm nào có thời gian thì cháu sẽ quay lại. Bùi Đông Lai đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói. Lúc này vừa mới bắt đầu, còn chưa có thỏa thích. Tần Tranh cười to, sau đó nhìn thoáng qua Tần Đông Tuyết như là chuột thấy mèo vậy, cười nói. Nếu hôm nay hai đứa có việc thì cứ đi trước, hôm nào chúng ta sẽ uống tiếp. Đông Lai, cháu cũng đừng lo uống rượu, mau ăn đi. Tiếu Ái Linh mỉm cười đứng dậy. Bùi Đông Lai nói. Gì, để Đông Tuyết làm cho. Mẹ, để con làm. Tần Đông Tuyết đứng dậy, giúp Bùi Đông Lai xới cơm. Đông Lai, có rảnh thì cùng với Đông Tuyết trở về, mọi người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện một chút. Tuy rằng trước đây Tiểu Ái Linh không hài lòng với Bùi Đông Lai nhưng mà bây giờ nàng đã coi Bùi Đông Lai là con rể của mình. Được rồi, cháu sẽ cố gắng. Bùi Đông Lai mỉm cười gật đầu. Đưa tay cầm lấy chén cơm mà Tần Đông Tuyết đưa rồi bắt đầu ăn như hổ đói. Thấy được thức ăn mình làm không còn, thấy được bộ dạng ăn như hổ đói của Bùi Đông Lai thì gương mặt Tiếu Ái Linh nở ra nụ cười tươi như hoa. Để ta lái xe đưa hai đứa đi. Mắt thấy Bùi Đông Lai đã cơm nước xong thì Tần Tranh đề nghị. Tần Đông Tuyết lắc đầu từ chối. Không cần đâu cha, con có thể lái được. Được rồi. Tần Tranh nghe vậy cũng không kiên trì. Tối nay hai đứa có trở về ngủ không? Tiếu Ái Linh tràn đầy chờ mong hỏi. Không được rồi. Tần Đông Tuyết hơi trầm ngâm, vẫn là lắc lắc đầu, tuy rằng nàng rất muốn mình và Bùi Đông Lai về nhà ngủ nhưng nếu làm như thế thì Hạ Y Na chỉ còn có một mình. 6:30, sau khi cơm nước xong thì hai vợ chồng Tần Tranh tiễn Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ra ngoài, đưa mắt nhìn chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ biến mất thì mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. 2. Tiêu Ái Linh thở dài, nhẹ giọng nói.
Tôi nghe nói, ngoài Đông Tuyết ra thì bên cạnh Bùi Đông Lai còn có một cô bé nữa tên là Hạ Y Na, chắc là cô bé này cũng hai đứa nó ở chung một chỗ. Từ nhỏ Đông Tuyết đã có ý kiến riêng của mình, chúng ta nói nhiều cũng không thấm vào đâu. Tần Tranh cười khổ, nói. Huống chi con cháu đều có phúc của con cháu, quan tâm chưa chắc đã là chuyện tốt. Tiêu Ái Linh trừng mắt nhìn Tần Tranh liếc mắt một cái. Tôi chỉ cảm thấy được Đông Tuyết nhà ta chịu ủy khuất. Tuy rằng người làm cha làm mẹ đều muốn con gái của mình sống tốt nhưng mà chúng ta không phải không thừa nhận hắn xứng Đông Tuyết. Tiêu Ái Linh nghe vậy thì trầm mặc, dường như chấp nhận lời nói Tần Tranh, theo sau nàng lại nhớ ra cái gì đó, hỏi. Ông cảm thấy Diệp Tranh vanh hoặc là nói Diệp gia sẽ cam tâm sao? Không nói đến ân oán năm đó giữa Bùi Vũ Phu và Diệp gia, Đông Lai vốn là đem Diệp Thiên đánh thành người sống đời sống thực vật, lại ở trong khách sạn Yên Kinh làm cho Diệp gia bị mất mặt, hiện giờ lại làm cho Diệp Tranh vanh mất đi con đường làm quan, thù mời hận cũ, Diệp gia không có khả năng mà bỏ qua. Tần Tranh nói, còn về phần Diệp Tranh vanh thì từ nhỏ hắn đã là thiên kiêu chỉ từ, lần này thua đau như thế càng sẽ không bỏ qua. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Ái Linh tỏ ra lo lắng. Không biết. Tần Tranh cười khổ lắc lắc đầu. Đường là ở dưới chân Đông Lai, lấy tính tình của nó thì nó muốn đi con đường nào thì không một ai có thể thay đổi được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là khuyên nó không nên chơi lửa quá mức, không nên làm ra những việc quá đáng. Chỉ hy vọng như thế. Tiêu Ái Linh lại thở dài. Nàng rất rõ. Hiện giờ mặc dù Bùi Đông Lai có tư cách ngồi trên chiếu bạc nhưng còn rất xa mới có thể tạo ra được quy tắc của trò chơi này, dưới một dạng tình hình như vậy nếu như Bùi Đông Lai muốn phá vỡ quy tắc thì kết quả chỉ có một, nó sẽ bị quy tắc nghiền nát. 6 giờ 50 phút, trừ Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ra thì toàn bộ 68 thành viên Đông Hạ Hội đều có mặt trong phòng hội nghị của hội sở từng là hội sở Hồng Kinh. Két. 6 giờ 52 phút, đang lúc mọi người chờ đợi thì cửa phòng hội nghị bị đẩy ra. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thật có lỗi, để chư vị đợi lâu rồi. Mặc dù là còn 8 phút nữa mới đến giờ nhưng mà thấy mọi người đã đến đầy đủ thì Bùi Đông Lai cũng không có lập tức bước vào mà hơi cúi người xuống, nói lời xin lỗi. Đông Lai, còn chưa tới giờ đâu, cậu giải thích cái búa ấy. Thấy Bùi Đông Lai hạ mình xin lỗi thì Tiêu Cuồng cười mắng. Tuy rằng hắn mới chỉ tiếp xúc với Bùi Đông Lai có 2 tiếng đồng hồ nhưng mà từ ý nào mà nói thì hắn đã xem Bùi Đông Lai giống như là lão bằng hữu chiến đấu lâu năm. Ngô Vũ Trạch cùng Cổ Văn Cảnh đã xem Bùi Đông Lai là anh em cho nên khuôn mặt cũng nở ra nụ cười, mà những người khác thì nhìn vào nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai, trong lòng vô cùng tò mò với Bùi Đông Lai, cũng âm thầm bội phục thái độ làm người, làm việc của Bùi Đông Lai. Sau đó, Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết đi vào. Rồi ngồi vào vị trí đầu tiên. Chư vị, tuy rằng Đông Tuyết để cho tôi đảm nhận chức danh hội trưởng của Đông Hạ Hội nhưng mà tôi chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Công việc cụ thể sẽ do nàng và mọi người cùng nhau thương lượng để giải quyết. Đối với những buổi hội nghị như thế này thì Bùi Đông Lai cũng đã từng trải qua ở tập đoàn Đông Hải cho nên hắn cũng không xa lạ gì. Sau khi ngồi xuống thì hắn tỏ ra thoải mái nhìn mọi người một vòng, hành văn gãy gọn nói. Hôm nay là lần đầu tiên Đông Hạ Hội gặp mặt, đầu tiên là tôi muốn để mọi người chúng ta hãy làm quen với nhau, tiếp theo đó sẽ là đặt ra những quy củ cùng với phương hướng phát triển trong tương lai của Đông Hạ Hội. Sau đây, sẽ do Đông Tuyết chủ trì buổi gặp mặt đêm nay. Bùi Đông Lai đem quyền nói chuyện giao lại cho Tần Đông Tuyết. Cốc, cốc, không đợi Tần Đông Tuyết nói thì cửa của phòng hội nghị đang bị người ta gõ. Vào đi. Đôi mi thanh tú của Tần Đông Tuyết hơi nhăn lại. Không nóng không vội mở miệng. Két. Cửa phòng bị mở ra, một gã đại hán mặc Âu phục màu đen, đeo tai nghe xuất hiện, vẻ mặt cung kính hướng về Tần Đông Tuyết, nói. Tần tiểu thư, Diệp Tranh Vanh tiên sinh ở dưới lầu nói là muốn lên đây lấy vài thứ của hắn. Diệp Tranh Vanh. Nghe được cái tên này thì mọi người liền động dung, dường như mọi người đều không nghĩ ra Diệp Tranh Vanh lại chủ động tìm tới đây. Diệp Tranh Vanh cùng Hồng Kinh hội của hắn đã trở thành quá khứ, nơi này hiện giờ đã trở thành tổng bộ của Đông Hạ Hội. Mẹ nó chứ, hắn chạy tới đây làm gì? Đột nhiên, một người thanh niên ngồi bên cạnh Tiêu Cuồng liền cười lạnh mở miệng, người này chính là một người anh em đáng tin cậy của Tiêu Cuồng, trước kia hắn luôn cùng với Tiêu Cuồng tranh đấu với Diệp Tranh Vanh. Sau khi Tiêu Cuồng tòng quân thì hắn bị Diệp Tranh Vanh và Hồng Kinh hội áp chế,
có thể nói đối với Diệp Tranh Vanh thì hắn tỏ ra vô cùng khó chịu. Đông tử, lời này của cậu không đúng rồi, hôm nay tên Diệp Tranh Vanh kia mới từ rét dây phóng xuất ra, hắn bị ngứa ra cho nên muốn đến đây. Tiêu Cuồng lên tiếng, cười khinh thường, cùng nhìn sang Bùi Đông Lai, ý là bảo để Bùi Đông Lai định đoạt. Không riêng gì Tiêu Cuồng mà tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Tuy rằng lúc nãy Bùi Đông Lai nói rằng bản thân hữu danh vô thực nhưng mà mọi người đều biết tiếng nói của Bùi Đông Lai vẫn có trọng lượng trong Đông Hạ hội này. Trong phút chốc, Bùi Đông Lai đã thu hết toàn bộ biểu hiện của đám đông vào mắt, trong đó vẻ mặt của Tiêu Cuồng cùng với người anh em của hắn tỏ ra khinh thường, Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh cùng Hạ Y Na thì tỏ ra bình tĩnh, lấy Đồng Văn Bân cầm đầu thì hơn 10 thành viên từ Hồng Kinh hội sang lại tỏ ra khẩn trương, mà những thành viên còn lại trong Hồng Kinh hội thì tỏ ra tò mò. Tò mò vì sao Diệp Tranh Vanh lại chạy đến đây. Để cho hắn tiến vào. Bùi Đông Lai mở miệng lên tiếng. Giọng nói hờ hững nhưng lại không thể nghi ngờ. Vâng, Bùi tiên sinh. Tên đại hán kia liền lên tiếng trả lời sau đó liền cầm bộ đàm nói. Hội trưởng nói để cho hắn đi vào. Các vị vào đi. Trước cửa hội sở, tên bảo vệ liền lên tiếng ý bảo Diệp Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đi vào. Người này chỉ là cẩu thôi mà còn ngưu như thế. Thân là Kim Chi Ngọc Diệp thì Hoàng Oanh chưa từng bị người ta chặn lại, khó trách có chút uất nghẹn. So ra mà nói thì sau khi trải qua chuyện ở Giang Lăng thì Diệp Tranh Vanh lại trở nên khiêm tốn hơn, hắn không nói gì thêm là đi vào. Sau khi đi vào hội sở thì Hoàng Oanh và Diệp Tranh Vanh đi vào thang máy để lên trên chỗ phòng hội nghị. 30 giây sau, ở cái nhìn chăm chú của đám người Bùi Đông Lai thì Diệp Tranh Vanh mang theo Hoàng Oanh đi dọc theo hành lang, đi tới cửa phòng hội nghị. Nhìn thấy những người từng thuộc Hồng Kinh hội thì Hoàng Oanh liền tức giận, ánh mắt lạnh lùng. Mà Diệp Tranh Vanh thì như là không có việc gì, ánh mắt theo thứ tự đảo qua những thành viên trong Đông Hạ hội, cuối cùng dừng lại trên người Bùi Đông Lai. Diệp Tranh Vanh, mày không cần phải phí tế bào não để nhớ khuôn mặt của mỗi người chúng ta đang ngồi đây, nếu mày muốn tư liệu của chúng ta thì hôm nào đó lão tử sẽ đem qua cho mày coi. Mắt thấy không ít thành viên của Đông Hạ hội không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Tranh Vanh thì Tiêu Cuồng nở ra nụ cười tà mị, lên tiếng. Không thể không nói, Tiêu Cuồng có thể cùng nổi danh với Diệp Tranh Vanh cũng không phải là hư danh. Tuy rằng hắn rất cuồng nhưng mà cuồng rất thông minh. Hắn vừa thốt lên xong thì mọi thành viên của Đông Hạ hội đều âm thầm thở phài, không còn cảm thấy khẩn trương nữa. Bùi Đông Lai, hôm nay tao đến đây là chỉ muốn nhìn mày một chút. Không để ý đến lời khiêu khích của Tiêu Cuồng, Diệp Tranh Vanh mỉm cười với Bùi Đông Lai. Mùi vị làm ông có tốt không? Đa tạ Diệp thiếu quan tâm. Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Diệp Tranh Vanh thì lý trí cùng trực giác nói cho Bùi Đông Lai biết hiện giờ Diệp Tranh Vanh lại càng đáng sợ hơn nhưng mà Bùi Đông Lai không có chút kiêng kỵ nào, cười hờ hững, nói. Tôi thật sự rất tốt. Tao cũng vậy. Nụ cười trên mặt Diệp Tranh Vanh không giảm, giọng nói lại làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Làm ông lâu rồi, bây giờ thưởng thức mùi vị làm cháu cũng không tồi chút nào. Diệp Tranh Vanh, con mẹ nó, một ngày mày không trang bức thì sẽ chết sao? Đậu xanh, bây giờ lại còn tỏ ra trang tức, trang bức cái em gái mày chứ trang bức. Tiêu Cuồng có chút không nhịn được mà cười lạnh mắng. Từ nay về sau thì mày chính là làm cháu rồi. Không trả lời, Diệp Tranh Vanh mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai rồi xoay người mang theo Hoàng Oanh rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Tranh Vanh rời đi, đại đa số thành viên của Đông Hạ hội đều tỏ ra lo lắng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù Diệp Tranh Vanh đã té xuống nhưng mà còn có mấy người dám cùng gọi nhịp với Diệp Tranh Vanh đây. Mọi người yên tâm, lúc Diệp Tranh Vanh còn được cho rằng là người thừa kế đời thứ tư của Diệp gia còn không phải là đối thủ của hội trưởng, huống chi là lúc này. Thấy được vẻ lo lắng của mọi người thì vẻ mặt Tiêu Cuồng khinh thường, nói. Không thể không nói. Tiêu Cuồng là người có thể làm ổn định lòng người, lúc này hắn vừa nói xong thì toàn bộ vẻ lo lắng của mọi người đều biến mất. Cùng lúc đó, Hoàng Oanh yên lặng cùng Diệp Tranh Vanh đi ra Hồng Kinh hội sở, sau khi đi vào xe thì nàng ngồi ở vị trí lái xe còn Diệp Tranh Vanh ngồi ở phía sau. Hội trưởng, tại sao người làm vậy? Thông qua kính phản quang, thấy được vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Tranh Vanh thì Hoàng Oanh nói. Không trả lời, Diệp Tranh Vanh nhắm lại hai mắt lại. Dựa vào ghế sau. Thật có lỗi, hội trưởng, là tôi không đủ bình tĩnh. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh trầm mặc, Hoàng Oanh bắt buộc bản thân phải tỉnh táo được,
trong lòng hiểu được Diệp Tranh Vanh sẽ không từ bỏ ý đồ, lại hỏi. Ngài tính toán làm gì? Tiểu Oanh, chỉ khí nào làm qua cháu thì cô mới biết được lúc làm ông đáng quý như thế nào. Vì như thế, cô mới có thể nghĩ hết biện pháp để thượng vị, không tiếc lấy tánh mạng của bản thân làm vật đánh cược. Diệp Tranh Vanh mở hai mắt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bởi vì cái gọi là vua cũng thua thằng liều. Hoàng Oanh bất minh sở dĩ, trừng to mắt nhìn vào Diệp Tranh Vanh. Biết tại sao ta thua trong tay Bùi Đông Lai không? Diệp Tranh Vanh mở miệng lần nữa, giống như là nói cho Hoàng Oanh nghe, hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Đơn giản là ta luôn đặt mình ở vị trí làm ông, đã quá coi nặng quy tắc. Hả? Trong lòng Hoàng Oanh vừa động, mơ hồ đoán được tâm tư của Diệp Tranh Vanh. Sau này, ta sẽ đem bản thân mình trở thành cháu. Diệp Tranh Vanh mỉm cười, sau đó lấy ra di động bấm một số, sát ý lẫm nhiên, nói. Giúp tôi chặt đầu của Bùi Đông Lai, giá cả không thành vấn đề. Trong một tòa biệt thự ở lưu vực Côn Ngọc Hạ, đúng vào 5 giờ sáng thì Bùi Đông Lai giống như ngày thường mở mắt, bởi vì tối qua uống quá say cho nên khi đi về thì hắn đã nôn ra, lúc này cổ họng của hắn bị rát giống như là bị kim đâm vào vậy. Hô, hô, hô. Trong phòng, Bùi Đông Lai thông qua phương thức thổ nạp của Bùi Gia Quyền mà liên tục hô hấp ước chừng 2 phút, sau đó cơn đau đầu của hắn cũng từ từ biến mất, mà cồn còn lại trong người của hắn cũng được ám kình bức ra hòa, hóa thành những giọt nước xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi làm xong mọi chuyện thì Bùi Đông Lai ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường, không khỏi nhớ lại chuyện tối qua. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên thành viên trong Đông Hạ hội gặp mặt cho nên thân là hội trưởng thì ở sau khi hội nghị kết thúc thì Bùi Đông Lai ở lại tham gia tiệc tối. Trong bữa tiệc, mọi người đều hướng hắn mời rượu, Tiêu Cuồng cùng vài tên anh em của hắn lại càng phối hợp với nhau chuốc cho Bùi Đông Lai uống. Lấy thể chất của Bùi Đông Lai thì cho dù không dùng nội kình bức cồn ra thì cũng có thể nói là tửu lượng tốt, uống không say. Nhưng mà, làm cho Bùi Đông Lai thật không ngờ chính là Tiêu Cuồng và đánh anh em của hắn, người nào người này quả thật là thùng rượu. Càng làm cho Bùi Đông Lai không thể tưởng tượng nổi chính là thực lực của Tiêu Cuồng đã đạt đến cánh cửa ám kính đỉnh phong. Cho nên, khi uống được một nửa, Bùi Đông Lai muốn dùng nội kình bức cồn ra thì bị Tiêu Cuồng phát hiện. Kết quả là Tiêu Cuồng không chịu buông tha, không những ngăn cản không cho Bùi Đông Lai dùng nội kình bức cồn ra mà còn nói toàn bộ thành viên của Đông Hạ hội mời rượu Bùi Đông Lai. Sau đó thì Bùi Đông Lai liền uống rất nhiều, cuối cùng là không biết tại sao hắn lại có thể trở về được đây. Uống rượu rất dễ làm hỏng việc, sau này không như thế nữa. Bùi Đông Lai âm thầm cảnh báo cho bản thân. Ở hắn xem ra, bất cứ lúc nào phải duy trì sự tỉnh táo. Sau đó, Bùi Đông Lai rời giường, sau khi tắm rửa một phen thì mặc một bộ quần áo thể thao. Muốn đi luyện công buổi sáng. Ủa? Đi ra đại sảnh thì Bùi Đông Lai thấy rõ có một đạo thân ảnh đang bận rộn trong bếp. Tỉnh rượu rồi sao? Trong phòng bếp, Tần Đông Tuyết mặc đồ ngủ, buộc tạp dề, giống như là một bà chủ trong gia đình. Ừ. Bùi Đông Lai xấu hổ cười. Hiếm khi nào cậu lại say như vậy? Dường như nhớ lại cảnh bất tỉnh nhân sự tối qua của Bùi Đông Lai thì đôi mắt Tần Đông Tuyết mở ra, nở ra nụ cười nhợt nhạt. Uống nhiều rượu nên bụng không thoải mái, uống xong miếng cháo rồi đi luyện công. Được. Mấy phút sau, Tần Đông Tuyết bưng ra một chén cháo, đặt trên bàn, có chút ngượng ngùng nói. Trước kia từng học theo Vũ Lan nấu qua món cháo này, nhưng mà trình độ còn chưa bằng Vũ Lan, cậu hãy ăn đi. Nghe Tần Đông Tuyết nói thế, nhìn khuôn mặt tiêu tụy của Tần Đông Tuyết, nghĩ đến ly nước trên đầu giường của mình thì Bùi Đông Lai đã hiểu được, tối qua hơn phân nửa là Tần Đông Tuyết luôn ở bên cạnh mình nên nàng không ngủ, nghĩ tới việc này thì trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, hắn đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt Tần Đông Tuyết, nói. Cả đêm qua không ngủ sao? Tối qua Ina cũng say, cậu thì bất tỉnh nhân sự, tớ muốn ngủ cũng ngủ không được. Nghĩ đến tình hình tối qua thì Tần Đông Tuyết liền nhịn không được mà muốn cười lên. Tối qua do Tiêu Cuồng chuốc nhiều quá, nên mới uống say như vậy. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng. Quả thật Tiêu Cuồng rất sùng bái cậu đó. Tần Đông Tuyết cười cười nói. Có được hắn và những người bạn của hắn gia nhập thì nền móng của Đông Hạ hội cũng trở nên vững chắc hơn. Cậu và tớ đều giống nhau, một khi đã làm ra chuyện gì thì đều dùng toàn lực để làm. Bùi Đông Lai nghe vậy thì thở dài, nói. Tớ là người luyện võ thì không sao nhưng mà cậu lại khác. Không có việc gì.
Không đợi Bùi Đông Lai nói hết thì Tần Đông Tuyết cắt ngang. Bùi Đông Lai cũng hiểu rõ tính khí của Tần Đông Tuyết cho nên đành cười khổ một tiếng, nói. Sau này tớ sẽ dạy cho cậu bộ Vịnh Xuân Quyền, bộ quyền này rất thích hợp với nữ nhân. Được. Tần Đông Tuyết liền đáp ứng. Hôm nay coi như xong. Bùi Đông Lai dùng ngón trỏ khẽ chà vào mũi của Tần Đông Tuyết. Ăn chút cháo của cậu làm thì cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Ừ. Cảm nhận được sự dịu dàng của Bùi Đông Lai thì trong lòng Tần Đông Tuyết vô cùng hạnh phúc, nàng khẽ gật đầu, nhịn không được mà dựa vào vai của Bùi Đông Lai. Từ biểu hiện tối qua của Diệp Tranh Vanh thì dường như hắn sẽ không bỏ ý đồ. Tần Đông Tuyết dựa vào vai của Bùi Đông Lai, cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Bùi Đông Lai, lo lắng nói. Tuy rằng hắn đã mất đi con đường làm quan, nhưng mà dù sao cha của hắn Diệp Cấm cũng là nhân vật đầu lĩnh đời thứ ba của Diệp gia. Ngoài ra thì hắn vẫn có những người trung thành và tận tâm với hắn trong Hồng Kinh hội, nếu như hắn đã mất đi con đường làm quan, lại làm ra một số chuyện sằng bậy thì sẽ vô cùng phiền toái. Tớ đã làm cho hắn cảm nhận được mùi vị sống không bằng chết, nếu như hắn một lòng muốn chết thì tớ sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Bùi Đông Lai cười nhẹ. Tần Đông Tuyết nghe vậy, do dự một chút, vẫn là nhắc nhở, nói. Bất kể như thế nào thì nhất định không thể lưu lại nhược điểm. Không thể để cho Diệp gia có cơ hội mượn cớ mà làm khó. Ừ. Bùi Đông Lai gật đầu, sau đó nói. Ăn cháo đi. Sau khi ăn cháo xong thì một mình Bùi Đông Lai đi ra ngoài luyện công, còn Tần Đông Tuyết thì lên lầu đi ngủ. Bởi vì thời gian còn sớm cho nên quanh đây cũng không có bao nhiêu người, phần lớn đều là những người già, người trẻ như Bùi Đông Lai thì không tìm thấy một ai. Một bên chạy chậm, một bên Bùi Đông Lai mỉm cười chào hỏi những lão nhân. Sau khi chạy vào công viên thì Bùi Đông Lai dừng lại ở trước một rừng cây không có người, bắt đầu luyện Bùi Gia Quyền. Sau khi đánh xong Bùi Gia Quyền thì thân mình của Bùi Đông Lai đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó liền băng nhanh về một tảng đá lớn ở phía trước, tay phải liền vung lên, chưởng vào tảng đá kia. Thất thương. Một kích này, Bùi Đông Lai trực tiếp dùng thất thương trong Bùi Gia Quyền. Bốp, 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 bốp. Dường như cùng một lúc vang lên 7 tiếng nổ, nhưng mà tảng đá cũng không bị vỡ ra, trên tảng đá chỉ để lại một dấu bàn tay. Qua tử từng nói, ta có thể một kích đánh ra được thất trọng kinh lực thì cũng không tính là đã luyện xong thất thương, mà đó mới chỉ là đem lực lượng thu phóng một cách tự nhiên. Chỉ khi nào tùy ý khống chế được thất trọng kinh lực thì mới có thể gọi là luyện hoàn chỉnh thất thương. Bùi Đông Lai thu trưởng, trên mặt mơ hồ toát ra vài phần kích động. Một trưởng vừa rồi tuy rằng thanh thế uy mãnh nhưng mà lực đạo lại vô cùng hài hòa, xem ra thì ta đã luyện được thất thương rồi. Nói xong, vẻ kích động trên mặt Bùi Đông Lai càng đậm. Kích động là bởi vì hắn từng nghe Bùi Vũ Phu nói qua, nếu hắn có thể luyện xong thất thương thì có thể luyện được lôi đình. Ngoài ra, quan trọng hơn là bởi vì trong quá trình luyện tập thất thương thì hắn đã có thể khống chế được lực đạo, điều đó cũng chính là nói hắn đã bước chân vào cánh cửa ám kính đỉnh phong. Cường giả ám kính đỉnh phòng có thể đem kinh lực truyền lên đầu, do đó khiến cho toàn thân được kinh lực che kính, tương đương với thân thể như kim cương, lúc PK với những võ giả có cảnh giới thấp hơn thì bản thân sẽ chịu ít thương tổn hơn. Hô hô hô, hiểu được bản thân đã bước vào cảnh giới ám kính đỉnh phong thì Bùi Đông Lai liền ngồi xếp bằng, liên tục thở sâu mấy hơi, thu liễm tâm thầm, tập trung toàn bộ tinh lực, điều động toàn bộ kinh lực dọc theo kinh mạch mà di chuyển lên đầu. Rất nhanh. Kinh lực dưới sự khống chế của Bùi Đông Lai đã giống như dòng nước, dọc theo kinh mạch mà chảy mạnh về phía đầu của Bùi Đông Lai. Cuối cùng lấy nào làm tâm, bắt đầu lan tràn bốn phía rồi dần dần sát nhập đi vào. Thành công rồi! Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, sau đó lại điều động kinh lực trong cơ thể, dựa theo phương thức lúc nãy mà phóng mạnh về phía đầu. Một lần, hai lần, ba lần. Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai cảm thấy được đầu của mình có chút đau. Biết rõ bản thân đã đến cực hạn thì hắn liền dừng lại. Mình có thể nhanh như vậy mà nắm giữ được thất thương hoàn toàn là do gần đây luôn luyện tập Bùi Gia Quyền, thêm vào đó là đã dung hợp với linh hồn Tiêu Phi, ở phương diện lĩnh ngộ võ học thì lại kinh người. Đứng dậy thì Bùi Đông Lai có thể cảm thấy được toàn bộ cơ năng trong cơ thể đều tăng lên một mức mới, trong lòng có chút vui mừng rất nhiều, hắn không nhịn được mà cảm thán. Trong quá trình luyện tập thất thương thì năng lực khống chế lực đạo của bản thân đã được nâng lên một mức mới, do đó mới có thể bước chân vào cảnh giới ám kính đỉnh phong,
chân chính bước vào cảnh giới ám kính đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp theo thì có thể luyện thử lôi đình một chút. Nói xong thì Bùi Đông Lai ngưng thần, nhớ lại phương thức vận dụng lôi đình mà Bùi Vũ Phu đã dạy hắn. Bá! Vài giây sau, Bùi Đông Lai đột nhiên mở mắt ra. Vù! Dưới ánh mặt trời, hắn ngay tại chỗ bắn ra, cả người giống như mãnh hổ xuống núi vậy, rồi đột nhiên nhảy chồm lên, trực tiếp xuất hiện ở tảng đá lớn trước mặt, sau đó vung tay lên nện vào tảng đá ấy. Rầm! Một tiếng trầm đục vang lên, một quyền khắc thật sâu vào tảng đá, bột phấn, đá vụn văng khắp nơi. Rắc! Ách! Mắt thấy tảng đá lớn bị một quyền của mình làm cho vỡ vụn thì Bùi Đông Lai cả kinh khẽ nhếch miệng, có chút há hốc mồm. Bùi Đông Lai giật mình. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thử luyện tập lôi đình. Lúc trước, sau khi Bùi Vũ Phu dạy hắn thất thương, dù là hắn bởi vì luyện tập Bùi gia quyền, có căn cơ vững chắc, thêm vào khả năng lĩnh ngộ kinh người cũng luyện một thời gian dài mới thành công. Mà đây là lần đầu tiên hắn luyện lôi đình thì liền thành công. Hơn nữa, uy lực của lôi đình cũng quá dọa người rồi. Thất thương là đem thất trọng kinh lực đánh ra, lần sau so với lần trước thì càng cường đại hơn. Điều này cũng tương đương với việc Bùi Đông Lai chỉ dùng một chiêu mà uy lực lại hơn gấp 7 lần. Một quyền vừa rồi tương đương với việc đem thất trọng kinh lực tập trung lại. Nếu bản thân mình luyện thành công lôi đình thì khi gặp đối thủ có cảnh giới dưới hóa kính thì e rằng một chiêu là có thể khiến đối phương mất mạng. Ngắn ngủi khiếp sợ đi qua, một ý niệm như vậy liền hiện ra trong đầu của Bùi Đông Lai, nghĩ đến thế thì khuôn mặt hắn nở ra nụ cười. Chẳng thế trách qua tử nói chỉ khi nào luyện xong thất thương thì mới có thể luyện lôi đình đối với năng lực không chế lực đạo thật sự hà khắc rồi. Nếu như ta không luyện thành công thất thương thì căn bản sẽ không thể xuất ra được lôi đình. Reng, reng. Sau đó, khi Bùi Đông Lai đi ra công viên, muốn chạy về biệt thự thì điện thoại của hắn rung lên. Thấy điện thoại rung lên thì Bùi Đông Lai lấy điện thoại ra, người gọi đến là Tiêu Cuồng. Kháo, Đông Lai, mới sáng sớm mà cậu đã chạy đi đâu rồi? Điện thoại được chuyển, Tiêu Cuồng liền mở miệng nói trước, lời nói tuy có chút thô lỗ nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Đang luyện công buổi sáng, có việc gì sao? Kháo. Chẳng lẽ cậu đã quên rằng hôm nay ca ca đây phải trở lại bộ đội sao? Bởi vì Tiêu Cuồng lớn tuổi hơn Bùi Đông Lai nên liền tự cho mình là ca ca. Ách! Nghe Tiêu Cuồng nói như thế, đột nhiên Bùi Đông Lai nhớ lại tối qua Tiêu Cuồng từng nói với mình rằng hôm nay hắn cần phải trở về bộ đội. Bùi Đông Lai không khỏi vỗ vỗ gáy mình, thầm mắng mình hồ đồ. Tối hôm qua bị cậu chuốc say, thiếu chút nữa là quên chuyện này. Khi nào thì cậu đi, tôi sẽ đến tiễn cậu. Không cần đi đâu cả, ca ca đang ở trước cửa biệt thự của cậu đây. Nghe được Bùi Đông Lai nói uống quá chén nên say thì Tiêu Cuồng mừng rỡ lên tiếng. Hiện giờ cậu đang ở đâu, ca ca qua chỗ cậu. Trước cửa công viên XX. Bùi Đông Lai nghe vậy, trong lòng ấm áp, thật cũng không có cự tuyệt. Đợi 5 phút đi. Tiêu Cuồng từ nhỏ lớn lên ở Yên Kinh cho nên rất quen thuộc, nghe được Bùi Đông Lai đang ở trước công viên XX thì quăng xuống một câu. Không đợi Bùi Đông Lai đáp lời, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Bùi Đông Lai cười cười, bỏ điện thoại vào túi, đứng trước cửa công viên chờ Tiêu Cuồng đến. 5 phút sau, một chiếc Hummer có biển số xe quân đội liền chạy nhanh đến, nương theo một tiếng két thì chiếc Hummer dừng lại ở trước. Mấy người bảo vệ của công viên thấy vậy thì cũng không nói gì, mà một tên lái chiếc BMW X6 thay vậy thì liền mở cửa kính, đưa đầu ra ngoài, vẻ mặt không vui nói. Xe của cậu dừng ở kia, chúng tôi đi như thế nào đây? Lão tử thích dừng xe ở đâu thì cần hỏi đến mày sao? Tiêu Cuồng xuống xe, thấy tên thanh niên kia trách mình thì liền bật lại. Đột nhiên bị Tiêu Cuồng trừng mắt, tên thanh niên kia sợ tới mức khẽ run lên, bất quá hắn vì muốn lấy le của một em đang ngồi trong xe thì liền phản kích. Này, cậu không có tố chất làm người sao? Cậu cho rằng cậu tùy tiện lái xe quân đội thì không ai làm gì được cậu sao? Mau lái xe đi chỗ khác, nếu không. Ách, chưa kịp nói hết, tên thanh niên vội thấy chiếc Hummer kia đang lao về phía chiếc BMW X6 của mình. À, cùng lúc đó, ở bên cạnh, vị em kia thấy được một màn này thì sợ tới mức mà hét lên. Rầm. Sau đó, nương theo một tiếng vang, chiếc Hummer liền tông thẳng vào chiếc BMW X6. Con mẹ nó, ban mày ban mặt cũng có thằng tỏ ra ngưu bức sao. Mẹ nó.
mày là con của Diệp Tranh Vanh tên ngưu bức đó hả? Sau khi đâm xe xong thì Thiêu Cuồng nhảy xuống xe, nhìn về phía đôi thanh niên đang vô cùng hoảng sợ kia mà mắng. Nếu không phục thì báo cảnh sát giao thông đến đây, mày có tin rằng trước mặt đám cảnh sát giao thông kia thì lão tử sẽ tông xe mày và mày không? Hô! Nghe được những lời bá đạo của Thiêu Cuồng thì tên thanh niên kia sợ tới mức hô hấp dồn dập, mà em ở bên cạnh hắn cũng không dám nói gì. Mắt thấy hai người không dám làm gì thì Thiêu Cuồng đi về phía Bùi Đông Lai. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Tuy rằng Bùi Đông Lai đã nghe nói đủ loại sự tích của Thiêu Cuồng, nhưng mà không ngờ Thiêu Cuồng lại cuồng đến như vậy. Tôi nói cậu không thể khiêm tốn một chút sao? Mắt thấy Thiêu Cuồng đi tới, Bùi Đông Lai cười nói. Huống chi trên người cậu còn mặc quân trang, không sợ sẽ bôi đen quân nhân sao? Âu, quên thay ra rồi. Thiêu Cuồng lên tiếng, mảy may không thèm để ý. Quan trọng là không quen mắt nhìn mấy tên trang bức kia. Bùi Đông Lai không nói gì. Đông Lai, lần này ca đi thì chỉ sợ tới tháng 5 chúng ta mới có thể gặp lại. Thiêu Cuồng thấy Bùi Đông Lai không nói, vừa cười nói. Đến lúc đó, mặt trên sẽ lựa chọn ra những tinh anh, do cậu dẫn đầu để huấn luyện 2 tháng, sau đó sẽ tham gia đại bỉ võ bộ đội đặc chủng toàn cầu. Như thế nào, luyến tiếc sao? Bùi Đông Lai cười trêu chọc nói. Có một chút như thế, càng nhiều là không phục, bằng cái gì mà cậu lại làm đội trưởng a? Thiêu Cuồng cười hắc hắc, cổ tay run lên, điếu thuốc liền bay thẳng đến Bùi Đông Lai. Tiếp lấy. Vù. Nói xong, chưa đợi điếu thuốc bay tới thì cả người Thiêu Cuồng giống như là hổ đối vồ mồi, đánh về phía Bùi Đông Lai, hóa thủ vi đao, chém về phía Bùi Đông Lai. Đối mặt với lần tập kịch của Thiêu Cuồng thì Bùi Đông Lai không né không tránh, tay phải đột nhiên chém ra. Vung trưởng lên. Bốp! Thủ đao của Thiêu Cuồng chém vào trưởng của Bùi Đông Lai thì cảm thấy giống như đang chém vào một khối bông, không hề có sự uy hiếp nào. Sau đó, không đợi hắn thu chiêu, cổ tay của Bùi Đông Lai biến đổi, hóa trưởng thành chảo, giống như là một con độc xà, chế trụ cổ tay của Thiêu Cuồng. Tay trái thuận thế chém ra, giống như lấy đồ trong túi vậy, không đợi Thiêu Cuồng né tránh thì liền nắm lấy cổ họng của Thiêu Cuồng. Có phục hay không? Thoáng đã chế phục được Thiêu Cuồng, Bùi Đông Lai cười hỏi. Kháo, lúc đó cậu không phải là ám kính đại thành sao? Như thế nào mà biến thái như vậy? Thiêu Cuồng bị Bùi Đông Lai dùng một chiêu chế trụ thì trong đôi mắt hiện ra những tia sáng kỳ dị. Tuy rằng hắn không sử dụng toàn lực nhưng mà từ đầu đến cuối hắn cảm thấy được Bùi Đông Lai hoàn toàn đứng trên hắn một bậc. Bùi Đông Lai buông Thiêu Cuồng ra, cười mà không nói. Tôi tham gia quân ngũ, còn cậu? Sau đó, không đợi Thiêu Cuồng nói hết thì điện thoại của hắn đã rung lên. Đợi một chút, nghe điện thoại đã, cậu phải thành thành thật thật trả lời ta. Thiêu Cuồng lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là lão đầu tử nhà hắn thì liền vội nói với Bùi Đông Lai một câu rồi nghe máy. Bùi Đông Lai xoay người rồi cúi người xuống nhặt điếu thuốc mà Thiêu Cuồng quăng đến lúc nãy. Hả? Nhặt xong, quay người lại thì Bùi Đông Lai thấy được cả người Thiêu Cuồng giống như là xác chết đứng nguyên tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì thế? Bùi Đông Lai thấy thế, lông mày nhíu lại, trong lòng trào ra một trực giác không tốt, vội vàng đi tới. Hô! Thiêu Cuồng nghe vậy thì mở mắt ra, sau đó phun ra một ngụm oi bức, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc rồi hút. Lão thái gia đi rồi. Ánh mặt trời khuynh sái, sương khói vần quanh, Thiêu Cuồng há miệng thở dốc, giọng nói nhỏ như muỗi nhưng lại như một tiếng sét nổ vang. 2 năm trước bởi vì ngoài ý muốn mà linh hồn của Tiêu Phi đã đến trên người Bùi Đông Lai, lúc đó đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn với Bùi Đông Lai, để cho hắn từ một thiên kiêu chi tử trở thành đối tượng nhạo báng của mọi người. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì khoảng thời gian đó chính là một sự đả kích trầm trọng, mà dựa từ góc độ khác mà nói, dựa theo lời của Tiêu Phi thì đó cũng chính là một trong những thứ quý giá nhất trong đời của Bùi Đông Lai. Bởi vì một năm kia chịu đủ sự châm chọc cho nên tâm tình của Bùi Đông Lai đã vượt xa những người bàn cùng lứa. Hơn nữa, lúc Tiêu Phi ngã bài, cam tâm tình nguyện để cho hắn dung nhập linh hồn, cùng với những chuyện đã xảy ra gần đây thì những điều đó đã khiến cho tâm lý của Bùi Đông Lai trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, giờ phút này nghe được Thiêu Cuồng nói Tiêu gia lão thái gia đã quan đời thì Bùi Đông Lai liền sững sờ ngay tại chỗ. Dường như hắn không tin được đây là sự thật. Trong đầu hiện ra, gương mặt đầy tàn nhang của vị lão nhân kia,
thân hình tuy phong phanh nhưng lại thẳng tắp như cây thương. Hắn cũng nhớ vị đại lão kia hai lần ra mặt giúp hắn cũng nhớ lại cuộc nói chuyện ở quân khu Giang Lăng, hắn cũng nhớ lại ngày hôm đó trong biệt thự thì vị lão nhân đã nói chuyện, mỉm cười với hắn và Tiêu Cuồng. Những màn ấy hiện ra mồm một trước mắt. Mà hiện giờ, cảnh còn mà người mất. Đang tốt lành thế này tại sao lại đi được? Theo bản năng, Bùi Đông Lai hỏi ra vấn đề này. Không biết. Tiêu Cuồng đờ đẫn lắc lắc đầu. Sau đó vô lực ngồi xuống đất, cúi đầu nhìn dưới đất, đôi mắt có chút phiếm hồng, cũng không biết là do khói thuốc hay là do thương tâm nữa. Thấy được vẻ bi thương của Tiêu Cuồng thì Bùi Đông Lai cũng không lên tiếng an ủi Tiêu Cuồng, mà là giữ im lặng, xé gói thuốc ra, rút ra một điếu, châm lên rồi hút một hơi. Sau đó đưa cho Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng thấy thế thì vứt điếu thuốc sắp tàn trong tay ra, cầm lấy điếu thuốc Bùi Đông Lai đưa rồi hút vào. 2. Trong lòng Bùi Đông Lai ngầm thở dài nhưng mà không nói gì, vẫn ngồi bên cạnh Tiêu Cuồng, cùng Tiêu Cuồng hút thuốc. Hắn và Tiêu Cuồng tuy rằng thời gian tiếp xúc quá ngắn nhưng mà thông qua những loại tư liệu khác nhau thì hắn rất rõ con người của Tiêu Cuồng. Được xưng là Tiêu gia cuồng thiếu, Tiêu Cuồng từ nhỏ Tiêu Cuồng đã cùng Tiêu Phi, Diệp Tranh Vanh tiếp nhận những hình thức giáo dục của nhà quyền thế. Ngoài ra, bởi vì Tiêu gia là thế gia quân nhân cho nên từ nhỏ Tiêu Cuồng đã cùng với Tiêu Phi tập võ, một mặt là để tăng cường thể chất, một mặt là để sau này tiến vào quân đội. Rất nhiều người đều nói rằng Tiêu Phi là người được cho là Long Vương đời sau của Long Nha, nhưng mà ít ai biết được luận về năng lực trời sinh và thiên phú về võ học thì Tiêu Cuồng thì hơn chứ không kém so với Tiêu Phi. Nhưng mà, Tiêu Cuồng trời xanh tính hiếu động, thích song chơi, tính nhẫn nại kém, tuy rằng thiên phú vượt xa Tiêu Phi nhưng mà không có cố gắng như Tiêu Phi nên dần dần bị Tiêu Phi bỏ xa. Đối với việc đó thì Tiêu Cuồng cũng không để ý, hắn kết bạn một đám ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lúc ấy thanh danh đang lên cao ở Yên Kinh, dám gọi nhịp với Diệp Tranh Vanh hơn nữa Thủy Chung vẫn không rơi vào thế hạ phong. Cuộc sống như thế cứ tiếp tục cho đến 2 năm trước. 2 năm trước, lúc mà Tiêu Phi táng thân ở nước ngoài, thì Tiêu Cuồng lại quyết định đi tòng quân. Trong vòng 2 năm thì Tiêu Cuồng hết làm trinh sát liên lạc rồi đến làm bộ đội đặc chủng, hắn dùng thiên phí của mình, dùng cố gắng của mình để cho bản thân trở nên cường đại hơn. Hắn chẳng những vượt qua cánh của ám kính, hơn nữa ở trong thời gian ngắn ngủi 2 năm mà từ minh kính đỉnh phong luyện tới ám kính đại thành, thậm chí đã mò đến cánh của ám kính đỉnh phong. Ngoài ra, năng lực tác chiến độc lập của hắn cũng vô cùng dũng mãnh cho nên mới có danh hiệu binh vương Tây Bắc. Đầu năm nay, khi tổ chức đại bỉ võ bộ đội đặc chủng cả nước, thì vị đại lão quân khu Tây Bắc cũng lão nhân của Tiêu gia đều muốn hắn dự thi nhưng hắn lại từ chối. Lý do chỉ có một. Hắn nói, đợi sau khi bản thân của hắn cảm thấy mình đã đuổi kịp Tiêu Phi ca thì hắn sẽ xuất hiện ở trên đấu trường của đại bỉ võ bộ đội đặc chủng cả nước, hơn nữa còn sẽ xuất hiện ở trên đấu trường của đại bỉ võ bộ đội đặc chủng toàn cầu. Lý do này khiến cho vị đại lão quân khu Tây Bắc cũng toàn bộ thành viên Tiêu gia ngậm miệng lại. Đông Lai, nói vậy thì cậu cũng biết được một ít sự tích của tôi. Đột nhiên, Tiêu Cuồng bóp tắt tàn thuốc trong tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Bùi Đông Lai, hỏi. Cậu có biết vì sao tôi phải tòng quân không? Vì sao? Tiêu Cuồng ngẩng đầu lên nhìn trời, hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng nói. Mỗi người trong Tiêu gia đều là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Tiêu Phi ca mất đi, Tiêu Cuồng tôi vẫn có thể trở thành binh vương. Không phải tôi muốn những lão nhân trong Tiêu gia thấy tôi trưởng thành, lúc ấy tôi tòng quân là chỉ muốn để lão thái gia ấm lòng. Lão thái gia từng nói, thiên chức lớn nhất của quân nhân là bảo vệ quốc gia. Tiêu gia là thế gia quân nhân, không thiếu nhà quân sự, không thiếu chỉ huy nhưng mà chỉ thiếu đi một binh vương xông pha chiến đấu. Nếu đời này lão thái gia không thấy được Tiêu gia sinh ra một binh vương thì lão thái gia chết không nhắm mắt. Nói tới đây thì dường như Tiêu Cuồng đang nhớ lại những lời nói kiên quyết của lão thái gia, tầm mắt có chút mơ hồ. Tiêu Phi ca mất, Tiêu gia không có binh vương, tôi nghĩ muốn thay thế Tiêu Phi ca trở thành binh vương mới của Tiêu gia thậm chí là của cả nước Cộng Hòa, làm cho lão thái gia ấm lòng. Nhưng mà, còn chưa đợi tôi làm được điều này thì lão thái gia đã đi rồi. Nói xong thì nước mắt trong mắt Tiêu Cuồng chảy ra. Người làm sao có thể rời đi được, người có thể yên tâm mà rời đi sao? Mắt Tiêu Cuồng đỏ lên, nhìn về phía Bùi Đông Lai, giống như là đang hỏi Bùi Đông Lai, giống như là đang hỏi bản thân, càng giống như là đang hỏi vị công thần của nước Cộng Hòa đã rời khỏi nhân gian kia. Yên tâm đi, lão gia tử sẽ rất an tâm.
Mắt thấy một người luôn kiêu ngạo như Tiêu Cuồng lại rơi lệ đầy mặt thì Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy Tiêu Cuồng giống như đàn bà, hắn vỗ vào vai Tiêu Cuồng, gằn từng chữ. Bởi vì cậu đã là binh vương. Cả người Tiêu Cuồng chấn động, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trên thế gian này, người quan tâm đến cậu, lo lắng đến cậu. Cho dù hắn có bị tử thần cướp đi tính mạng thì vẫn sẽ giữ lại một hơi để gặp mặt lần cuối cùng. Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang tìm kiếm bóng hình đang bảo vệ sau lưng hắn. Qua tử, người thật sự yên tâm bỏ con lại sao? Hắn hỏi chính mình, không có đáp án. Đi thôi, tôi lái xe đưa cậu về. Thấy Tiêu Cuồng đã lấy lại tinh thần thì Bùi Đông Lai vỗ vai Tiêu Cuồng rồi đi về chiếc Hummer. Hô! Tiêu Cuồng hít sâu một hơi, không có đi lau nước mắt trên mặt mà là đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh đuổi theo Bùi Đông Lai. Cùng lúc đó, sân bay quốc tế Yên Kinh. Một nam tử mang theo một chiếc dương cổ đi từ trong sân bay ra, sau đó dựa theo nội dung của tin nhắn mà đến bãi đỗ xe tìm một chiếc Passat. Sau khi chứng minh thân phận với tên nam tử lái chiếc Passat thì hắn liền lên xe rồi rời khỏi sân bay. Hoàng tỷ, người đã đến. Một lát sau, một tin nhắn ngắn xuất hiện trong điện thoại Hoàng Oanh. Thấy được nội dung tin nhắn, Hoàng Oanh không có dừng lại mà trực tiếp bấm số của Diệp Tranh Vanh. Diệp Thiếu, người đã đến, cũng dựa theo yêu cầu của ngài, mang hắn đến biệt thự tốt nhất. Điện thoại được chuyển, Hoàng Oanh mở miệng nói trước. Giọng nói của Diệp Tranh Vanh truyền đến. Biết rồi, lát nữa ta sẽ đi gặp hắn. Diệp Thiếu, tôi vừa nghe nói lão già kia của Tiêu gia đã xong rồi. Hoàng Oanh do dự một chút rồi nói. Cố gắng cắn răng lâu như vậy rồi, thật đúng là vất vả cho hắn. Trong một biệt thự, Diệp Tranh Vanh đứng trước cửa sổ. Cười lạnh nói. Lão bất tử đó, đã nên ngủ sớm trong quan tài rồi. Diệp Thiếu, nếu lão già kia xong rồi thì Bùi Đông Lai đã mất đi chỗ dựa vững chắc. Hoàng Oanh lại do dự mà nói ra suy nghĩ của mình. Cá nhân tôi cho rằng, không nên mạo hiểm phiêu lưu như thế, có thể lợi dụng phương thức khác để đùa chết hắn. Làm ông lâu rồi, bây giờ đứng ở vị trí của cháu để tính kế thì quả thật tim đập nhanh. Mỗi một lần đều phải đem toàn bộ lợi thế ra đánh bạc. Diệp Tranh Vanh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngữ khí mang theo vài phần tiếc nuối, càng nhiều là âm trầm. Không có lão bất tử kia nhìn vào thì cô nói tim còn có thể đập nhanh không? Không dám nói tiếp, cả người Hoàng Oanh lạnh lẽo. Người phát hiện ra Tiêu gia lão thái gia rời đi đầu tiên chính là thư ký của hắn. Buổi sáng. Tiêu Cuồng phải trở về đơn vị nhưng biết được dạo này Tiêu gia lão thái gia ngủ nhiều cho nên hắn không đi chào tạm biệt, bất quá Tiêu gia lão thái gia lại nói cho thư ký của mình là 8 giờ sáng đánh thức hắn dậy để hắn tiễn Tiêu Cuồng đi. Lúc 8 giờ, thư ký của Tiêu gia lão thái gia gõ phòng ngủ, thấy không có phản ứng, do dự một lát thì cuối cùng đẩy cửa vào, phát hiện Tiêu gia lão thái gia vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, hơi thở, tim ngừng lại, thân thể đã lạnh như băng. Tiêu gia lão thái gia đi rồi. Mỉm cười rời đi. Không có bị tra tấn của những căn bệnh, Tiêu gia lão thái gia chỉ ngủ rồi bước lên đoàn tàu đi lên thiên đường. Lão nhân gia bình thản mà rời đi nhưng nó lại giống như một quả bom nổ vang trong Tiêu gia. Sau khi tin tức Tiêu gia lão thái gia qua đời được truyền đi thì mọi người đều biết đối với Tiêu gia mà nói thì đây không phải là chuyện gì tốt, ngược lại sẽ gây thêm phiền phức cho Tiêu gia. Tiêu Cuồng trầm mặc không nói. Mặc dù hắn là người liều lĩnh nhưng không phải là kẻ thiếu não, nếu không thì sau bao năm tranh đấu hắn cũng luôn giữ được thế cân bằng với Diệp Tranh Vanh. Cảm ơn. Mắt thấy Tiêu Cuồng trầm mặc không nói gì, thì Bùi Đông Lai cúi chào với tên binh lính kia, sau đó đem xe lái qua một bên. Binh lính trả lễ một cái rồi trở về vị trí của mình. Một lát sau, dưới sự hộ tống của những chiếc xe cảnh sát thì một chiếc xe đi vào. Trong xe, bốn gã đại lão của Yên Kinh đang có tâm tư nên cũng không chú ý đến chiếc Hummer của Tiêu Cuồng. Đợi cho mấy chiếc xe kia chạy lên thì Bùi Đông Lai mới khởi động xe, hướng về biệt thự số 1 Tây Sơn chạy vào. Dọc theo trên đường, Bùi Đông Lai đã phát hiện xung quanh đã mọc lên những đài canh gác, bất quá lại không có người nào ra ngăn cản chiếc Hummer. Chiếc Hummer một đường thông suốt, trực tiếp chạy nhanh tới cửa biệt thự số 1 Tây Sơn. Trước cửa có đậu không ít xe. Dường như toàn bộ đều là biển số xe của chính phủ, mỗi biển số xe đều có thể làm người bình thường chết khiếp. Xuống xe, Bùi Đông Lai cùng Tiêu Cuồng đi vào biệt thự thì thấy được trước cửa đã có một đám người đang đứng đó, dường như toàn bộ đều là thành viên trung tâm của Tiêu gia.
trong đó có mấy người trên vai có mang theo mấy ngôi sao. Vẻ mặt bọn hắn cũng tỏ ra trang nghiêm. Thấy được Tiêu Cuồng và Bùi Đông Lai đi vào thì mọi người liền nhìn sang, trong ánh mắt có kinh ngạc, nghi hoặc, còn có lo âu. Tiểu Cuồng, Gia Gia cùng mấy vị thủ trưởng đang ở trong, em đợi đó rồi đi vào. Sau đó, không đợi người trong Tiêu Gia mở miệng chất vấn vì sao Bùi Đông Lai lại xuất hiện thì Tiêu Nam liền bước lên. Nói xong, nàng nhịn không được mà nhìn Bùi Đông Lai một cái, ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần lo lắng. Nàng đã biết nguyên nhân vì sao Tiêu Gia Lão Thái Gia ra mặt cho Bùi Đông Lai, bây giờ Tiêu Gia Lão Thái Gia đã rời đi, điều này cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng với Tiêu Gia, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Bùi Đông Lai. Thấy được vẻ lo lắng của Tiêu Nam thì Bùi Đông Lai không nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai của Tiêu Cuồng rồi cùng Tiêu Cuồng đứng sang một bên. Mấy phút sau, vị đại lão đứng cao nhất trên đỉnh quyền lực của Kim Tự Tháp, Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn, Tiêu Nguyên Thanh cùng vài vị đại lão khác từ trong biệt thự đi ra. Mấy thấy mấy người này vừa ra khỏi cửa thì mọi người đang đứng đợi trước cửa vội bước lên. Nguyên Thanh, hãy nén bi thương. Sau đó, vị đại lão đứng đầu dừng bước, quay đầu lại nhìn Tiêu Nguyên Thanh, nói. Ngày diễn ra lễ truy điệu, chúng tôi sẽ đến đưa tiễn lão thủ trưởng. Cảm ơn XX. Tiêu Nguyên Thanh nói cảm ơn. Vị đại lão đứng đầu không nói gì thêm, mang theo Diệp Thạch. Tần Hồng Sơn cùng những vị đại lão khác hướng về cửa của biệt thự mà đi ra. Bước đi, bọn hắn đều thấy được Bùi Đông Lai thân mang một bộ quần áo thể thao. Nhưng mà, lại không ai nhìn thẳng vào Bùi Đông Lai. Vị đại lão đứng đầu không có. Diệp Thạch không có. Tiêu Nguyên Thanh cũng không có. Tần Hồng Sơn càng không có. Dường như bọn hắn đã đem Bùi Đông Lai trở thành không khí. Nhưng mà... Đôi mắt của Tần Hồng Sơn lóe lên vẻ phức tạp, còn trong mắt của Diệp Thạch thì lóe lên vẻ lãnh mang. Mắt thấy đám người kia rời đi thì Tiêu Cuồng liền đi về phía biệt thự, còn Bùi Đông Lai thì đi ở phía sau. Bá! Trong phút chốc, toàn bộ thành viên của Tiêu gia đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Tôi biết tôi là ngoại nhân nên không có tư cách bước vào ngôi biệt thự này, cũng không có tư cách đưa tiễn lão nhân ra. Thấy được ánh mắt nghi hoặc mà sắc bén của mọi người thì Bùi Đông Lai dừng bước lại, từ từ mở miệng nói. Bởi vì lo lắng tâm trạng của Tiêu Cuồng không tốt, sợ Tiêu Cuồng lái xe về sẽ gặp ra chuyện gì nên tôi mới lái xe đưa cậu ta đến đây. Không sao đâu, Đông Lai, cậu theo tôi đi vào. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhận thấy được ánh mắt sắc bén của người nhà mình thì Tiêu Cuồng dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía người nhà. Bất quá! Nếu đã đến đây rồi thì tôi cảm thấy cần phải chào từ biệt lão nhân gia. Không để ý đến Tiêu Cuồng, ánh mắt Bùi Đông Lai vẫn dừng lại trên mặt của đám người Tiêu gia, nhẹ giọng nói. Xin cho phép tôi đứng ở đây vì lão nhân gia mà cúi đầu, kính lễ. Dường như không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nói ra một câu như vậy, những thành viên của Tiêu gia đều ngạc nhiên. Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, bước lên từng bước. Không ai lên tiếng ngăn trở. Hai bước, vẫn im lặng. Ba bước, bốn bước. Bước lên 10 bước thì hắn dừng lại, cả người đứng thẳng như một cây thương. Sau đó, hắn liền cúi đầu xuống, vái ba cái thật sâu đối với lão nhân đã ngủ trong kia. Bá, sau khi làm xong mọi chuyện thì hai chân hắn khép L ngẩng đầu ưỡn ngực, cánh tay đột nhiên nâng lên lại. Dưới ánh mặt trời, hắn làm ra một động tác kính lễ tiêu chuẩn. Lão thủ trưởng. Tôi sẽ không quên lời hứa hẹn đã nói với ngài. Tháng 7 này tôi sẽ cùng Cuồng Ca dẫn xuất bộ đội tham gia đại bỉ võ bộ đội đặc chủng toàn cầu, đến lúc đó tôi sẽ giành chức quán quân để ngài nhìn. Dứt lời, nghỉ. Hắn xoay người, rời đi. Bóng dáng cô đơn kia, cùng với vẻ trang nghiêm trong biệt thự, có lẽ là không hợp với nhau. Đông Lai. Bên tai quanh quẩn lời nói của Bùi Đông Lai. Nhìn bóng lưng cô đơn của Bùi Đông Lai thì Tiêu Cuồng chỉ cảm thấy trước ngực bị cái gì chắn lại, theo bản năng hé miệng hô lên. Cuồng ca, lão thái gia rất muốn gặp anh đi vào thôi. Bùi Đông Lai dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Cuồng. Tháng 5, chúng ta gặp lại. Ách, Tiêu Cuồng gật gật đầu, không nói lời nào. Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi ra. Tiêu Cuồng quay đầu lại nhìn những thành viên trung tâm của Tiêu gia. Muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng phất phất tay, giận dữ đi vào biệt thự. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đi ra khỏi biệt thự thì thấy đám người Tần Hồng Sơn,
Diệp Thạch đã đón xe rời đi. Mà Tiêu Nguyên Thanh lại còn đứng ở đây, thấy một màn như vậy thì trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, cảm thấy được Tiêu Nguyên Thanh cố ý đứng đây đợi hắn, vì thế hắn liền dừng bước. Ta có lời muốn nói với cậu. Tiêu Nguyên Thanh đúng là đứng ở đây chờ Bùi Đông Lai, ánh mắt của hắn tỏ ra phức tạp. Vâng, thủ trưởng. Bùi Đông Lai liền chào theo nghi thức quân đội, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía Tiêu Nguyên Thanh. Hắn quả thật rất thông minh. Trong lòng Tiêu Nguyên Thanh nghĩ như thế, ánh mắt lại cực kỳ kiên định, hiển nhiên là không thay đổi quyết định của mình. Ta là người xuất thân từ quân đội, làm việc nói chuyện đều không thích quanh co lòng vòng, thích nói thẳng cho nên ta cũng không vòng vo với cậu. Mắt thấy Bùi Đông Lai dừng lại thì Tiêu Nguyên Thanh nói thẳng. Ta nghe cha ta nói chuyện gia gia của cậu cùng cha của ta, chuyện về công thần khai quốc. Bùi Đông Lai tâm như gương sáng, trầm mặc không nói. Không biết cậu đã từng nghe qua một câu, nhân tình giống như là một bình rượu, đựng càng lâu thì càng đáng giá. Tiêu Nguyên Thanh nghiêm mặt nói. Sở dĩ đáng giá là bởi vì trên thế gian này, thứ nào cũng có giá cả, nhưng chỉ cao hay thấp mà thôi. Ngài không giống quân nhân, càng giống chính khách. Bùi Đông Lai nhịn không được mở miệng nói. Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy cũng không có để ý, tràn đầy cảm xúc nói. Quân nhân cùng chính khách chỉ cách nhau một đường, lúc đánh giặc thì là quân nhân, sau khi chiến tranh kết thúc thì sẽ làm chính khách. Bùi Đông Lai lại trầm mặc. Gia gia của cậu có ân cứu mạng với cha ta, phần nhân tình này Tiêu gia chúng ta đã thiếu Bùi gia các cậu vài chục năm, thẳng cho đến năm trước thì mới bắt đầu hoàn trả. Giọng nói Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra bình tĩnh nhưng lời nói lại làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng. Tại khách sạn Yên Kinh thì cha ta đã ra mặt dùm cậu, làm trò trước mặt nhiều người để chủ trì nghi thức đính hôn cho cậu và nha đầu Tần gia, đây là lần thứ nhất. Trước đó không lâu, khi xảy ra vụ án Giang Lăng thì cha của ta đã xuôi nam, lại ra mặt cho cậu, đây là lần thứ hai. Phần ân tình này, nói nó có giá thì nó sẽ có giá, nói không không có giá thì nó sẽ vô giá trị. Tất cả đều tại lòng người. Tiêu Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Tiêu gia hoặc là nói cha ta đã hai lần ra mặt dùm cậu, tuy rằng việc này không thể bù đắp lại phần ân tình năm đó của gia gia cậu nhưng mà cậu nên biết, tiếp theo Tiêu gia sẽ gặp một số chuyện phiền phức cho nên Tiêu gia không có khả năng ra mặt giải quyết những chuyện phiền toái dùm cậu. Nếu như tôi muốn dựa vào Tiêu gia, hoặc là nói muốn trèo cao vào Tiêu gia thì mới vừa rồi khi thấy ngài thì tôi cũng không gọi ngài là thủ trưởng rồi. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra hờ hững. Cậu thật sự thực thông minh, Diệp Thiên cùng Diệp Tranh vanh ngã ở trong tay cậu đúng là chuyện bình thường. Tiêu Nguyên Thanh nhìn không được cảm thán một câu, theo sau lời nói xoay chuyển, nói. Cậu khiến cho Diệp gia tổn thất hai thành viên ưu tú nhất đời thứ tư, kế tiếp, Diệp gia sẽ hành động nhắm vào cậu. Ta hy vọng lúc đối mặt với những chuyện như thế này thì cậu không cần giống như lúc trước, không cần khiêu khích thậm chí là phá vỡ đi quy tắc vốn có của nó. Nếu không thì cuối cùng cậu sẽ bị quy tắc nghiền nát, đến lúc đó không một ai có thể cứu được cậu. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài. Sắc mặt Bùi Đông Lai tỏ ra bình tĩnh nói lời cảm ơn, dường như không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Tiêu Nguyên Thanh. Nếu như cậu tuân thủ quy tắc, đối mặt với sự thật thì lúc sau cùng Tiêu gia sẽ bảo vệ một mạng cho cậu. Tiêu Nguyên Thanh do dự một chút, lại nói. Mặt khác, nếu cậu buông tha một ít đồ vật trong tay, thật tâm tiến vào quân đội thì ta sẽ trải rộng con đường cho cậu, đến lúc đó cho dù Diệp gia có canh cánh ở trong lòng thì cũng không thể nói gì. Nếu như trên thế giới này có người nguyện ý trải đường cho tôi thì người đó nhất định là cha của tôi. Bùi Đông Lai dừng lại ở khuôn mặt tràn đầy lợi ích của Tiêu Nguyên Thanh, gằn từng chữ. Con đường của tôi sẽ do bản thân tôi bước đi. Vậy cậu tự thu xếp ổn thỏa. Tiêu Nguyên Thanh nhíu mày. Lại cảm ơn vì ngài đã nói nhiều với tôi như vậy. Bùi Đông Lai lại cúi chào, buông tay xuống, lại nói.